Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 110. Áo vải thô ông già nhìn cách đó không xa Vĩnh Hằng Thánh Vương, trong mắt đục ngầu hiện lên một chút bất đắc dĩ. Đây là thế gian không biết làm sao. Viễn cổ chi diệt, thần quốc xưng bá. Nắm trong tay thế gian hết thảy quy tắc. Bất kỳ ngăn trở thần quốc người, đều sẽ chết. Thượng cổ tuyệt hàn đế cung tuyệt thế độc lập, thần quốc vận dụng bất cứ giá nào, một đêm tiêu diệt. Ma vực người điều khiển, vậy không có thể một đời ma đế, khiêu chiến thần quốc uy tín, bị thần quốc và ngày xưa thủ hạ, đánh một trận chết. Từ đó sau đó, không người nào dám dung chuyển thần quốc. Cũng không có ai dám phá hoại cái này cao cao tại thượng lập ra quy tắc. Tuyệt hàn đế cung và ma đế chính là hoạt bát ví dụ. Năm tháng như thoi đưa. Chung có một người đứng ra. Hắn yêu rượu, càng yêu cái này phiến cố thổ. Áo vải thô ông già ngồi về bàn cờ trước vị trí, thanh âm già nua vang lên, lão Vĩnh, xuống lần nữa một bàn cờ. Cái này một bàn cờ, ta đứng ở đó tiểu tử bên này. Hơn nữa, bàn cờ này sau đó, ta trở lại thần quốc, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào trở ngại thiên đạo cung đối với ngươi đuổi giết. Từ nay về sau, ta lại nữa làm một cái hờ hững thần quốc người, ta cũng hy vọng có thể là cái thế giới này làm nhiều một ít chuyện. Vĩnh Hằng Thánh Vương thân thể ngẩn ra, lộ ra một đạo nụ cười thân thiện, bước ra một bước, liền từ vách đá trở lại bàn cờ trước. Tay hắn nắm một viên cờ trắng, bình yên rơi xuống. Lão già kia, cảm ơn. Hình ảnh quay về. Rừng phong bên trong, di tích cửa. Vậy thất hoàng tử một cái tát không chỉ có phiến bối rối nha hoàn càng làm cho Diệp Thần có chút suy nghĩ không ra. Cái này thất hoàng tử mặc dù thực lực không tính là mạnh. Nhưng là từ khí thế và người chung quanh thực lực tới xem, xa so Tây vực hoàng tộc Tư Không Phi Tinh còn muốn tôn quý. Chẳng lẽ người này nhìn thấu thực lực chân thật của mình? Nhưng mà, rất nhanh, Diệp Thần biết hắn suy nghĩ nhiều. Thất hoàng tử hoạt động một ít tay, đối với nha hoàn kia lạnh lùng nói, ngu xuẩn, người không nhìn ra, người này là một cái cản đường chó sao? Kêu một con chó cho bổn hoàng tử thi lễ, ngươi là đang vũ nhục bổn hoàng tử. Vẫn là cầm bổn hoàng tử tìm vui vẻ. Đối với ta thi lễ, đó là người mới có tư cách, biết không? Diệp Thần nghe vậy, trong mắt lóe lên một món lãnh mang. Làm nhục? Không, cũng đã không phải là vũ nhục. Đó là phát ra từ nội tâm khinh bỉ, kỳ thị. Đó là khác ở xương tủy bên trong xem thường. Nếu như những thứ khác làm nhục, Diệp Thần còn có thể dửng dưng đối mặt nói, cái này thất hoàng tử thứ người như vậy làm nhục. Hắn nhưng không cách nào coi thường. Hắn biết, người này là phát ra từ nội tâm, cầm tất cả nam vực ra người cũng coi là rác rưởi. Nếu là có cơ hội, hắn nhất định sẽ đem tất cả người, tàn sát hầu như không còn. Không có một chút thương hại. Diệp Thần tự nhận là không phải người tốt lành gì, nhưng là trước mắt tên này thất hoàng tử, mặc dù thân phận tôn quý, khí độ bất phàm, thậm chí còn có chút nho nhã, nhưng là... Ở Diệp Thần trong mắt, cái này thất hoàng tử, căn bản cũng không phải là người, là chân chánh súc sinh. Người này, thành công đốt hắn lửa giận. Hắn hướng về phía thất hoàng tử, lộ ra một nụ cười lạnh như băng cho, lái chậm chậm miệng nói. Nam vực hoàng thất vậy om sòm rất đâu, nơi đây không người, nếu như chết nơi này, vậy thật là tiếc nuối. Ha 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 ha, thất hoàng tử đột nhiên cuồng cười lên, ngửa mặt lên trời cười như điên. Đột nhiên bây giờ, hắn tiếng cười hơi chậm lại, chặt chẽ nhìn chăm chú vào Diệp Thần, trong mắt là đậm đà đến cực hạn muốn hóa là thực chất sát ý. Hắn thật chặt cắn răng, tựa như đang điên cuồng đè nén lửa giận, một miệng răng trắng rắc rắc vang dội, cơ hồ đều phải bị hắn cắn nát. Hắn nhưng mà nam vực thất hoàng tử à? Cao quý hoàng thất! Thất hoàng tử khóe miệng nâng lên một người vô cùng là vặn vẹo nụ cười, hướng về phía bên cạnh bà lão nói. Đồng lão, phế hắn, nhưng là đừng giết chết, lần này tiến vào di tích thăm dò, ta còn sợ có chút nhàm chán đâu, trên đường nhiều hành hạ đối tượng, nhiều tiêu khiển, cũng không tệ, không phải sao. Bà lão kia hội ý cười một tiếng nói, thất hoàng tử yên tâm, lão thân biết phải làm sao. Vừa nói, nàng đi về phía Diệp Thần, vậy mở ra tràn đầy nếp nhăn nét mặt già nua, hiện lên một cái nụ cười quỷ dị. Nhìn như đặc biệt là khủng bố, nàng hướng về phía Diệp Thần cười nói. Người tuổi trẻ,
cái tuổi này đến tinh khiếu cảnh giới, thiên phú là không tệ, đáng tiếc à, ngươi chưa thấy được, mình có chút ngu xuẩn sao? Vẫn là ngươi mù, không thấy lão thân tồn tại sao? Vẫn còn có dũng khí, nói ra như vậy một phen, ha ha, thật đúng là còn trẻ hết sức lông bông, không sợ hãi à? Diệp Thần ánh mắt ngưng trọng. Cái này bà lão phong môn tám tầng thiên, hắn bây giờ căn bản không cách nào chống lại. Dù là Diệp Thần cảm giác được cái này bà lão lớn hơn thực lực đều là thuốc viên đôi triệt kết quả. Có người này ở đây, hắn như cũng không cách nào đối với cái này thất hoàng tử ra tay. Bất quá hắn nếu như muốn chạy, đám người này vậy không thể làm gì. Huống chi hắn còn có xích trần thần mạch. Diệp Thần cười nhạt một tiếng nói, làm sao, ý ngươi là ta đối với các ngươi a dua nịnh nọt, các ngươi là có thể thả qua ta sao? Bà lão kia cười ha ha một tiếng nói, tha ngươi. Ngươi có phải hay không lầm cái gì? Vốn là nói, thất hoàng tử nhân từ một ít, có thể sẽ để cho ngươi trực tiếp chết đi. Rất nhanh ngươi sẽ biết mình lựa chọn là ngu xuẩn giường nào, mà chết, sẽ là một chuyện hạnh phúc giường nào tình. Dứt lời, cái này bà lão phong môn cảnh hơi thở, điên cuồng bùng nổ, hướng Diệp Thần nghiền ép đi. Thất hoàng tử nói không nên giết liền Diệp Thần, cho nên nàng không dự định trực tiếp ra tay. Dẫu sao, nàng nhưng mà phong môn tám tầng thiên à. Thổi hơi, cũng có thể cầm Diệp Thần thổi được hồn phi phách tán chứ. Ra tay, đùa gì thế? Chỉ là hơi thở, nàng cũng ngại có hơi quá. Thằng nhóc này ở nàng hơi thở nghiền ép dưới, sợ rằng cả người xương cốt cũng sẽ nổ tung, trực tiếp biến thành một bãi thịt vụn liền chứ. Nói không chừng, vì để cho hắn có thể để cho thất hoàng tử hành hạ, hả giận, còn được trị cho hắn chữa trị đây. Nhưng là, một khắc sau, bầu không khí lại đột nhiên yên lặng xuống. Diệp Thần đối mặt bà lão hơi thở, vẫn chắp hai tay sau lưng, mặt lộ vẻ cười nhạt. Đừng nói là nổ tung, thậm chí liền một chút ảnh hưởng cũng không có à. Đồng lão ngây ngốc nhìn Diệp Thần, trong chốc lát đều có chút mê mang. Tại sao sẽ như vậy? Tinh khiếu tích chữ tại có thể ngăn cản phong môn tám tầng thiên cường giả hơi thở. Chưa nghe nói qua à. Thậm chí, liền một ít yếu một chút phong môn tồn tại, cũng sẽ bị nàng hơi thở áp đảo, bị thương. Nơi nào có thể xem Diệp Thần như vậy, một bộ người không có sao hình dáng. Đồng lão sau lưng thất hoàng tử, nhíu mày một cái, thúc giục, đồng lão, chuyện gì xảy ra? Còn chưa động thủ. Hắn cho là đồng lão còn không có ra tay. Nhưng là hắn nào biết đồng lão đã ra tay à? Đồng lão ho khan mấy tiếng. Ở thất hoàng tử trước mặt, nàng không muốn mất thể diện. Đồng lão quay đầu, đối với thất hoàng tử cười nói, thất hoàng tử an tâm một chút chớ nóng, vốn là, ta là muốn cho thằng nhóc này sợ hãi, run rẩy, để cho thất hoàng tử thưởng thức một chút hắn không chịu nổi bộ dáng, bất quá, xem ra người này quả thật có chút vấn đề, lão thân cái này thì đem hắn bắt lại. Thất hoàng tử gật đầu một cái, cười nói, thì ra là như vậy, đồng lão trực tiếp có thể bắt được chính là... sợ hãi. Run rẩy, mấy ngày kế tiếp, hắn nhất định sẽ làm cho ta thật tốt thưởng thức. Đồng lão xoay người, nhìn Diệp Thần ánh mắt, vậy trịnh trọng một ít, xem ra mình là có chút đánh giá thấp tiểu tử này. Bất quá, nàng cũng không nghĩ nhiều, thằng nhóc này yêu nghiệt đi nữa, lại nghịch thiên, luôn không khả năng so mình còn mạnh hơn chứ. Nói như vậy, nhất định chính là thần thoại, truyền thuyết à. Mà không phải là thực tế. Cũng chỉ có ở truyền thuyết bên trong, mới có thể xuất hiện như vậy vượt qua vô số cảnh giới trung cực thần nhân, cuối cùng trở thành vạn giới chúa tể câu chuyện, không phải sao? Đồng lão khẽ quát một tiếng, thân hình chuyển động, ở nàng động tác ngay tức thì, không gian tựa hồ cũng không cách nào chịu đựng nàng lực lượng cùng tốc độ, mới bắt đầu rên rỉ hỏng mất. Ở cực nhanh bên trong, đồng lão hướng Diệp Thần tập sát đi, đồng thời trầm giọng quát lên, kinh thiên chỉ. Lần này, đồng lão tuyệt sẽ không có bất kỳ sơ thất nào, nhất định phải đem Diệp Thần bắt lại, cho nên, nàng vận dụng võ. Vẫn là một môn phẩm cấp không thấp võ. Hơn nữa, vẫn bị nàng tu luyện tới đại thành cảnh giới kinh thiên chỉ. Một khi thi triển, uy thế vô cùng. Chỉ một cái bên trên, hùng hậu linh lực ngưng tụ, vậy khô héo ngón trỏ trước đoạn, có sát khí mãnh liệt, có khí tức hủy diệt. Cái này chỉ một cái. Lại thật tốt xem muốn kinh tuyệt thiên, muốn chỉ một cái mất đi hư không, muốn chỉ một cái đem bầu trời chọc ra cái lỗ thủng vậy.
Thà nói đây là một cây già nua ngón tay, ngược lại không như nói, đây là vô biên linh lực cùng hủy diệt lực, chết sát khí ngưng tụ. Đủ loại kinh khủng lực lượng, bị không ngừng nén, không ngừng thu liếm, ngưng tụ ở chỉ một cái bên trên. Cái này chỉ một cái, chính là băng thiên bể đất chỉ một cái. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, cái này chỉ một cái lực lượng, trừ phi xích trần thần mạch kích hoạt, nếu không hắn không cách nào vác ở. Diệp Thần cổ tay lộn một cái, thú hủ kiếm đã rơi vào trong tay, đồng thời, hắn thân hình biến hóa, lại là đem bất hủ thần thể đủ loại thần thông, toàn bộ thi triển ra. Diệp Thần, muốn xuất toàn lực. Hắn bây giờ, thực lực lại có một ít tiến bộ, hắn phải thử một chút mình thi triển toàn lực dưới, có thể hay không đối kháng. Chân thực không được, hắn liền chạy trốn. Bà lão kia nhìn Diệp Thần hơi thở phóng thích, không lý do được khóe mắt giật một cái. Chẳng biết tại sao, lại là từ Diệp Thần trên mình, cảm thấy một chút sợ hãi hơi thở. Đó là một chút có thể uy hiếp được sinh mạng mình hơi thở. Điều này sao có thể? Đồng lão ánh mắt, dần dần nới rộng ra, chẳng lẽ thằng nhóc này thật sự có tương đương mình lực lượng? Đồng lão luôn luôn là rất tin tưởng mình trực giác, cùng nhau đi tới nàng trực giác, vậy đã cứu nàng rất nhiều lần, nhưng là ngày hôm nay, nàng cũng có chút không dám tin tưởng mình trực giác. 0,01% giây do dự sau đó, đồng lão vẫn là tròng mắt bên trong tàn khốc chớp mắt, cả người linh lực, điên cuồng xa chuyển, hoàn toàn bơm vào đến mình vậy hủy thiên diệt địa kinh thiên chỉ một cái bên trong, không có một tia một hào cất giữ. Phong môn 8 tầng thiên đồng lão, đối mặt một người tinh khiếu tồn tại, lại là toàn lực đánh ra. Hiện tại, nàng có thể cố không được thất hoàng tử ra lệnh. Nàng muốn động dùng toàn lực, trực tiếp. Đem Diệp Thần hoàn toàn chu diệt. Nàng là người tu võ, tin tưởng mình trực giác, mới một đường đi tới ngày hôm nay, nếu không, nàng đã sớm chết rồi. Cho dù Diệp Thần chỉ có 0,1%, 0,01% có thể tổn thương đạt tới mình, nàng cũng tuyệt sẽ không có nương tay dự định. Diệp Thần nhìn đồng lão ngón tay bên trong năng lượng càng ngày càng khủng bố, trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ ngưng trọng, không hổ là phong môn 8 tầng thiên cường giả. Trực giác vẫn là rất tốt. Hắn một giây kế tiếp liền muốn khởi động xích trần thần mạch. Nhưng mà, ngay tại lúc này, phong thanh dương thanh âm đột nhiên vang lên. Đồ nhi, lão thái bà kia kỳ thật cũng không khó đối phó. Nàng mặc dù là phong môn 8 tầng thiên, nhưng là cảnh giới có chút hư thật. Hơn nữa, người này ở thần hồn và phương diện tốc độ cực kém, đại khái mới phong môn trung kỳ. Loại người này hẳn thuộc về vì tiến vào hoàng thất. Mà dùng đan dược quá độ chất triệt tu vi kết quả. Năng lực thực chiến thậm chí còn không bằng những cái kia phong môn 6-7 tầng thiên võ giả. Ngươi nếu như kết hợp phong lôi chớp mắt, hơn nữa thần quốc mục gia chiêu đó hồn kỹ, hơn nữa ngươi hiện tại bước vào tinh khiếu, có thể miễn cưỡng thi triển kiếm thứ 3, có lẽ có thể chém chết. Chỉ có một lần cơ hội, bất kỳ khâu đều không thể bị lỗi. Diệp Thần con ngươi vui mừng, cảm ơn sư tôn sau đó. Chính là gầm nhẹ một tiếng, linh lực cuồng trào, sau lưng kim quang chớp mắt. Đồng thời, trên chân phong thần hoa vậy bắt đầu lóe ra màu xanh ánh sáng, từng cơn gió lớn, ở Diệp Thần dưới chân phun trào. Phong lôi chớp mắt, Diệp Thần khẽ quát một tiếng, màu vàng lôi quang, cùng gió màu xanh ánh sáng đem bọc. Đây là Diệp Thần lần đầu tiên, toàn lực thi triển phong lôi chớp mắt. Hắn thân hình, thậm chí đều phải sắp đến hư vô. Cảm nhận được mình vậy nghịch thiên kinh khủng tốc độ, Diệp Thần mình cũng không khỏi có chút khiếp sợ. Đây chính là ở phong thần hoa, bơi vân rực ra chỉ dưới, thi triển phong lôi chớp mắt sao. Tốt, tốt vô cùng, không để cho Diệp Thần thất vọng. Mà đồng lão già nua tròng mắt bên trong, con người ngay tức thì co rúc lại. Chuyện gì xảy ra? Nàng làm sao, không cách nào bắt được Diệp Thần thân ảnh. Cùng lúc đó, đồng lão trong lòng. Dâng lên một cổ sợ hãi. Phát ra từ cốt tủy sợ hãi. Tựa như, tử vong đi tới bên cạnh mình lúc sợ hãi. Đáng chết tiểu xúc sinh. Đồng lão điên cuồng hét lên một tiếng, theo bản năng hướng về phía một nơi, điểm ra chỉ một cái. Kinh thiên chỉ rơi, vô tận uy năng bùng nổ, bầu trời tựa như vỡ nát. Nhưng mà, ngay tại kinh thiên chỉ uy năng hoàn toàn bộc phát ra trước một cái ngay tức thì. Một đạo lạnh như băng thanh âm nam tử trực tiếp in vào nàng đầu óc bên trong. Hồn kiếm, chém.
ầm một tiếng vang thật lớn, cũng không phải phát sinh ở thực tế, mà là từ nàng đầu óc bên trong truyền tới. Đồng lão cặp mắt xòe ra, không tưởng tượng nổi kinh hô, hồn tu. Ngươi lại là hồn tu, trừ thần quốc, linh võ đại lục làm sao có thể xuất hiện như vậy hồn tu? Nàng thân là linh võ đại lục cường giả, dĩ nhiên là biết hồn tu tồn tại, hơn nữa càng xem nàng như vậy cường giả, vượt liền hiểu rõ hồn tu khủng bố. Nàng tu luyện chỉ là cảnh giới, đối với thần hồn tu luyện vô cùng thiếu, nhưng bước vào phong môn 8 tầng thiên sau đó, thông thường mà nói, cho dù là cùng cảnh giới hồn tu, nếu không phải như vậy truyền thừa vô cùng cường đại, tư chất hơn người hồn tu, cũng rất khó làm bị thương nàng. Nhưng mà, Diệp Thần, nhưng làm được. Đồng lão thức hải bên trong, chợt một hồi đau nhức, thần hồn bị thương, thất khiếu bên trong chảy ra máu tươi. Đây cũng không phải nói, Diệp Thần hồn kỹ mạnh bao nhiêu. Mặc dù được từ mục giã tỏa hồn giết, thiên hồn chấn động cũng là vô cùng mạnh mẽ hồn kỹ. Nhưng là, Diệp Thần nhưng không có đem hắn hoàn toàn luyện thành, mà là dung hợp mình hiểu, đem máu thần uy áp phân. Vân dung nhập vào trong đó, luyện thành cái này loại hồn kiếm công kích. Sở dĩ còn có thể đối với đồng lão tạo thành tổn thương, là bởi vì là Diệp Thần thần hồn lực, chân thực quá mạnh mẽ. Hơn nữa, có niệm ma thân thể gia trì, Diệp Thần ở hồn kỹ bên trên, còn có không nhỏ thêm được. Cái này, cũng rất kinh khủng. Đồng lão kêu thảm một tiếng, ngón tay run rẩy, kinh thiên chỉ năng lượng, đều cơ hồ nếu không khống chế được, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở. Vậy thật may có hồn tinh chấn thủ ở nàng thức hải bên trong, hơn nữa nàng đem kinh thiên chỉ tu luyện đến đại thành cảnh giới, nếu không, nàng sợ rằng đều phải gặp phải kinh thiên chỉ năng lượng cắn trả. Nhưng mà, Diệp Thần công kích, cái này thì kết thúc sao? Vừa vặn ngược lại, Diệp Thần chân chính lá bài tẩy. Hiện tại mới chịu ra đâu. Lục đạo kiếm thần, kiếm thứ ba, vạn cổ kinh lôi kiếm. Dứt lời, trên bầu trời mây đen phân bố. Vô tận lôi kiếp phun trào. Cuồn cuộn thiên lôi thành hơn trăm ngàn hạ xuống. Hội tụ ở thú hủ kiếm bên trên. Thời khắc này Diệp Thần liền là chân chánh lôi đạo chân quân, nắm trong tay thần lôi. Giữa trời đất, đều bị lôi quang bao trùm, chói mắt đến mức tận cùng. Đồng lão nhìn một màn này, trong mắt chỉ còn lại kinh hoàng. Một kiếm ra, ánh sáng lóe lên, là lạnh vô cùng ánh sáng, là sát ý nơi biến ảo ra ánh sáng. Là thần ma trong mắt bên trong, có ánh sáng. Trong nháy mắt, đồng lão tựa như đưa thân vào một cái chỉ có kiếm thế giới, mà nơi này mỗi một thanh kiếm, mỗi một đạo kiếm quang, đều là có thể lấy nàng tánh mạng lưỡi dao sắc bén. Thế giới này bên trong, trừ kiếm, liền chỉ có máu. Ai máu? Chính nàng máu. Máu này, tượng trưng cho cái chết của nàng. Đồng lão kinh sợ, sợ hãi, thậm chí hỗn loạn. Điều này sao có thể? Nàng rõ ràng, ra toàn lực à? Nàng rõ ràng, không có khinh địch khinh thường à? Nhưng mà, tại sao có như vậy kết quả? Tại sao, một cái tinh khiếu tồn tại, có thể thi triển kinh khủng như vậy kiếm pháp? Kinh thiên chỉ, tiến lên đón thú hủ kiếm kiếm phong. Trong một cái chớp mắt này, đồng lão phát hiện mình lại một lần nữa sai rồi. Nàng lại một lần nữa, đánh giá thấp tên này tinh khiếu cảnh giới người tuổi trẻ. Kiếm này bên trong, không chỉ có kiếm pháp kia ẩn chứa vô tận sắc bén, còn có một tầng lại một nặng, liên miên không dứt lực lượng kinh khủng. Lực lượng này, cùng kiếm pháp kinh khủng kia hòa làm một thể, tóe ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Một kiếm này, cho dù là nàng khỏe hẳn dưới trạng thái kinh thiên chỉ, cũng chưa chắc có thể ngăn cản chứ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Huống chi là hiện tại, chỉ có thể dựa vào trực giác hướng đại khái phương vị thi triển nhất kích, lại bị thần hồn công kích ảnh hưởng, cơ hồ đều muốn tan vỡ, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì nhất kích có thể đối kháng đâu. Ầm một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Tên này ở Nam vực hoàng thất bên trong đều là được tôn sùng, vô luận đi đến nơi nào, đều phải bị người dùng lễ trí cường tồn tại. Ngay tại Diệp Thần kiếm quang dưới, biến thành một hồi xương máu. Sau đó, một hồi gió nhẹ thổi qua, máu kia xương mù, tiêu tán, đồng thời tiêu tán còn có đồng lão hồn phách. Tên này chí cường giả, tồn tại thế gian sau cùng dấu vết, vậy không còn gì vô tồn, giống như thế gian cho tới bây giờ không có một người như vậy vậy. Tử vong, đối với người bất kỳ mà nói, đều là được bằng phẳng.
Diệp Thần thu kiếm, thần sắc ảm đạm, đánh bại Đồng lão, so hắn tưởng tượng bên trong, còn muốn khó khăn. Quả nhiên, phong môn sau đó, càng ngày càng khó. Mỗi một cái cảnh giới nhỏ chênh lệch đều vô cùng to lớn. Trừ phi sư tôn điều khiển mình thân thể, cũng hoặc là hoàn toàn nhập ma, nếu không muốn sẽ đối kháng loại này tồn tại, cực kỳ khó khăn. Bước vào tinh khiếu, còn chưa đủ. Diệp Thần ánh mắt chớp động. Hắn muốn làm chân chính phong môn cảnh vô địch. Dưới mắt, có thể đột phá, chính là hồn kỹ. Hắn nhất định phải đem tỏa hồn giết và thiên hồn chấn động, chân chính luyện thành mới được. Diệp Thần nhẹ thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía thất hoàng tử và tên kia nha hoàn. Thất hoàng tử và tên kia nha hoàn đã trực tiếp si ngu, ngơ ngác đứng tại chỗ, há to miệng, động một cái cũng không động. Đặc biệt là thất hoàng tử, đơn giản là thần hồn đều phải mất đi liền à. Đồng lão tử hắn khi còn bé, liền một mực cùng ở hắn bên cạnh, hắn là nam vực tương đối được cưng chiều một người hoàng tử, đồng lão cũng là nam vực hoàng thất cung phụng một trong, ở thất hoàng tử trong suy nghĩ, đồng lão chính là vô địch. Nhưng mà đâu? Đồng lão, ở trước mặt hắn chết. Hơn nữa, vẫn bị một cái tinh khiếu cảnh giết. Như vậy xoay ngược lại, thật là hoàn toàn lật đổ thất hoàng tử thế giới quan, hoàn toàn phá hủy hắn tâm cảnh à. Hắn hiện tại, thậm chí cũng không phân rõ thực tế và mộng ảo, hắn chỉ cảm thấy được, mình đang nằm mơ. Một cái vô cùng đáng sợ ác mộng. Hắn, muốn tỉnh lại. Thất hoàng tử khuôn mặt bên trên, hiện ra vô cùng là điên cuồng thần sắc, hắn cuồng kêu một tiếng, chợt rút ra bội kiếm bên hông. Diệp Thần ánh mắt chớp động, đang chuẩn bị ra tay. Ngay tại lúc này, thất hoàng tử lại là giơ trường kiếm trong tay lên, nhắm ngay mình cổ. Hung hăng chém tới. Một kiếm bão tố máu. Thất hoàng tử đầu người, bay lên lão cao. Diệp Thần ngẩn người, sau đó lắc đầu một cái, mặt lộ vẻ cười nhạt. Cái này thất hoàng tử, lại là tinh thần thác loạn dưới, trực tiếp đem mình đầu chém. Hắn từng nghe nói một cái lời bàn, chính là ngoài mặt vượt liều lĩnh, vượt nhìn mình rất cao người, nội tâm, vượt yếu ớt. Bây giờ nhìn lại, thật là như vậy. Chỉ có xem hắn như vậy, phát ra từ trong xương ngạo, ở bất kỳ khốn cảnh trước mặt, cũng không biết khuất phục ngạo, mới thật sự là ngạo. Diệp Thần vung tay lên, liền đem thất hoàng tử thi thể mất đi, hắn không biết, tiếp theo sẽ còn người nào đi tới nơi này, nhưng là, để cho người thấy nam vực hoàng tử thi thể, hiển nhiên không là một chuyện tốt. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang rất ngồi ở đất tên kia nha hoàn. Tên này nha hoàn. Mặc dù thân phận và thất hoàng tử là khác xa lắc xa lơ, nhưng là không thể không nói, tâm tính và thiên phú lên nhưng là càng hơn qua thất hoàng tử rất nhiều. Lúc này nàng, mặc dù mặt xám như cho tàn, mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ tuyệt vọng, toàn thân cũng đang khẽ run, nhưng là, vẫn miễn cưỡng duy trì lý trí cùng chấn định. Nàng không có cầu xin tha thứ, không có nói gì nhiều, chỉ là đang lẳng lặng chờ chết thôi. Dù sao, cũng là muốn chết. Vì sao không để cho mình chết khéo léo mặt một ít đâu? Cho nên, nàng không trông cậy vào Diệp Thần thả qua mình, từ Diệp Thần có nghịch thiên thực lực không khó nhìn ra, hắn bước qua như thế nào núi thây biển máu, trên tay lại có bao nhiêu người mệnh, mình chỉ là một nha hoàn nho nhỏ, Diệp Thần dựa vào cái gì thả qua mình? Diệp Thần nhìn tên này nha hoàn, ánh mắt, nhưng là hơi lóe lên. Cái này Rừng Phong nghiêm chỉnh mà nói, không thuộc về Nam Vực, nhưng là... Cổng vào nhưng là ở Nam Vực. Mà Nam Vực, là có thái hư cảnh cường giả à? Lấy mình bây giờ thực lực, tạm thời còn không phải là thái hư cường giả đối thủ. Ngay tại Diệp Thần rơi vào yên lặng lúc đó, tên kia nha hoàn, nhưng là ngẩng đầu lên, có chút nghi ngờ nhìn Diệp Thần. Ngươi không phải hẳn giết ta sao, dẫu sao ta chứng kiến ngươi giết hoàng thất quá trình. Nếu như ngươi không muốn động thủ, ta có thể mình kết thúc sinh mạng. Mạng ta, đã sớm không thuộc về mình, ta phải làm, chính là thất hoàng tử chó mà thôi. Ở hoàng thất, chỉ có như vậy mới sẽ tự vệ. Diệp Thần nhướng mày một cái, lấy mạch máu ngươi và thiên phú, không nên trở thành nha hoàn mới đúng. Nha hoàn kia lắc đầu một cái, không trọng yếu, nam vực hoàng thất giết ta phụ mẫu, ta chỉ có một người, hơn nữa ta cuộc đời này phải bị nam vực khống chế, làm một con chó không việc gì không tốt. Chí ít không có báo thù ý tưởng. Diệp Thần thần hồn mạnh mẽ,
tự nhiên nhìn ra thiếu nữ nói đúng lời thật. Thiếu nữ từ đầu tới cuối không có nói mình một câu không phải, chỉ bất quá để cho mình thi lễ. Nếu quả thật giết, và thần quốc những người đó có cái gì khác biệt? Cuối cùng, Diệp Thần vẫn là thở dài một cái, đối với người thiếu nữ kia hỏi, ngươi, tên gọi là gì? Người thiếu nữ kia thân thể mềm mại khẽ run, không hiểu nhìn Diệp Thần, phục hồi tinh thần lại, xem con nai tơ bị hoảng sợ vậy, nhỏ giọng đáp ta. Ta kêu Nhan Hồng Ngọc. Diệp Thần gật đầu một cái, tiếp tục nói, Nhan Hồng Ngọc, ta kêu Diệp Thần, ta muốn cùng ngươi định một phần khế ước, ngươi không thể đối người bất kỳ nhắc tới ngày hôm nay phát sinh chuyện, biết không? Nhan Hồng Ngọc nghe vậy, đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó mặt đẹp bên trên hiện ra vẻ vui mừng, nàng không phải người ngu, nàng tự nhiên biết, Diệp Thần muốn đặt khế ước, ngay cả có ý bỏ qua cho nàng. Lúc này, Nhan Hồng Ngọc giống như là gà con mổ gạo vậy, gật đầu liên tục nói, ta biết. Ta thề ta tuyệt sẽ không tiết lộ bất kỳ có quan tiên sinh chuyện. Diệp Thần ngón tay bắt pháp quyết, ngưng tụ một phần khế ước, ở phía trên viết lên mình tên chữ. Sau đó, hắn đem khế ước vứt xuống Nhan Hồng Ngọc trước mặt, Nhan Hồng Ngọc dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, hết sức phấn khởi ký xuống khế ước. Khế ước sau khi ký xong, liền tự đi bốc cháy, hóa thành một đạo hỏa quang, sáp nhập vào Nhan Hồng Ngọc ấn đường. Ngay tại Nhan Hồng Ngọc mặt đầy sống sót sau tai nạn vui mừng lúc đó, nàng tay trắng thon thon, lại đột nhiên bị người bắt được. Bị một người nam tử có lực bàn tay bắt được. Diệp Thần bàn tay. Nhan Hồng Ngọc mắt đẹp bên trong, thoáng qua vẻ kinh hoàng cùng bi ai vẻ. Nên tới, vẫn là phải tới sao? Nàng mắt đẹp bên trong, dâng lên nước gợn, chỉ có thể an ủi mình, có thể sống sót đã là vạn hạnh. Hơn nữa, làm Diệp Thần quyết định thả qua nàng sau này, trong lòng nàng đối với Diệp Thần cũng không có như vậy mâu thuẫn, thậm chí có một chút hảo cảm. Cảm thụ cầm mình tay nhỏ bé cái bàn tay kia lên truyền tới nhiệt độ. Nhan Hồng Ngọc mặt đẹp không khỏi nổi lên từng cơn đỏ ửng. Diệp Thần đem Nhan Hồng Ngọc từ dưới đất kéo lên. Nhan Hồng Ngọc cặp mắt dùng sức nhắm lại, lấy là tiếp theo, mình sẽ bị kéo vào Diệp Thần trong ngực, mình quần áo sẽ bị cởi xuống. Nhưng mà, nàng cứ như vậy nhắm mắt lại, ước chừng nhắm 5 phút, Diệp Thần nhưng vẫn chỉ là nắm tay nàng, từ đầu đến cuối không có bước kế tiếp động tác. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần thần sắc vui mừng. Một đạo hòa lẫn thần hồn lực linh lực, tràn vào Nhan Hồng Ngọc trong cơ thể, ngay tức thì, Nhan Hồng Ngọc có một loại cảm giác vô hình, thật giống như thân thể bên trong, có cái gì biến mất. Nhưng là, lại không có bất kỳ khó chịu, ngược lại là hơn nữa ung dung, cảm giác được mình hơn nữa tự do. Diệp Thần buông lỏng Nhan Hồng Ngọc tay, đối với nàng mỉm cười nói, ta mới vừa rồi, phá giải bên trong cơ thể ngươi cấm chế. Hiện tại người hoàng thất hẳn lấy vì ngươi đã chết vậy không tìm được ngươi. Cấm chế này cho dù là giống vậy phong môn cường giả, cũng rất khó phá giải, bất quá ở Diệp Thần nghịch thiên thần niệm dưới, vẫn là thành công đem chi mất đi. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Diệp Thần nhìn lướt qua Nhan Hồng Ngọc cao sưng nửa bên mặt gò má, đó là bị thất hoàng tử quất. Nhắc tới, cái này còn và hắn có quan hệ nhất định, nếu phải làm cho tốt người, liền làm tới cùng đi. Diệp Thần lấy ra một viên thuốc, tan ra dược lực, sáp nhập vào Nhan Hồng Ngọc gò má bên trên, Nhan Hồng Ngọc trên mặt sưng đỏ, lập tức biến mất, khôi phục bình thường. Nhan Hồng Ngọc mặt lộ vẻ vui mừng, cái nào cô gái, không thích đẹp đâu. Không người muốn chĩa vào một tấm mặt sưng chứ. Nàng cảm kích nhìn Diệp Thần nói, cảm ơn, tạ ơn tiên sinh, có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Diệp Thần thờ ơ khoát tay một cái nói, được rồi. Ngươi đi thôi, ngươi phải rời đi nơi này cũng không phải là một chuyện dễ dàng, có thể cần hết mấy tháng đâu, ta cũng muốn đi vào di tích bên trong. Ngươi thiên phú không tệ, nếu như gặp cơ duyên, sợ rằng trăm năm sau chúng ta còn sẽ gặp nhau. Nhan Hồng Ngọc con ngươi ngưng trọng, chợt gật đầu, được. Mà cùng lúc đó, một đạo độn quang lấy tốc độ cực nhanh, rơi vào rừng phong bên trong, hướng một cái hướng khác, chạy như bay. Rất nhanh. Vậy đạo độn quang, liền dừng ở Triệu Vân Hoa đám người trước người. Thấy cái này độn quang, Triệu Vân Hoa ba người, đều là thần sắc nghiêm lại. Thậm chí có vẻ khẩn trương. Cái này độn quang, bọn họ rất quen thuộc, chính là thần Huyền Tông thánh nữ độn quang à. Độn quang thu liếm, ở Triệu Vân Hoa cùng trước mặt người,
đứng là một người cả người màu trắng quần lụa mỏng, mang màu trắng cái khăn che mặt, giữa eo treo một chuôi khiết trắng trường kiếm, vóc người cao gầy, da thịt trắng noãn tinh khiết cô gái. Mặc dù, cô gái này mang màu trắng cái khăn che mặt, che giấu mặt mũi, nhưng từ nàng vậy đôi đáng tâm hồn người, cho dù đầy trời tinh thần, cũng ở đây trước mặt thất sắc trong mắt. Cùng với lồi lõm thích thú, tựa như thiên thần tự mình ra tay mài rũa mà thành linh lung dáng vẻ xem ra, không có ai sẽ hoài nghi người đàn bà này là một người đẹp đến mức tận cùng người đẹp tuyệt sắc. Nhưng mà, nếu như ngươi hiện tại đứng ở nơi này cô gái trước mặt nói, nhưng là không sanh được chút nào nghĩ thế nào. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cô gái này khí chất. Nàng khí chất, quá lạnh. Lạnh thấu xương tủy. Chỉ cần xem nàng một mắt, cũng sẽ cảm giác sinh mạng của mình, tựa như bị uy hiếp, còn ai dám có cái gì nghĩ thế nào. Nàng chính là thần huyền tông thánh nữ, Lâm Nhã Cầm. Trừ vậy lạnh nhập cốt tủy khí chất, Lâm Nhã Cầm trên mình còn mang đậm đà sát khí. Hiển nhiên, nàng không riêng gì khí chất lạnh như băng, nàng kiếm giống vậy lạnh như băng. Chết ở trên tay nàng người, tuyệt không phải số ít. Đồng thời, nàng hơi thở, vậy hết sức khủng bố. Làm người ta chấn động tùng. Lâm Nhã Cầm nhìn qua, bất quá chừng 20 tuổi tuổi tác, nhưng là... Nàng tu vi, nhưng đã đạt đến nửa bước thái hư cảnh giới. Đây quả thực kinh người nghe à. Thần trong ngoài nước nhất định chính là hai cái thế giới, chênh lệch quá lớn. Lâm Nhã Cầm tư chất, quả thật vô cùng là nghịch thiên, cũng chính là vì vậy, nàng mới có thể trở thành thần huyền tông thánh nữ. Thần huyền tông, ở trong thần quốc, mặc dù không phải là đặc biệt cao cấp thế lực, nhưng vậy gọi là đại tông, mà nửa bước thái hư như vậy thực lực, ở thần quốc hiển nhiên là có chút bình thường, ở thần huyền tông bên trong lại là như vậy. Mà Lâm Nhã Cầm mặc dù có thể trở thành thần huyền tông thánh nữ, chính là bởi vì thần huyền tông coi trọng nàng tiềm lực. Thấy Lâm Nhã Cầm, Triệu Vân Hoa ba người đều là cung cung kính kính đối với nàng thi lễ nói, gặp qua thánh nữ. Lâm Nhã Cầm nhàn nhạt gật đầu một cái, liền đáp lại cũng không có, vẫn như vậy lạnh như băng, chỉ là mở miệng nói, luân hồi huyền bi, đã tìm được chưa? Nàng thanh âm, không bằng vậy cô gái rõ như vậy giòn ôn hòa, ngược lại có chút trầm thấp, mang chút dùng mình, giống như bản thân nàng vậy. Nhưng kỳ dị, tản ra nào đó loại đặc biệt sức dụ dỗ. Triệu Vân Hoa nghe vậy, không dám thở ơ, hắn hướng một cái hướng khác chỉ một cái, cung kính nói. Căn cứ chúng ta mấy ngày liên tiếp thăm dò, hiện ở vị trí này, đã đặc biệt đến gần di tích sở tại, ngay mới vừa rồi chúng ta cảm ứng được cái hướng kia, có một đạo năng lượng phóng lên cao, di tích cổng vào chắc là ở chỗ đó. Lâm Nhã Cầm ánh mắt hướng cái hướng kia nhìn, không có nói gì nhiều, chính là độn quang cùng nhau, phi độn đi, cái khác mấy người tự nhiên không dám thở ơ, theo sát phía sau. Mà lúc này, Diệp Thần đuổi đi Nhan Hồng Ngọc sau đó, hơi khôi phục một chút linh lực của mình, cũng là bước chân động một cái, liền chuẩn bị tiến vào di tích bên trong, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì, chợt vừa quay người. Ngay tại hắn xoay người ngay tức thì, mấy đạo độn quang, rơi vào Diệp Thần trước người. Mà Diệp Thần cặp mắt, nhưng chặt chẽ nhìn chằm chằm trong đó vậy đạo trắng phao độn quang, nháy mắt cũng không nháy mắt một chút, phảng phất là bị khiêu khích dã thú. Hắn từ vậy đạo độn quang bên trong, cảm nhận được uy hiếp. Cực mạnh uy hiếp. Diệp Thần không khỏi đối với Phong Thanh Dương hỏi, Phong Thanh Dương, chẳng lẽ, người này là... Phong Thanh Dương nói, người cảm giác được không sai, người này là nửa bước thái hư tồn tại, nếu như người bước vào phong môn, hoàn toàn học biết liền hồn kỹ mà nói, còn có thể thử nghiệm cùng đánh một trận, nhưng là bây giờ ngươi, chỉ sợ không phải đối thủ của đối phương. Nửa bước thái hư. Diệp Thần con người bỗng nhiên co rúc lại, rốt cuộc, gặp cái này loại tồn tại. Đồng thời, hắn lòng cũng không khỏi xách lên. Rất nhanh, vậy mấy đạo độn quang liền thu liếm, mấy tên nam nữ bóng người, xuất hiện ở Diệp Thần trong mắt bên trong. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, phát hiện Trần Mai Hương tồn tại, xem ra, cái này mấy người đều là thần huyền tông đệ tử. Lần này, nhưng có chút không dễ làm. Hắn nhưng mà... Giết thần huyền tông Lý Thâm à? Đã cùng thần huyền tông, kết thủ oán. Quả nhiên, Trần Mai Hương vừa nhìn thấy Diệp Thần, liền kêu to lên nói, Triệu Sư Huynh, Lâm Sư Huynh, Thánh Nữ, chính là người này. Chính là người này giết Lý Sư Huynh.
Mấy người, bao gồm Lâm Nhã Cầm, đều là hơi sững sờ, đặc biệt là Lâm Nhã Cầm. Triệu Vân Hoa và Lâm Tiên Dũng, dầu gì đã biết Diệp Thần chuyện, chỉ là đột nhiên thấy trước mắt Tinh Khiếu võ giả, liên tưởng đến hắn đem Lý Thâm giết chết là một, còn có chút không cách nào tiếp nhận thôi. Mà Lâm Nhã Cầm, vẫn là lần đầu tiên biết à. Cho dù lấy tư chất của nàng, lấy nàng tầm mắt, cũng cho rằng đây là không cách nào làm được. Chỉ ít, nàng ở Tinh Khiếu cảnh lúc liền không cách nào làm được, mà Lâm Nhã Cầm là vô cùng kiêu ngạo người, nếu mình đều không cách nào làm được, huống chi là thanh niên trước mắt đâu. Chớ nói chi là, Diệp Thần, còn là mới vừa đột phá Tinh Khiếu nhất tầng thiên. Bất quá, Lâm Nhã Cầm ánh mắt, vẫn là ở Diệp Thần trên mình hơn dừng lại chốc lát, nguyên nhân rất đơn giản, nàng cảm nhận được dấu vết, còn có một chút thần mạch hơi thở. Cái này dấu vết quan hệ đến thần quốc. Cái này không để cho nàng cấm hơi nhíu lên hai hàng lông mày. Nguyên bản, nàng là muốn theo tay đem Diệp Thần giết chết, dẫu sao Diệp Thần tồn tại, có thể sẽ đối với nhiệm vụ tạo thành ảnh hưởng, nhưng là, cái này trên người, nhưng có dấu vết. Dựa theo thần quốc quy tắc, mình là không thể hướng Diệp Thần xuất thủ, cho dù nàng biết cái này rừng phong bên trong, thần sứ hẳn không tiếp thu được dấu vết phát ra tin tức, nhưng là thủy chung là tồn tại một ít nguy hiểm. Đây là, Triệu Vân Hoa hướng về phía Lâm Nhã Cầm mở miệng nói, thánh nữ, người này như thế nào xử lý? Lâm Nhã Cầm thuận miệng nói, giết. Chính nàng mặc dù không tiện động thủ, nhưng mà Triệu Vân Hoa và Lâm Tiên Dũng có thể à? Lâm Tiên Dũng nghe vậy, khóe miệng lộ ra một âm ngoan là nụ cười máu, đến lúc, thật đúng là bị hắn đến lúc. Nếu như Diệp Thần không xuất hiện, sợ rằng, Lâm Tiên Dũng đời này, cũng không việc gì cơ hội báo thù, có thể hiện tại, cái này Diệp Thần, thật xuất hiện à? Đây không phải là, Thượng Thiên đang cho hắn báo thù, phát tiết cơ hội sao? Hắn vội vàng hướng Lâm Nhã Cầm xin chỉ thị, thánh nữ, cái phế vật này, có thể hay không giao cho ta xử lý? Ta và Lý Sư Đệ, gần đây giao tình thâm hậu, Lý Sư Đệ giống như em trai ruột ta vậy, ta muốn đích thân là hắn trả thù. Lâm Nhã Cầm nhàn nhạt nói, tùy tiện, nhanh lên một chút là được. Lâm Tiên Dũng mặt mũi, lập tức dữ tợn, hắn vung tay lên, trong tay liền nhiều hơn một chuôi đen nhánh trường thương, hướng Diệp Thần đi tới. Mặc dù, hắn không tin Tinh Khiếu cảnh Diệp Thần, thật sự có kinh khủng như vậy thực lực. Nhưng dẫu sao Lý Thâm chết ở Diệp Thần trên tay, vẫn là phải thận trọng một chút, cho nên hắn lấy ra mình thường nhất sử dụng một chuôi chân thần khí trường thương để ngừa vạn nhất. Chuôi này trường thương nhìn như khá hơi trầm xuống nặng, trên mũi thương, vô cùng sát khí lăn lộn, hiển nhiên, chết tại đây chuôi trường thương dưới người, đếm không hết. Lâm Tiên Dũng vác súng trường, từng bước đi tới Diệp Thần trước mặt, hắn thân hình cao lớn, so Diệp Thần còn cao một chút. Thoáng cúi đầu mắt nhìn xuống Diệp Thần, trong mắt, tất cả đều là khinh thường cùng tàn khốc. Lâm Tiên Dũng lạnh lùng hỏi, thằng nhóc, ta hỏi ngươi, Lý Thâm có phải hay không ngươi giết? Diệp Thần nhàn nhạt nói, không sai. Lâm Tiên Dũng thần sắc hơn nữa dữ tợn, nụ cười lạnh hơn, lạnh giọng nói, được, ngươi còn dám thừa nhận. Không tệ, có phải hay không lấy là, mình có thể giết Lý Thâm liền vô địch. Ha ha, ta nói cho ngươi. Lý Thâm thực lực, căn bản không trị giá một đề ra, ngươi có thể đừng lấy là ta sẽ xem hắn như vậy dễ đối phó, nhưng là... Cho dù Lý Thâm lại rác dưới, lại phế vật, cũng là chúng ta Thần Huyền Tông phế vật, ngươi giết hắn liền phải bỏ ra thảm trọng giá phải trả. Diệp Thần nhìn lướt qua Lâm Tiên Dũng, sắc mặt không thay đổi chút nào, tựa hồ đối với Lâm Tiên Dũng uy hiếp, hoàn toàn không làm chuyện xảy ra vậy. Lâm Tiên Dũng thấy vậy, sắc mặt âm trầm xuống. Cho dù ở Thần Huyền Tông, đều không mấy người dám coi thường hắn mà nói, cái này Linh Võ Đại Lục Tinh Khiếu phế vật, là thật không sợ chết. Diệp Thần nhàn nhạt nói, các ngươi thần quốc người, cũng nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi nói gì sao? Lâm Tiên Dũng hai tròng mắt bên trong, đều phải phun ra ngọn lửa. Khóe miệng nâng lên cái rét lạnh nụ cười nói, được, quả thật đủ cuồng, hy vọng ngươi có thể một mực như thế gắn. Lúc này... Lâm Tiên Dũng cũng sẽ không nói nhảm, đen nhánh trường thương run một cái, vô cùng uy thế bùng nổ. Vậy vô cùng khủng bố, hùng hậu phảng phất một phiến dâng trào mãnh liệt minh mông biển khơi giống vậy linh lực, ở trường thương bên trên tứ ngược, vậy ngưng tụ ở đầu thương trên sát khí, điên cuồng bùng nổ, hóa thành cuồn cuộn khí xám, không ngừng cuồn cuộn.
Diệp Thần thấy vậy con ngươi co rúm một cái này Lâm Tiên Dũng quả thật không đơn giản, vậy trên súng sát khí cuồn cuộn, cho dù là Diệp Thần, cũng mơ hồ cảm giác có chút sống lưng phát rét. Lâm Tiên Dũng sắc mặt ngưng trọng, diễn cảm vô cùng nghiêm túc, cả thân gân xanh toàn bộ nổ lên, không ngừng nhịp đập, hơi thở ngất trời, hiển nhiên không có một chút nương tay dự định, phải đem hết toàn lực hoàn toàn nghiền giết Diệp Thần. Hắn mái tóc dài phiêu bay, khí thế cường đại đem chung quanh không gian cũng bộ phận mất đi, vô cùng hùng hậu, đều cơ hồ muốn dịch hóa linh lực gào thét ra, cùng vậy cuồn cuộn sát khí, xếp thành một thể. Đem quanh thân rừng phong toàn bộ bao trùm, lập tức tất cả mọi người liền tựa như tiến vào một phiến sát khí mênh mông bên trong. Ma long ra biển. Lâm Tiên Dũng khẽ quát một tiếng, trường thương động một cái, linh lực ngưng tụ, một thương một người, phảng phất hòa làm một thể, huyễn hóa ra một đạo vô cùng kinh khủng, mạnh mẽ vô cùng, nghịch thiên kinh thế ma long hư ảnh. Cái này ma long, ở nơi này phiến sát khí đại dương bên trong sôi trào bay vọt, thật là giống như nhẹ nhàng động một cái, liền có thể đem đúng phiến biển khơi lật vậy. Cái này một thương, uy thế vô cùng, xa không Lý Thâm công kích, có thể so sánh với. Liền liền Diệp Thần, đều là mặt hiện vẻ ngưng trọng. Cái này Lâm Tiên Dũng, mặc dù chỉ là phong môn 5-6 tầng thiên tu vi, có thể thực lực, lại có vượt cấp mà chiến năng lực. Vậy sát khí bên trong ma long, điên cuồng hét lên một tiếng, liền rung đùi đắc ý, hướng Diệp Thần xông đến như bay. Tốc độ nhanh, giống như một đạo đen nhánh tia chớp. Diệp Thần hít sâu một hơi, tất cả loại thần thông toàn bộ thi triển ra, cả người hơi thở vậy ngay tức thì bành trướng. Đồng thời, dưới chân phong thần ngoa dâng lên gió lớn, quanh thân màu vàng điện mang cuồng tránh, trong mắt, lộ ra kiên quyết vẻ. Phong lôi chớp mắt, Diệp Thần bước chân động một cái, cả người ở ngay lập tức bên trong biến mất, một bên Triệu Vân Hoa, con người điên cuồng co rúm lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Thật là nhanh, tốc độ này, cho dù là hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt thôi. Liền liền nguyên bản một mực thần sắc nhàn nhạt đứng ở Triệu Vân Hoa bên cạnh Lâm Nhã Cầm, cũng là mắt đẹp chớp động, hơi nhíu lên chân mày. Diệp Thần tốc độ, mặc dù còn không bằng Lâm Nhã Cầm, nhưng là, cũng đủ để cho Kỳ Tâm kinh sợ. Nàng thậm chí mơ hồ cảm thấy, Lâm Tiên Dũng có thể không phải Diệp Thần đối thủ. Cái này nhìn, tựa hồ là không thể nào, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, Lâm Nhã Cầm trực giác, nhưng là như thế nói cho nàng. Bất quá, dù vậy, Lâm Nhã Cầm vậy vẫn cũng không có làm gì, thậm chí không để cho Triệu Vân Hoa xuất thủ trợ giúp. Nàng người này gần đây rất lạnh, nếu Lâm Tiên Dũng nếu muốn báo thù, muốn xuất thủ giết Diệp Thần, như vậy thì phải gánh vác trách nhiệm, Diệp Thần có thể cho ngươi giết, nhưng là, nếu như ngươi vì vậy chết, chính là ngươi bất lực, thần huyền tông, không cần hạng người vô năng. Chính là như thế tàn khốc. Lâm Tiên Dũng dùng thương pháp huyễn hóa ra Hắc Long. Cũng là thần sắc cả kinh, nhưng là chiêu thức đã mất đi, nào có như vậy dễ dàng thu hồi. Âm một tiếng, vậy ma long hư ảnh, liền đánh vào một nơi, đem chỗ kia hư không cũng mất đi, toàn bộ bên trong khu vực thiên địa linh lực, đều là hỗn loạn không dứt. Nhưng là, Lâm Tiên Dũng, cũng không phải là cái gì không có kinh nghiệm chiến đấu tôn quý nam tử, thần huyền tông đệ tử nòng cốt, vậy cũng là từ núi thây biển máu bên trong giết đi ra ngoài. Hắn một kích này. Mặc dù rơi xuống, nhưng còn không có, hoàn toàn đem hết. Vậy ma long mắt rồng sáng lên, trong phảng phất, tựa hồ thấy được một đạo kim quang, ở quanh thân trong hư không, chợt lóe lên. Lúc này, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, hướng kim quang kia đánh tới. Hắn mặc dù, không cách nào bắt được kim quang vị trí cụ thể, nhưng là, hắn đối với mình một kích này, có lòng tin. Một kích này, đủ để đem đúng phiến hư không chôn vùi. Nhưng mà, sẽ ở đó ma long chi hình, sắp muốn đụng vào chỗ kia hư không lúc đó, một đạo lôi cuốn thần uy, ma khí, chân linh thô bạo, vô cùng quỷ dị, lại không có so kinh khủng vô hình kiếm, đột nhiên xuất hiện ở Lâm Tiên Dũng trước mắt. Không, nói chính xác, là trực tiếp chém vào Lâm Tiên Dũng thức hải bên trong. Diệp Thần thần niệm mạnh mẽ, cộng thêm niệm ma thân thể, khiến cho được Lâm Tiên Dũng, căn bản không có cơ hội né tránh cái này thần niệm công kích. Huống chi, bây giờ Lâm Tiên Dũng toàn bức tâm thần đều đặt ở mình phải giết nhất kích bên trên, thần hồn phòng ngự không thể tránh khỏi yếu bớt. Lâm Tiên Dũng cảnh giới mặc dù không như đồng lão,
nhưng là thần hồn mạnh chi bền bỉ, nhưng mơ hồ còn so đồng lão cao hơn một cấp bậc. Nhưng, dù vậy, Lâm Tiên Dũng nơi biến thành ma long, vẫn là thân thể run lên bần bật, cả người co quắp, co rút đứng lên, hắn vậy phải giết nhất kích, không thể tránh khỏi yếu bớt. Chỉ có thể nói, Diệp Thần thần hồn, chân thực quá mạnh mẽ quá kinh khủng. Nhưng là, trong một cái chớp mắt này, liền vậy là đủ rồi. Vậy ma long trước đầu, kim quang chớp mắt, một bóng người hiện lên. Diệp Thần tay cầm trường kiếm, trong miệng quát lên một tiếng lớn, lục đạo kiếm thần, kiếm thứ ba. Trường kiếm kia, ngay đầu chém xuống. Ầm một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, không chỉ là kiếm thứ ba uy thế, kể cả Diệp Thần vậy cả người khủng bố đến mức tận cùng hơi thở vậy cùng nhau cuồng trào ra. Một kiếm này chém ra thời gian, vừa vặn chính là Lâm Tiên Dũng phải giết một thương, uy lực yếu nhất thời gian. Vậy nhìn như vô cùng cường đại, uy thế ngất trời ma long cùng vậy vô biên lăn lộn sát khí, cứ như vậy bị Diệp Thần một kiếm miễn cưỡng chém bể, tất cả đều hư không. Trên đất, chỉ còn lại đã hoàn toàn hóa thành một cái người máu Lâm Tiên Dũng, thoi thóp, mắt xem thì phải hoàn toàn chết. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, cái này Lâm Tiên Dũng, sinh mệnh lực còn mạnh nhất hán, lại không có trực tiếp chết. Quả nhiên, thần quốc người và linh võ đại lục phổ thông cường giả, chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Nhưng là, cho dù ngươi là thần quốc cường giả, thì như thế nào? Ta muốn ngươi chết, ngươi như nhau được chết. Diệp Thần chợt giơ chân lên, trùng trùng một cước, dậm ở đã sắp chết Lâm Tiên Dũng ngực, một cước liền đem tim hắn, hoàn toàn đạp được nghiền. Lâm Tiên Dũng hơi thở, vậy hoàn toàn đoạn tuyệt. Nhưng vào lúc này, một đạo hư ảnh, nhưng chợt từ Lâm Tiên Dũng đầu lâu bên trong vọt lên, điên cuồng đánh về phía Triệu Vân Hoa và Lâm Nhã Cầm. Hắn thần sắc vô cùng là kinh hoàng, trong miệng điên cuồng la nói, cứu mạng. Triệu sư huynh, thánh nữ, cứu mạng à. Nhưng là, còn không có cùng hai người làm ra phản ứng, một đạo vô hình kiếm, chính là ngay đầu chém xuống, đem Lâm Tiên Dũng thần hồn, hoàn toàn mất đi. Chính là Diệp Thần hồn kiếm. Tiêu diệt Lâm Tiên Dũng sau đó, Diệp Thần nhìn lướt qua mình cầm kiếm cái tay kia, trên tay, máu tươi đầm đìa, xương cốt, bắp thịt, thậm chí kinh mạch đều tan nát. Lâm Tiên Dũng nhất kích, rất mạnh. Nhưng là, Diệp Thần lại không quá mức để ý. Chỉ cần không phải tổn thương đạt tới căn nguyên, loại thương thế này, đối với bây giờ Diệp Thần mà nói, không coi vào đâu, sẽ khôi phục rất nhanh. Sau đó, hắn đưa mắt, chuyển hướng Triệu Vân Hoa, Lâm Nhã Cầm các người. Chỉ gặp Triệu Vân Hoa và Trần Mai Hương, là hoàn toàn thử ra. Mà Lâm Nhã Cầm, mặc dù còn là một bộ lạnh như băng lãnh đạm thần sắc, nhưng mà nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, vậy có chút không giống. Lâm Nhã Cầm, nguyên vốn cho là Diệp Thần coi như có thể chiến thắng Lâm Tiên Dũng, cũng phải nhiều hơn mấy chiêu chứ. Nhưng mà ai biết, một chiêu, chỉ một chiêu, liền đem Lâm Tiên Dũng đánh bại. Mà Triệu Vân Hoa, ở phục hồi tinh thần lại sau này, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng là lớn là kiêng kỵ. Hắn mặc dù có tự tin chiến thắng Lâm Tiên Dũng, nhưng là hướng Diệp Thần như vậy một chiêu thắng chi, tự nhận cũng là không làm được. Nói cách khác, Diệp Thần, có thể so mình mạnh hơn. Cho dù gần đây tự xưng là bình tĩnh chấn định Triệu Vân Hoa, cũng không nhịn được thần hồn đong đưa, óc hỗn loạn lên. Tinh khiếu cảnh, liền có Diệp Thần như vậy thực lực, cho dù ở thần quốc lịch sử bên trong, đều là thiếu không thể lại thiếu à. Đều là ở truyền thuyết bên trong, mới có thể xuất hiện tồn tại à. Chẳng lẽ, trước mắt cái này linh võ đại lục thanh niên, là một cái mới truyền thuyết? Một cái vượt quá rung động toàn bộ linh võ đại lục, thậm chí liền thần quốc đều phải là rung động truyền thuyết. Lâm Nhã Cầm nhìn Diệp Thần, vậy đang nhìn Lâm Nhã Cầm. Thành thật mà nói, Triệu Vân Hoa mặc dù rất mạnh, nhưng là, Diệp Thần nhưng không có đem hắn làm uy hiếp, Triệu Vân Hoa hẳn so Lâm Tiên Dũng mạnh hơn gấp đôi. Nhưng là vậy thì như thế nào? Đối với Diệp Thần mà nói, chỉ là nhiều hơn một kiếm chênh lệch mà thôi, có thể Lâm Nhã Cầm, nhưng hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp à. Lâm Nhã Cầm nhìn Diệp Thần, lạnh lùng nói, người giết Lâm Tiên Dũng. Nàng thanh âm, vốn là để cho người cảm thấy dị thường lạnh như băng, nhưng lúc này, so với ngày thường nói chuyện, còn muốn lạnh hơn 10 lần. Triệu Vân Hoa biết, Lâm Nhã Cầm, là động sát ý. Diệp Thần gật đầu nói, hắn muốn giết ta, ta tự nhiên muốn giết hắn,
không có thứ hai loại có thể. Lâm Nhã Cầm nghe vậy, nhưng là gật đầu một cái nói, không sai, người không có làm sai. Diệp Thần sững sốt một chút, Lâm Nhã Cầm đây là ý gì, chẳng lẽ nàng muốn thả qua mình? Diệp Thần trong lòng vui mừng, hắn biết, mình bây giờ không phải là người phụ nữ này đối thủ, tự nhiên không hy vọng và đối phương đánh lên, Diệp Thần mặc dù không sợ chết, có thể cũng sẽ không tự tìm cái chết à. Nhưng ai biết, một khắc sau, Lâm Nhã Cầm ánh mắt, nhưng hoàn toàn băng hàn liền xuống, giống như có thể đem thế giới cũng đông vậy, hướng về phía Diệp Thần, gần từng chữ. Có thể Lâm Tiên Dũng là chúng ta Thần Huyền Tông người, ta là Thần Huyền Tông thánh nữ, người ở ta trước giết hắn, người phải chết, phải chết. Bá đạo, vô cùng bá đạo. Nàng từ tu võ tới nay, cũng chỉ có một ý niệm, che trước mặt mình, vi phạm tín niệm mình toàn bộ giết liền. Đây là một loại, phát ra từ trong xương điên cuồng. Tiếng nói vừa dứt, một cổ sát khí ngút trời gào thét ra, Diệp Thần chợt cả kinh, sát khí này thật là khủng khiếp. Diệp Thần mình sát ý, cũng đã là có đạo vận trung cực sát ý, người bình thường sát ý căn bản không có thể để cho Diệp Thần có một tia một hào cảm giác, có thể Lâm Nhã Cầm làm được. Này chỉ có thể thuyết minh, Lâm Nhã Cầm, tu hành đồng dạng là giết liền đạo. Hơn nữa, cảnh giới so với Diệp Thần có thể còn cao hơn một ít. Đáng chết! Diệp Thần biết, Lâm Nhã Cầm thả ra sát ý như vậy, đó chính là thật muốn động thủ giết hắn, phô trương thanh thế, là không thể nào thả ra có thể dung chuyển mình sát ý. Đồng thời, hắn vậy thầm mắng một câu nữ người điên, cái này Lâm Nhã Cầm lại thật không để ý dấu vết. Phải biết, dấu vết, là thần quốc chính thức lưu lại dấu vết à, đại biểu chính là quan phương tôn nghiêm. Cho dù Lâm Nhã Cầm là Thần Huyền Tông thánh nữ, nếu là bị thần sứ phát hiện, nàng vi phạm quy củ, kết quả vậy tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào, Thần Huyền Tông là không gánh nổi nàng. Có thể tưởng tượng được, nàng gánh chịu bao lớn nguy hiểm, nhưng lập tức khiến cho như vậy, Lâm Nhã Cầm vẫn là phải giết mình. Liền vì mình ý niệm thông suốt, liền vì thuận tâm ý của mình, hoàn toàn bất kể hậu quả. Cái này loại người điên, một khi trêu chọc tới, tuyệt đối phiền toái vô cùng, hơn nữa, cái này người điên so hắn bây giờ, mạnh hơn à. Lúc này, Diệp Thần không có một tia một hào do dự, hồn kiếm hướng về phía Lâm Nhã Cầm, chém thẳng đi, đồng thời thân hình chớp động, phong lôi chợt hiện, thi triển phong lôi chớp mắt, hướng sau lưng di tích cửa cuồng sông lên đi. Oanh! Cùng trong chốc lát, một đạo tản ra từng cơn khí lạnh băng kiếm trắng mang, chém về phía Diệp Thần. Mà Lâm Nhã Cầm, ở chém ra kiếm mang ngay tức thì, nhưng là hai tròng mắt hơi thất thần, đưa đến nàng ra tay, chậm một phần. Cũng chính là cái này chậm một phần, thi triển phong lôi chợt lóe Diệp Thần, đem hết toàn lực, thay đổi thân hình. Một đạo tản ra khủng bố chập chờn kiếm mang, liền từ Diệp Thần bên người, bay vút qua. Hung hãn đập vào vậy di tích trên cửa. Cái này thượng cổ truyền lưu đến nay di tích cửa, mặc dù không tổn thương chút nào, nhưng cũng là một hồi rung. Diệp Thần không nhịn được nuốt nước miếng một cái, ánh mắt rung rung một chút, Lâm Nhã Cầm tiện tay nhất kích. So với Lâm Tiên Dũng trình độ cao nhất nhất kích, mạnh hơn đâu chỉ 10 lần, trăm lần à. Coi là thật khủng bố, nếu như Diệp Thần bị đánh trúng, hắn dám khẳng định mình tuyệt sẽ không dễ chịu. Cũng chính là ở một cái chớp mắt này bây giờ, Diệp Thần đã đụng vỡ vậy di tích cửa, tiến vào trong đó. Mà Lâm Nhã Cầm nhưng là tại chỗ ngẩn người, tiếp theo, vậy tinh xảo đến liền chư thần đều phải khen ngợi mặt đẹp bên trên. Hiện ra hỗn hợp vô cùng sát y xấu hổ vẻ. Mình, lại thất thủ. Nhất kích dưới, không có tiêu diệt một cái tinh khiếu tồn tại. Nàng dĩ nhiên biết, Diệp Thần nắm giữ nào đó chủng loại tựa như hồn kỹ thần hồn công kích, nhưng không nghĩ tới, mình vậy sẽ liền đạo à. Cái này, đối với Lâm Nhã Cầm mà nói, đơn giản là sỉ nhục. Nàng tới, là một cực kỳ kiêu ngạo, theo đuổi hoàn mỹ người. Nàng thân hình động một cái, hóa thành một đạo khiết trắng độn quang, hướng Diệp Thần điên cuồng đuổi theo. Diệp Thần tránh thoát Lâm Nhã Cầm kiếm mang, ngược lại, kích phát nàng thắng bại muốn, nàng nhất định phải giết chết Diệp Thần, không chết không thôi. Mà chỉ là một cái chớp mắt này trì hoãn, Diệp Thần, đã kéo ra khoảng cách không ngắn, có bơi vân dực, phong thần ngoa, hơn nữa nghịch thiên phong lôi chớp mắt, tốc độ kia cơ hồ đều muốn áp đảo phong môn cảnh bên trên. Nhưng mà, Diệp Thần nhưng không chút nào buông lỏng.
Bởi vì, hắn biết mình tốc độ, mặc dù cơ hồ có thể bao trùm phong môn bên trên, nhưng là... Đối với nửa bước thái hư mà nói, liền không nhất định à. Mà Lâm Nhã Cầm ánh mắt lóe lên, cũng là toàn lực thúc dục độn quang, nàng biết Diệp Thần thi triển là một môn thượng cổ thân pháp, hơn nữa, còn không phải là phổ thông thượng cổ tồn tại. Nhưng ở nàng trong mắt, vẫn là quá chậm. Cái này bà điên. Diệp Thần cắn răng, về phía sau nhìn một cái, đã mơ hồ có thể thấy Lâm Nhã Cầm độn quang, không nhịn được mắng liền một câu. Diệp Thần không khỏi ở trong lòng hỏi, sư tôn, làm sao bây giờ? Phong Thanh Dương trầm ngâm chốc lát, tựa hồ cũng là khá là không biết làm sao, mở miệng nói. Nếu nữ nhân này liền dấu vết cũng không thấy, xem ra là sẽ không dễ dàng buông tha, hiện tại chỉ có thể dồn vào tử địa rồi sau đó sinh. Dồn vào tử địa rồi sau đó sinh. Diệp Thần nghe vậy, có chút không rõ ràng, đây là ý gì? Phong Thanh Dương nói, ngươi, đi hướng đông nam bỏ chạy, nơi đó ta cảm thấy một cổ vô cùng là nguy hiểm hơi thở. Nếu như ta đoán không lầm, nơi đó hẳn tồn tại cho dù là nửa bước thái hư tồn tại, vậy sẽ phải chịu uy hiếp thứ gì, ngươi đi đi nơi nào, mặc dù vô cùng là nguy hiểm, nhưng có thể bước lui cái này đàn bà điên. Diệp Thần con mắt chớp mắt, vậy biểu hiện mạnh mẽ, nạt nhỏ, liều mạng. Lúc này, hắn hạ xuống thân hình. Tiến vào rừng cây bên trong, hướng đông nam nhanh chóng bước đi. Sở dĩ tiến vào rừng cây, là muốn lợi dụng địa hình phức tạp, để cho Lâm Nhã Cầm càng khó hơn đuổi kịp mình. Nhưng ngay khi Diệp Thần, mới vừa rơi vào rừng cây ngay tức thì, một đạo vô cùng to lớn băng kiếm trắng mang, chính là ngay đầu chém xuống. Kiếm kia mang tản ra kinh thời thiết tức, nhưng là trình độ cao nhất thu liếm, đến Diệp Thần sau lưng không xa lúc đó, Diệp Thần mới có phát giác. Tốc độ kia cực nhanh, thậm chí còn ở phong lôi chớp mắt bên trên. Hơn nữa, uy lực có thể nói tuyệt thế, chưa rơi xuống, cây này lâm bên trong, nhìn như xa so vậy linh mục kiên cố hơn cứng rắn cây cối, liền ở kiếm mang hơi thở dưới, vỡ nát tan tành. CMN. Diệp Thần mắng một tiếng, cổ tay lộn một cái, cầm thú hủ kiếm, cả người linh lực trình độ cao nhất vận chuyển, ngửa mặt lên trời gầm thét. Xích Trần thần mạch ngắn ngủi kích hoạt. Linh lực cấp tốc trôi qua. Diệp Thần, đây là thủ đoạn dốc hết, muốn liều mạng một kích. Rồi sau đó, hắn trường kiếm điệu múa hướng về phía kiếm mang màu trắng kia chém điên cuồng đi. Một đạo lạnh vô cùng sáng, giống như sấm kiếm mang, nghênh hướng kiếm mang màu trắng kia. Đây vẫn chưa kết thúc, một kiếm chém ra sau đó, Diệp Thần trên mình hiện ra một đạo kỳ lân hư ảnh, đồng thời. Cửu U Đế đưa cho mình hộ thân thần khí Địa Long Khải hoàn toàn kích thích. Một đầu cả người che lấp kỳ dị kết tinh rồng đất hư ảnh hiện lên, cùng vậy kỳ lân hư ảnh cùng chung bảo vệ Diệp Thần. Một khắc sau, chính là một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Kiếm mang va chạm dư âm bùng nổ, giống như một ngôi sao ở trước mắt dâng lên, cường đại năng lượng cuộn sạch bốn phía, đem cây cối chung quanh, núi đá, toàn bộ hóa thành hư vô, mặt đất phơi bày một phiến nám đen. Thật là giống như là mà thế phủ xuống tình cảnh vậy. Như vậy công kích dưới, sợ rằng không có người có thể còn sống chứ. Có thể trời cao bên trong Lâm Nhã Cầm, quét mặt đất một mắt sau đó, nhưng là nhướng mày một cái. Nàng không có phát hiện Diệp Thần thi thể, cũng không có phát hiện Diệp Thần tung tích. Vốn là, ở công kích kinh khủng như thế dưới, Diệp Thần cho dù là trực tiếp hóa thành hư vô, vậy là bình thường, nhưng là Diệp Thần thật hóa thành hư vô liền sao? Lâm Nhã Cầm hơi nhíu mày, trong lòng tổng cảm thấy có không đúng chỗ nào, nàng tu hành là sát lục chi đạo, đối sanh chết nhạy cảm nhất, nếu như mới vừa rồi nàng thật một kiếm đem Diệp Thần tiêu diệt, trong lòng chắc có một chút cảm ứng mới đúng a. Nhưng mà hiện tại, nàng nhưng cảm thấy trong lòng tắc nghẽn, ý niệm không thể thông suốt. Lâm Nhã Cầm hừ lạnh một tiếng, mắt đẹp bên trong, đột nhiên bùng nổ một hồi hàn mang, cường đại thần niệm tập trung ở cặp mắt bên trong. Bốn phía đảo qua, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Lần này, Lâm Nhã Cầm mình, đều không cách nào xác định, chẳng lẽ, Diệp Thần thật đã từ trên thế giới này biến mất. Nhưng là, một khắc sau, mơ hồ bên trong, nàng vậy dung hợp ở ánh mắt chi trung thần niệm, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Đó là, Lâm Nhã Cầm lẩm bẩm một lời, tựa hồ nàng thấy một đạo đạm bạc đến không thể lại đạm bạc huyết ảnh, đang nhanh chóng chớp động. Mà lúc này Diệp Thần,
đang khoác tháng trần sợi bông, thi triển phong lôi chớp mắt, hướng hướng đông nam, cực nhanh bước đi. Sở dĩ nhìn như là một đạo huyết ảnh, đó là bởi vì, hắn hiện tại cả người đều là máu tươi. Đây là tiến vào linh võ đại lục tới lần đầu tiên chật vật như vậy. Hắn tức giận, hắn gầm thét. Nhục ngày hôm nay, hắn nhất định phải cái này xú bà nương trả lại. Diệp Thần khuôn mặt một hồi trắng bệch, cố nén khó có thể tưởng tượng đau nhức, nhanh chóng hành động. Hắn tại đối kháng đồng lão sau đó, bản thân linh khí chưa đủ, không cách nào hoàn toàn kích hoạt xích trần thần mạch. Lâm Nhã cầm kiếm mang, cho dù tiến vào trong cơ thể sau đó, cũng không ngừng phá hư mình xương thịt và kinh mạch, chứ khó mà khép lại ra, còn vô cùng đau. Đau đến cho dù là Diệp Thần như vậy ý chí như sắt thép vậy kiên cường người, đều có chút không cách nào nhịn được. Diệp Thần đôi mắt bên trong, thiêu đốt điên cuồng cùng tức giận, cắn răng, khuôn mặt giữ tợn giọng căm hận nói, điên gái điếm. Nếu như lão tử ngày hôm nay không chết, một ngày kia nhất định sẽ đem ngươi dành cho ta thống khổ, gấp trăm ngàn lần trả lại cho ngươi. Có thể dưới mắt, Diệp Thần nhưng chỉ có thể không để ý thương thế cùng đau đớn, đem hết toàn lực chạy trước. Mà lúc này, Lâm Nhã Cầm phát hiện vậy đạo mơ hồ huyết ảnh sau đó, cười lạnh một tiếng, lần nữa thúc giục độn quang, hướng Diệp Thần truy đuổi đi. Nàng không giết Diệp Thần, thề không bỏ qua. Nhưng là, Lâm Nhã Cầm trong lòng cũng mơ hồ có chút khiếp sợ, nàng kiếm mang thật lợi hại mình rõ ràng nhất, nhưng mà Diệp Thần ở chúng nàng một kiếm sau đó, lại vẫn có thể tiếp tục chạy trốn. Sinh mạng lực này, thật sự là có chút nghịch thiên. Nhưng là lại nghịch thiên thì thế nào? Chỉ cần không phải thật bất tử bất diệt, đều có thể giết chết, coi như là thật bất tử bất diệt, vậy không phải là không có đem phá giết phương pháp. Chỉ cần có thể làm được, Lâm Nhã Cầm liền muốn làm. Nàng muốn Diệp Thần chết, Diệp Thần thì nhất định phải chết. Không có thứ hai loại có thể. Mơ hồ cảm ứng được sau lưng Lâm Nhã Cầm tựa hồ lại đuổi theo, Diệp Thần sắc mặt biến đổi, đối với Phong Thanh Dương hỏi, sư tôn, chỗ đó có còn xa lắm không? Phong Thanh Dương nói, không xa, kiên trì nữa một lát, sắp đến. Được. Diệp Thần trong con ngươi, thoáng qua một chút ngoan ý, điên cuồng đi trong miệng rót vào mấy chục viên khôi phục thương thế, khôi phục linh lực, cùng với kích thích tiềm năng đan dược. Một khắc sau, Diệp Thần cặp mắt ửng đỏ, trước ngực thương thế vậy mơ hồ di hợp, đồng thời, hướng phía trước chạy tốc độ, vậy mơ hồ tăng nhanh. Diệp Thần làm như vậy, cũng không phải hoàn toàn không có hậu quả, người bình thường sử dụng một loại kích thích tiềm năng đan dược, hắn tác dụng phụ, đều có thể để cho hắn hao tổn thọ nguyên, tinh nguyên, trong một thời gian ngắn rơi vào không có sức. Mà Diệp Thần, nhưng mà bất hủ thần thể và ma khu à. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh, cũng đã vượt qua vô cùng khoảng cách xa. Nhưng là, cho dù Diệp Thần kích phát tiềm năng, tốc độ kia vẫn là kém hơn Lâm Nhã Cầm. Hai người khoảng cách, đang dần dần rút ngắn trước. Hơn nữa, ở hai người khoảng cách, rút ngắn đến trình độ nhất định sau đó, cái này Lâm Nhã Cầm lại là không để ý linh lực tiêu hao, như nổi điên vậy phát ra kiếm mang công kích Diệp Thần. Mà Diệp Thần bị phát hiện sau này, đã thu hồi tháng trần sợi bông, tiết kiệm linh lực tiêu hao, mà chạy trốn trong quá trình, còn được thỉnh thoảng quay đầu, thi triển kiếm ý chống đỡ Lâm Nhã Cầm công kích, có thể nói là chật vật cực kỳ. Hai người rất nhanh, liền chạy ra rừng rậm phạm vi, tiến vào một nơi tràn đầy cát đá, không biết cao bao nhiêu tủng núi hoang bên trong, mà lúc này Diệp Thần, vết thương khắp người, ngực có hai đạo vết thương khổng lồ. Sau lưng, còn có một đạo lỗ máu. Đổi thành người bình thường, cho dù là thái hư cảnh cường giả, bị nặng như vậy tổn thương, không nói chết tại chỗ, chí ít cũng là chạy hết nổi rồi à. Có thể Diệp Thần, mặc dù sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nhưng vẫn thành thạo động, nhưng là khó tránh khỏi, tốc độ vẫn là giảm xuống một phần. Phong Thanh Dương trầm giọng nói, đồ nhi, chịu đựng. Liền sắp tới. Diệp Thần nghe vậy, đôi mắt sáng lên. Nhưng mà rất nhanh, Diệp Thần thần sắc, liền mơ hồ thay đổi. Bởi vì, trước mắt, là một chỗ vách đá. Hơn nữa, hiển nhiên không phải thông thường vách đá. Diệp Thần đi tới vách đá bên dọc theo, hướng xuống dưới nhìn, chỉ gặp. Phía dưới trắng xóa một phiến, đó là mây mù. Diệp Thần tiện tay nhặt lên một hòn đá, đi xuống ném tới, lấy hắn thính lực cùng với thần niệm, lại trong chốc lát, đều không cách nào cảm giác được đá này, phải chăng rơi xuống đất.
cái này thuyết minh, cái này vách đá, vô cùng sâu à. Mà đây loại vách đá, căn bản không phải thông thường vách đá, tên là trời dẫn ven núi, có một loại đặc thù sức hút, cho dù là thái hư cường giả, từ phía trên này té xuống, vậy sẽ không pháp phi độn, bị hắn sức hút ảnh hưởng, thẳng rơi xuống dốc núi để. Một cái không biết bao sâu thiên dẫn ven núi, suy nghĩ một chút, sẽ để cho người sống lưng phát rét à. Cho dù lấy Diệp Thần thể chất, té xuống sau này, vậy sẽ ngay tức thì hóa là thịt nát chứ. Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, đối với Phong Thanh Dương hỏi cái đó. Sư tôn, người nói có thể uy hiếp được nửa bước thái hư đồ, không phải là ngày này dẫn ven núi chứ. Phong Thanh Dương sau một hồi trầm mặc, mở miệng nói, thật ra thì, ta cảm ứng được không phải trời dẫn ven núi, mà là thiên dẫn ven núi dưới vật gì đó. Hơn nữa luân hồi huyền bi chắc ở phía dưới. Chỉ là, cái này huyền bia không dễ dàng cầm à. Đây là di tích này bên trong chỗ nguy hiểm nhất. Bất quá tiểu tử, xem ra ngươi đã không thời gian do dự, ngày này dẫn ven núi, hiển nhiên cũng là một cái hất ra vậy đàn bà điên biện pháp, lấy ngươi thể chất, nhảy xuống chưa chắc sẽ chết, vẫn có thể đánh cuộc một keo, nhưng là nếu như rơi vào cái này điên tay của nữ nhân lên, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là, một đạo màu trắng độn quang rơi vào Diệp Thần sau lưng. Độn quang bên trong là một người mang màu trắng cái khăn che mặt cô gái tuyệt đẹp, đẹp, cũng rất lạnh. Nàng vậy đôi tràn đầy sát ý trong mắt, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, cười lạnh nói. Ta nói qua, ngươi phải chết, ngươi liền nhất định sẽ chết, cần gì phải chạy lâu như vậy, uổng phí thời gian, còn nhịn như vậy nhiều đau đớn, ha ha, cuối cùng không vẫn là phải chết ở ta trên tay sao. Diệp Thần xoay người, sắc mặt bình tĩnh nhìn Lâm Nhã Cầm, thậm chí còn mang theo vẻ mỉm cười, mở miệng nói. Điên gái điếm, lão tử chỉ cần không chết, tất nhiên để cho ngươi ngàn lần gấp vạn lần trả giá thật lớn, ha ha, băng sơn thánh nữ. Như có cơ hội, lão tử định sẽ rút ra nát phụn ngươi cái này thánh nữ mặt. Lâm Nhã Cầm sắc mặt biến đổi, mắt đẹp nén giận, liền phải toàn lực vận chuyển linh lực, không để ý hết thảy ra tay đem Diệp Thần hoàn toàn tiêu diệt lúc đó, nâng tay lên cũng không do được cứng đờ. Hai tròng mắt cũng là nhanh chóng mở to. Diệp Thần lại ở nàng trước mặt thẳng đơ đi sau lưng thiên dẫn ven núi, té xuống. Ngày này dẫn ven núi, rõ ràng cho thấy cực sâu sâu đậm như vậy vách đá à. Hơn nữa, một khi té xuống, chỉ có thể mặc cho thân thể hạ rơi xuống, muốn bay vút lên nhưng là căn bản không thể nào, Diệp Thần lại cứ như vậy ngã xuống. Điên rồi sao? Mà lúc này Diệp Thần, đang nhanh chóng hạ rơi xuống trước. Mặt đầy đều là cười khổ, hắn không nghĩ tới bản thân có một ngày, cũng sẽ bị ép đến như vậy tình cảnh. Bất quá cùng nhau đi tới, hắn quá thuận. Có thể không thuận một lần, cũng tốt. Hiện tại, chỉ nghe theo mệnh trời. Hắn tập trung tinh thần, làm xong phát động tất cả loại thủ đoạn phòng ngự, nghênh đón rơi xuống đất thời khắc. Lúc này, Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút kỳ quái cười nói. Sư tôn ngươi nói. Vậy đàn bà điên sẽ không theo ta cùng nhau nhảy xuống chứ? Vừa nói, hắn lắc đầu một cái, lại điên cuồng, cũng không khả năng điên cuồng đến loại này chứ. Phong Thanh Dương cười ha ha một tiếng nói, coi như là vậy đàn bà điên, cũng không dám. Mà lúc này thiên dẫn vách đá, Lâm Nhã Cầm ngưng mắt nhìn dưới vách đá phương trắng ngần mây trắng, mắt đẹp bên trong một phiến thâm trầm. Theo lý thuyết, Diệp Thần từ nơi này thiên dẫn ven núi té xuống. Là tuyệt đối không thể có thể còn sống, cho dù tên kia lộ ra sinh mệnh lực lại nghịch thiên, nàng vậy hoàn toàn không cần thiết đi theo Diệp Thần cùng nhau nhảy xuống, cầm mình sinh mạng mạo hiểm. Nhưng mà, Lâm Nhã Cầm biết, trên thế giới này, có một đám người là vượt quá lẽ thường tồn tại. Mà từ Diệp Thần trước khi đồng hồ giờ xem ra, hắn, rất có thể chính là người như vậy. Cho nên, Lâm Nhã Cầm nếu không phải đi theo nhảy xuống, chính mắt xem kết quả nói. Luôn là tâm ý khó dằn. Đây đối với người bình thường mà nói, có thể không coi vào đâu, nhưng là đối với theo đuổi hoàn mỹ Lâm Nhã Cầm mà nói, khả năng này, cũng sẽ ảnh hưởng đến nàng tu hành, lòng nàng cảnh. Cái này thần huyền tông một đời thánh nữ, có thể nói, ở thần quốc cũng là vô cùng là chói mắt thiên tài, lúc này lại là làm ra một cái người thường khó hiểu quyết định. Nàng mặt đẹp bên trên, hiện ra kiên quyết vẻ, lại là tung người nhảy một cái. Đi theo Diệp Thần,
cùng chung nhảy xuống ngày này dẫn ven núi. Sợ rằng, cho dù là Diệp Thần ở chỗ này, cũng phải bị kinh được trợn mắt hốc mồm. Nữ nhân này điên cuồng, liền Phong Thanh Dương cũng không nghĩ tới à. Trên thế giới này, không thiếu người điên, nhưng là, nhưng hiếm có mệnh dáng dấp người điên. Nói cách khác, Lâm Nhã Cầm như vậy tính cách, có thể sống đến hiện tại, thật sự là một cái kỳ tích. Mà lúc này Diệp Thần, đã sắp đến thiên dẫn đáy vực bộ. Bỗng nhiên, Diệp Thần thần sắc khẽ biến, hắn vốn là, đã vượt qua vậy trời cao bên trong mây mù, nhưng mà, hiện tại ở hắn trước mắt, lại xuất hiện một phiến biển sương mù. Làm Diệp Thần rơi vào sương mù này biển ngay tức thì, lập tức cảm giác được, sương mù này biển có cổ quái, cũng không phải là thông thường biển sương mù. Diệp Thần thân thể, vừa chạm vào tức sương mù này biển, giảm xuống tốc độ, lại là trực tiếp chậm lại. Sương mù này biển lại có hỏa hoãn tác dụng. Diệp Thần mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên, mặc dù không biết sương mù này biển phải chăng có thể hoàn toàn hóa giải từ thiên dẫn ven núi rớt xuống lực trùng kích. Nhưng là, đối với Diệp Thần mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tin tức tốt, chỉ cần có thể hóa giải một nửa đánh vào, cộng thêm Diệp Thần những cái kia thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, cách đáy vực cũng không phải là quá xa, Diệp Thần liền có nắm chắc có thể sống sót. Ngay tại lúc này, Phong Thanh Dương nhắc nhở thằng nhóc, chuẩn bị sẵn sàng, sắp sốt cuộc bộ. Diệp Thần nghe vậy sững sốt một chút, ở trong cảm nhận của hắn, cũng không có phát hiện gì à. Xem ra, sương mù này biển còn có nhất định che giấu thần niệm tác dụng. Lúc này, Diệp Thần ngưng tụ tâm thần, đem Địa Long Khải, Xích Trần thần mạch lần nữa kích thích, một đạo rồng đất hư ảnh cùng Kỳ Lân hư ảnh lần nữa hiện lên, đem Diệp Thần bảo vệ ở trong đó. Không chỉ như vậy, Diệp Thần trong cơ thể Trần Bia lại trực tiếp xuất hiện. Chắn Diệp Thần trước người. Ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt đất đều ở đây hơi lay động, mà Diệp Thần vậy rốt cuộc tới thiên dẫn ven núi phần đáy. Diệp Thần cắn răng chịu đựng từ dưới đất bò dậy, nguyên bản Lâm Nhã Cầm ở trên người hắn tạo thành kiếm tổn thương, bởi vì lần này đụng, lần nữa ra máu, bất quá, trừ cái này ra ngược lại là không có nhiều ít tổn thương. Lần này, Diệp Thần nhưng mà vui vẻ, từ nơi này thiên dẫn ven núi rớt xuống, vốn là hắn cũng làm xong liều chết chuẩn bị, lại chỉ là trả giá như thế một chút giá phải trả, liền bình an vô sự. Diệp Thần móc ra mấy cái thánh dược chữa thương, bỏ vào trong miệng, liền chuẩn bị bắt đầu điều dưỡng, nhưng ngay khi hắn mới vừa mới chuẩn bị vận công lúc đó, Phong Thanh Dương nhưng lần nữa mở miệng nói. Không tốt, thằng nhóc, vậy đàn bà điên, thật đúng là nhảy xuống, mau trốn. Diệp Thần nghe vậy cả kinh, sắc mặt cũng thay đổi được vô cùng là đặc sắc. Hắn biết Lâm Nhã Cầm là căn bản không thể nào biết ngày này dẫn đáy vực bộ có như thế một tầng biển sương mù à. Nói cách khác, nữ nhân này vì giết mình, lại cầm mạng mình đi mạo hiểm. Bất quá, hiện tại vậy không có ở đây, cho Diệp Thần suy nghĩ nhiều, hắn lập tức cầm ra tháng trần sợi bông, đi trên người mình một phi. Một khắc sau, Diệp Thần thân hình, liền ở nơi này biển sương mù bên trong, hoàn toàn biến mất. Rất nhanh, lại là một tiếng kinh thiên động địa vang lớn truyền tới, Lâm Nhã Cầm rơi xuống đất. Mà Diệp Thần, chính là nhắm hai mắt lại, thậm chí, ngay cả hô hấp cũng tạm thời ngưng, hơn nữa, đem tim đập kiềm chế được thật chậm, thu liễm khí tức toàn thân. Có thần bí này biển sương mù che chở, cộng thêm tháng trần sợi bông che giấu hiệu quả, Diệp Thần tin tưởng cái này đàn bà điên, hẳn là không cách nào phát hiện mình. Quả nhiên, Lâm Nhã Cầm rơi xuống đất sau đó, mắt đẹp quét qua bốn phía cái này đậm đà sương mù, chính là nhướng mày một cái, nàng biết, Diệp Thần vậy rớt xuống, hơn nữa có thể khẳng định, bởi vì biển sương mù tồn tại, Diệp Thần không có chết, nàng nhưng căn bản không cách nào xác định Diệp Thần vị trí. Mà Diệp Thần chính là bắt chặt thời gian, một bên thu liễm hơi thở, một bên luyện hóa dược lực, để cho mình thương thế nhanh lên một chút khôi phục. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Lâm Nhã Cầm chính là rút ra chuôi này khiết trắng trường kiếm, kêu quát một tiếng, cả người nửa bước thái hư hơi thở, trình độ cao nhất bùng nổ, lại là điên cuồng vũ động trường kiếm trong tay, hướng về phía sương mù này biển bên trong bốn phương tám hướng, chém ra một đạo lại một đạo kiếm mang. Diệp Thần sắc mặt ngẩn ngơ, những thứ này kiếm mang, mặc dù không có Lâm Nhã Cầm đơn độc công kích mình lúc đó, mạnh như vậy hoành, nhưng là lấy Diệp Thần bây giờ thương thế, cũng không dám cứng rắn ăn à. Lúc này,
thi triển dậy phong lôi chớp mắt, bắt đầu né tránh. Có thể Diệp Thần cái này trốn một chút tránh, Lâm Nhã cầm màu trắng cái khăn che mặt dưới, vậy mở ra giống như vạn năm hàn băng điêu khắc thành tuyệt đẹp trên gương mặt, liền lộ ra một chút cười nhạt. Mặc dù, nàng không cảm giác được Diệp Thần vị trí, nhưng là có thể nhìn thấy biển sương mù bên trong, biển sương mù lưu động cùng biến hóa à. Diệp Thần phong lôi chớp mắt, lại là mang theo phong thuộc tính thân pháp, một khi thi triển, liền đem sương mù này biển khuấy động, ngay tức thì bại lộ mình vị trí. Mà Lâm Nhã Cầm, làm sao có thể bỏ qua như vậy tốt cơ hội. Nàng cùng giờ khắc này, đợi rất lâu rồi. Lúc này, nàng linh lực đông lại một cái, không muốn sống bơm vào đến trường kiếm trong tay bên trong, khí tức quanh người, cùng kinh khủng kia sát ý hòa làm một thể. Sau lưng vậy hiện ra một cái mặt mũi mơ hồ, cả người màu máu tay cầm một chuôi trường kiếm màu máu cô gái hư ảnh. Cô gái này hư ảnh, thật là giống như là sát ý hóa thân, giết hại thần minh vậy. Ngay lập tức bây giờ, nàng liền hướng Diệp Thần chỗ ở vị trí, chém ra tuyệt mạnh một kiếm. Một kiếm này, liền đem quỷ dị này biển sương mù, chia làm hai, miễn cưỡng chém ra một đạo lối đi tới. Diệp Thần mau vào nhập chỗ sâu. Luân hồi huyền bi hẳn rất gần. Cùng lúc đó, thần hỏa học viện. Diệp Thần động phủ bên trong. Một cái hôn mê thiếu nữ yên lặng nằm, chính là Diệp Lạc Nhi. Mà Diệp Lạc Nhi bên người, Kỳ Lâm đang ngồi xếp bằng, lại có thể đang tu luyện. Kỳ Lâm mặc dù nắm giữ độc quân truyền thừa, nhưng trước đây nàng một mực không muốn tu luyện. Nàng ở Côn Lôn hư thời điểm liền đối với tu luyện không có hứng thú. Diệp Thần mang về Diệp Lạc Nhi sau đó, khi nhìn đến Diệp Lạc Nhi như vậy gương mặt tái nhợt, nàng thay đổi chủ ý. Mấy ngày nay, nàng không lúc nào không đang tu luyện. Nàng muốn trở nên mạnh mẽ. Mà nàng tu vi lại bởi vì nghịch thiên tiên thiên độc thể, mà thật nhanh tăng trưởng. Bàn tay của nàng thậm chí mơ hồ xuất hiện một đạo màu xanh cổ ấn. Cực kỳ huyền diệu. Dốc lòng tu luyện Kỳ Lâm lại không có chú ý tới hôn mê Diệp Lạc Nhi lông mi mau khẽ run. Một chút nhàn nhạt oai rồng lan ra. Thậm chí chán nàng mơ hồ dài ra sừng rồng, nhưng lại rất nhanh biến mất. Mấy giây sau đó, một tiếng giống giận vang dội cả nhà. Diệp đại ca, hôn mê Diệp Lạc Nhi tròng mắt mở ra, lại ngồi dậy. Không chỉ như vậy, một chút màu vàng kim chói lọi sinh ra cực mạnh năng lượng ba động đi. Chung quanh hết thảy toàn bộ vỡ vụn. Dù là đang tu luyện Kỳ Lâm cũng bị tại chỗ tung bay. Kỳ Lâm ném xuống đất, hoàn toàn thanh tỉnh, khi thấy ngồi Diệp Lạc Nhi, Kỳ Lâm con ngươi ngạc nhiên mừng rỡ, không để ý thương thế vọt tới, nói, Lạc Nhi tỷ tỷ, ngươi. Ngươi tỉnh. Mà giờ khắc này Diệp Lạc Nhi thần sắc ngưng trọng, mi tâm long văn không ngừng lóe lên, Kỳ Lâm, Diệp đại ca gặp nguy hiểm. PS, cầu phiếu hàng tháng cầu phiếu hàng tháng. Có bạn đọc hỏi Diệp Thần tại sao luôn là không ra chuyện. Lần này đủ chật vật đi, lần này chật vật là vì phía sau cao chiều tình tiết. Các bạn đọc, cầu một sóng phiếu hàng tháng nha, có phiếu hàng tháng nhớ đầu nha. Kỳ Lâm, Diệp đại ca gặp nguy hiểm. Làm Diệp Lạc Nhi thanh âm vang khắp, một bên Kỳ Lâm có chút mộng. Nàng đưa tay ra sờ một cái Diệp Lạc Nhi chán, Lạc Nhi tỉ tỉ, người sẽ không là gặp ác mộng đi. Diệp Thần tựa hồ ở Nam Vực, ngươi làm sao biết chuyện bên kia? Ta cho ngươi rót ly nước, chậm một chút. Còn nữa, thần hỏa học viện viện trưởng nói qua, nếu như ngươi tỉnh, kêu ta thông báo một tiếng hắn. Ngươi đợi ta một chút. Nhưng mà Kỳ Lâm vừa mới chuẩn bị rời đi, liền bị Diệp Lạc Nhi kéo tay. Tay nàng hiện lên chút vảy rồng. Tựa hồ cực độ không ổn định. Kỳ Lâm hiển nhiên là cảm thấy không đúng. Vội vàng nói, Lạc Nhi tỷ tỷ, người có phải hay không không thoải mái? Ta vậy thì đi kêu người đến. Nhưng mà Diệp Lạc Nhi đã không cách nào giải thích, nàng gắt gao bắt Kỳ Lâm tay, mở miệng nói, Kỳ Lâm, ta huyết mạch đã thức tỉnh. Ta là Thánh Long gia tộc người, hơn nữa, ta phụ thân không có chết. Long Hồng Thiên không tiếc bất cứ giá nào muốn hủy diệt ta, thậm chí muốn tước đoạt ta huyết mạch, nếu như không có Diệp đại ca, hắn có thể đã thành công. Kỳ Lâm cũng là nghiêm túc, Lạc Nhi tỷ tỷ, ngươi là như thế nào biết được? Diệp Lạc Nhi chật vật đứng dậy, ta huyết mạch có chút đặc thù, ta tựa hồ có thể thấy một ít ta người bên người hình ảnh. Ngay vừa mới rồi, ta tựa hồ thấy Diệp đại ca cả người là máu,
hắn bị một người vô cùng hắn kinh khủng thiếu nữ đuổi giết, rơi xuống vách đá. Còn như sau sự việc, ta không cách nào xác định. Nhưng là ta khẳng định, đây tuyệt đối không phải mộng. Kỷ Lâm hơi ngẩn ra, trầm ngâm hồi lâu, nói, được, Lạc Nhi tỷ tỷ, chúng ta đi tìm viện trưởng. Viện trưởng thực lực có lẽ có thể trợ giúp Diệp đại ca. Hình ảnh quay về. Quỷ dị biển sương mù, đợt khí lăn lộn. Diệp Thần bị kiếm mang phong tỏa, sắc mặt ngưng trọng cực kỳ, hắn cắn răng cua múa thú hủ kiếm, đem cả người thần thông toàn bộ kích thích, giống như dị thế ma thần hạ xuống, lấy vạn cổ kinh lôi kiếm chào đón. Ầm một tiếng vang thật lớn, cường đại công kích gió bão, vét sạch cái này phiến biển sương mù, quỷ dị này sương mù, nhưng chưa có hoàn toàn tản ra, nhưng là Diệp Thần kinh lôi kiếm ý nhưng một lần nữa bị Lâm Nhã cầm kiếm mang áp chế, kiếm kia mang hung hãn chém về phía Diệp Thần thân thể. Địa Long Khải cùng Xích Trần thần mạch, lần nữa ngắn ngủi kích hoạt, cơ hồ móc sống Diệp Thần linh khí. Bảo vệ bình phong che chở nghênh hướng còn sót lại kiếm mang, lại là một tiếng vang thật lớn, cái này kiếm mang kinh khủng rốt cuộc hoàn toàn mất đi, nhưng là Diệp Thần thân thể, cũng bị chém được về phía sau bay ngược hung hãn đập vào vách núi bên trên. Trước ngực lại tăng thêm một vết thương, Diệp Thần ý thức đều phải mơ hồ. Nhưng là, hắn vậy biểu hiện mạnh mẽ sức lực. Bị người đánh bẹp thành như vậy, còn có thể nhẫn. Hắn không dự định lần nữa ẩn núp đến biển sương mù bên trong một bên khôi phục thương thế, một bên che giấu thân hình, mặc dù hắn biết làm như vậy, là hợp lý nhất, bởi vì Lâm Nhã Cầm linh lực cũng không phải vô cùng vô tận. Xem nàng như vậy phạm vi lớn công kích, hơn thi triển mấy lần, cho dù nàng là nửa bước thái hư, có tử lượng cao linh lực, cũng phải cần hao hết. Hao hết sau đó liền cần khôi phục. Mà đây dạng, vừa vặn cho Diệp Thần chữa thương thời gian. Nhưng là, như vậy bị đánh, cũng quá biệt khuất. Diệp Thần chính là liều mạng bị thương, liều mạng chết, cũng phải ở Lâm Nhã Cầm trên mình lưu lại vết thương. Cho dù lấy tổn thương đổi tổn thương, vậy nhất định phải thiệt hại nắng Lâm Nhã Cầm. Nhưng ngay khi cả người là máu Diệp Thần, tay cầm thú hủ kiếm, thì phải không để ý hết thảy xông về Lâm Nhã Cầm lúc đó, một tiếng gầm thét. Nhưng ở hai người vang lên bên tai. Lâm Nhã Cầm và Diệp Thần, cũng không khỏi hướng vậy gầm thét truyền tới phương hướng nhìn lướt qua. Chỉ gặp, sương mù này bên trong, mơ hồ hiện ra một đạo quỷ dị to lớn hình bóng, từ đường ranh lên xem ra, lại là một loại núi nhỏ vậy lớn nhỏ, dài một con rồng đuôi, đầu sinh trưởng sừng, có một đôi to lớn móng nhọn, đứng thẳng mà đi quái vật. Đây là, Phong Thanh Dương tiếng cười. Ở Diệp Thần đầu óc bên trong vang lên nói, lại là một cái thiên vụ yêu, tiểu tử đây mới là ta và ngươi nói cái đó có thể uy hiếp được nửa bước thái hư nguy hiểm. Thiên vụ yêu, Diệp Thần nghi ngờ hỏi một câu. Phong Thanh Dương cười nói, cái này thiên vụ yêu là giữa trời đất cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa quỷ dị một loại yêu vật, chỉ có thiên sương mù cái này loại đặc thù sương mù địa phương, mới có thể ra đời. Mà thiên vụ yêu, thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Thông thường thiên vụ yêu là được có nửa bước thái hư thực lực, còn nếu là một ít biến dị trồng, càng là có thể đạt tới thái hư cảnh, thậm chí thái hư cảnh trở lên. Diệp Thần ánh mắt chớp động nói, như thế nói, đây là một cái thông thường thiên vụ yêu. Diệp Thần biết, Lâm Nhã Cầm thực lực, ở nửa bước thái hư bên trong hẳn coi như là cực mạnh, thông thường nửa bước thái hư có thể không phải cùng cấp yêu vật đối thủ, Lâm Nhã Cầm liền không nhất định. Phong Thanh Dương cười nói, thằng nhóc, che giấu thân hình mặc dù ở nơi này thiên sương mù bên trong hẳn không gạt được thiên vụ yêu, nhưng là nó hẳn sẽ ưu tiên đối phó vậy đàn bà điên, người vậy không cần phải lo lắng thiên vụ yêu không phải nàng đối thủ, cái này thiên vụ yêu có một loại đặc biệt quỷ dị năng lực. Đặc biệt quỷ dị năng lực. Thiên vụ yêu, có một loại sương mù hóa thần thông, loại thần thông này có thể khiến cho vật lý công kích thật to hạ xuống. Diệp Thần nghe vậy. Hai tròng mắt sáng lên, hắn biết Lâm Nhã Cầm cũng không phải là hồn tu, nếu không cũng sẽ không bởi vì chỉ là không chính chắn hồn kiếm thuật mà có chốc lát thất thần. Nói như vậy, nàng cùng cảnh giới thiên vụ yêu chiến đấu, nhất định sẽ vô cùng cố hết sức. Lúc này, Diệp Thần liền lấy ra tháng trần sợi bông, đem thân hình lần nữa che giấu. Mà lúc này Lâm Nhã Cầm, ngừng mắt nhìn vậy bị mình và Diệp Thần quấy rối, tức giận gầm thét hướng mình đi tới quái vật thân hình. Lạnh như băng mặt đẹp bên trên, cũng là hiện ra vẻ ngưng trọng. Rất nhanh, vậy thiên vụ yêu liền từ sương mù dày đặc bên trong hiện thân,
nhìn như lại là một đầu 30 đến 50 thước cao, dài một viên tựa như rồng không phải rồng đầu lâu, sinh đối với sừng nhọn, miệng đầy giống như lợi kiếm vậy sắc bén lòe lòe răng nhọn, thân thể tương tự tinh tinh, hai con nhỏ dài cánh tay thủy tới dưới gối, sinh một đôi đen nhánh lớn móng nhọn, hai chân đứng, một con rồng đuôi qua lại dao động, quỷ dị dị thường. Lâm Nhã Cầm thấy rõ Thiên Vũ Yêu hình dáng, cũng là thần sắc biến đổi, nàng một mắt liền nhận ra cái này Thiên Vũ Yêu, đồng thời, lòng vậy chìm xuống. Bởi vì, nàng biết Thiên Vũ Yêu mặc dù thực lực bản thân không tính là quá cường hãn, nhưng có một loại xương mù hóa thần thông, mình công kích, đối với Thiên Vũ Yêu mà nói, hiệu quả không thể nghi ngờ là sẽ giảm nhiều. Lâm Nhã Cầm ánh mắt chớp mắt, hướng về phía Diệp Thần phương hướng lạnh lùng mở miệng nói. Cái này yêu vật tên là Thiên Vũ Yêu, người ẩn hình thì không cách nào lừa gạt được nó, mà đây Thiên Vũ Yêu có một môn xương mù hóa thần thông, có thể thật to hạ xuống ta công kích tạo thành tổn thương, người ta nếu không liên thủ cũng sẽ chết ở chỗ này. Tại sao phải cùng Diệp Thần liên thủ? Rất đơn giản, Lâm Nhã Cầm biết Diệp Thần thần hồn vô cùng cường đại, thậm chí có thể so mình đều mạnh hơn nữa hắn còn nắm giữ thần hồn công kích thủ đoạn. Yêu vật ở thân xác phương diện mặc dù mạnh hơn cùng cấp võ giả, nhưng là, đại đa số yêu vật thần hồn lên nhưng cũng không là quá mạnh mẽ, hồn sửa đổi là yêu vật khắc tinh. Đặc biệt, là đối phó Thiên Vũ Yêu cái này loại yêu vật, Diệp Thần có thể nói là vô cùng là người thích hợp chọn. Biển sương mù bên trong, vang lên Diệp Thần tiếng cười lạnh, thanh âm mờ ảo, làm cho không người nào có thể bắt hắn vị trí cụ thể. Ha ha, liên thủ, ngươi đang làm cười sao? Cho dù ta cùng ngươi liên thủ, chém giết cái này Thiên Vũ Yêu, ngươi sẽ bỏ qua cho ta. Kết cục ta vẫn là được chết. Nếu cũng là muốn chết, có thể kéo ngươi cùng nhau ở trên đường suối vàng làm bạn vậy rất tốt, nhưng ngươi là một con gái xấu xí thì thôi. Nhưng là, mặc dù ngươi mang cái khăn che mặt, ta cũng nhìn ra được, ngươi hẳn so lão bà ta thiếu chút nữa. Ta liền gắng gượng làm tiếp nhận. Suy nghĩ một chút có ngươi như vậy người đẹp chôn theo. Ngược lại cũng coi là thiên nhân chi phúc, ta cảm ơn cái này Thiên Vũ Yêu còn chưa kịp, cần gì phải giết hắn đâu. Lâm Nhã Cầm mặt như hàn sương, lạnh lùng nói, ngươi tin không tin ta liều mạng bị cái này Thiên Vũ Yêu giết chết, vậy tuyệt đối có năng lực kéo ngươi cùng chết. Ngươi nói muốn ta làm ngươi chôn theo, ngươi lặp lại lần nữa. A, Diệp Thần lười biếng trả lời một câu. Chỉ chốc lát sau, hắn vẫn là nhàn nhạt mở miệng nói, phải như thế nào liên thủ. Ngươi nói một chút xem. Lâm Nhã Cầm lạnh lùng nói, ta cùng cái này Thiên Vũ Yêu giao thủ, hấp dẫn hắn chú ý, ngươi thừa dịp hắn chưa chuẩn bị thi triển thần hồn công kích, một khi nó sương mù hóa mất đi hiệu lực, ta liền thi triển thủ đoạn mạnh nhất đem giết chết. Diệp Thần nói, còn ta đâu? Lâm Nhã Cầm ánh mắt lóe lên một hồi, đáp ta thề, ở di tích này bên trong, sẽ không lại đối với ngươi ra tay. Diệp Thần khóe miệng giật một cái. Lâm Nhã Cầm ý kiến là ra di tích này, vẫn là phải giết mình à. Không cùng Diệp Thần mở miệng, Lâm Nhã Cầm lại nói, nếu như ngươi không đồng ý, ta không ngại hiện tại liền tự bạo, ngươi có thể thử một chút có thể hay không chạy ra khỏi ta toàn lực phạm vi tự bạo. Phong Thanh Dương ở luân hồi mộ địa bên trong cũng bất đắc dĩ cười nói, thằng nhóc, như tính bây giờ chuyến này hẳn là có thể dựa nhất. Di tích bên trong không đối ngươi động thủ là đủ rồi, như rời đi di tích. Nàng lại đối với người động thủ, ta và ma đế dù là hao tổn tu vi cũng sẽ trọng thương cô gái này. Diệp Thần mặt lộ cười khổ, mặt đối với nữ nhân này, hắn còn thật là có chút không thể làm gì à, lúc này đáp, được rồi, vậy thì liên thủ đi. Bất quá, Diệp Thần mặc dù đáp ứng, trong mắt nhưng đang lấp lánh. Trong lòng hiển nhiên có những ý nghĩ khác. Diệp Thần biết, mạng mình là phải đóng đến trên tay mình, mà không phải là giao cho người khác. Để cho người khác tới quyết định vận mệnh ngươi, Lâm Nhã Cầm nói di tích bên trong không đúng tự mình ra tay, thì không đúng tự mình ra tay. Cho nên, Diệp Thần mong muốn không phải ở cuộc chiến đấu này bên trong sống sót là được rồi. Hắn mong muốn là đang trong chiến đấu, trở thành sau cùng bên thắng, trở thành cái đó duy nhất người còn sống sót. Cái kết quả này, rất khó, trừ phi là Thiên Vũ Yêu và Lâm Nhã Cầm, đang trong chiến đấu, lưỡng bại câu thương. Đặc biệt là đối với Lâm Nhã Cầm muốn đả thương đến liền để cho nàng tự bạo dư lực cũng không có. Nếu không, Diệp Thần cơ hồ có thể khẳng định, Lâm Nhã Cầm sắp chết lúc nhất định sẽ chọn tự bạo, kéo mình xuống nước.
Mà đối với hai cái nửa bước thái hư mà nói, Diệp Thần muốn có được như vậy cơ hội, thật quá khó khăn. Nhưng là, chỉ cần có từng tia cơ hội, Diệp Thần liền sẽ không bỏ rơi. Hơn nữa, nếu như thành công, vậy thu hoạch cũng là giống vậy vô cùng to lớn à. Đầu tiên, chính là mình mạng nhỏ, an ổn giữ được, lại vậy không cần lo lắng Lâm Nhã Cầm cái này nữ người điên đối với mình đuổi giết. Thứ nhì, hắn còn có thể được Lâm Nhã Cầm túi đựng đồ, một cái thân phận bất phàm nửa bước thái hư xuất thân có bao nhiêu hấp dẫn người có thể tưởng tượng được, cuối cùng, hắn còn có thể được thiên vụ yêu thi thể. Phải biết, đây chính là một đầu dưới bước thái hư đại yêu à. Một thân tinh hoa, thật là khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, cái này thiên vụ yêu sương mù hóa thần thông, Diệp Thần là hết sức khát vọng. Có sương mù này hóa thần thông, cho dù lần nữa đối mặt Lâm Nhã Cầm, Diệp Thần cũng dám cùng một trận chiến liền chứ. Sương mù hóa thần thông, phối hợp Diệp Thần nghịch thiên kia sinh mệnh lực, vô cùng cường đại thần hồn, hắn cách bất tử bất diệt, lại gần một bước à. Có thể nói, môn thần thông này, là Diệp Thần tình thế bắt buộc, nhưng mà, như hắn và Lâm Nhã Cầm liên thủ đánh bại thiên vụ yêu, cho dù Lâm Nhã Cầm không giết mình có thể được thiên vụ yêu thi thể sao? Hiển nhiên không thể nào. Muốn đem lợi ích tối đại hóa, Diệp Thần chỉ có đánh cuộc. Mà lúc này, thiên vụ yêu, vậy rốt cuộc đối với Lâm Nhã Cầm ra tay. Nó không phải là không có cảm ứng được Diệp Thần vị trí, chỉ là, Diệp Thần hiện tại một hơi một tí, so sánh với Diệp Thần, đầu tiên phải chú ý hiển nhiên là cái này rõ ràng càng cường đại hơn phái nữ loài người. Thiên vụ yêu điên cuồng hét lên một tiếng, tiếng như long ngâm, vậy cuồn cuộn thiên sương mù. Lại là ở thiên vụ yêu vậy đôi đen nhánh móng nhọn bên trên điên cuồng ngưng tụ, hóa thành một đạo vô cùng to lớn sương mù long chảo. Con rồng này móng, mặc dù là sương mù biến thành, nhìn như mây khói lượn lờ, phảng phất vừa chạm vào tức tán, nhưng là, Diệp Thần và Lâm Nhã Cầm đều biết sương mù này long chảo so một đạo mấy chục ngàn tấn nặng ngoài bầu trời vẫn thiết, có thể còn kinh khủng hơn. Đây chính là dung hợp thiên vụ yêu vậy nửa bước thái hư. Mạnh mẽ hiệu lực thiên sương mù nơi huyễn hóa thành à. Há là tầm thường sương mù có thể so sánh được. Ngày này sương mù, tính chất đặc thù, cơ hồ bất diệt, có thể cứng có thể mềm, biến ảo vô cùng, có thể nói, ở nơi này có thiên sương mù thiên dẫn ven núi đáy vực, thiên vụ yêu thực lực, lại là tăng vọt mấy thành vượt quá. Lâm Nhã Cầm thần sắc, nặng hơn, cái này thiên vụ yêu so nàng tưởng tượng mạnh hơn được hơn. Lúc này, Lâm Nhã Cầm vậy hít sâu một hơi, tay lộn một cái, trong tay lại là nhiều một món sợi tóc đỏ máu. Lâm Nhã Cầm mắt đẹp ngưng mắt nhìn máu này tóc đỏ tơ, cũng là hơi do dự, chỉ chốc lát sau, mặt hiện kiên quyết vẻ, lại là một cái miệng nhỏ đem cái này một món đỏ tươi sợi tóc toàn bộ chứa ở trong miệng. Diệp Thần thấy vậy, con người hơi co lại, vậy sợi tóc cho hắn cảm giác không đơn giản, lại là mang một cổ đậm đà thần tính. Chắc hẳn. Nhất định là vô cùng chân quý. Hơn nữa, thần tính sợi tóc, không phải như vậy tùy tiện có thể vận dụng. Không phải là người người đều có xem Diệp Thần vậy nghịch thiên thể chất, cho dù Lâm Nhã Cầm là nửa bước thái hư tồn tại, huyết sắc này sợi tóc, nàng chỉ sợ cũng là khó mà hoàn toàn tiêu hóa. Như thế tới một cái, nàng không chỉ có cần phải chịu đựng cắn trả nguy hiểm, vậy biết phóng túng phí sợi tóc bên trong không ít thần tính năng lượng. Cái này Lâm Nhã Cầm ngược lại cũng thật là một người tàn nhẫn, sống chết cạnh tranh lúc đó, tuyệt không mềm tay. Nuốt vào huyết sắc này sợi tóc sau này, Lâm Nhã Cầm khí tức cả người biến đổi, một cổ để cho Diệp Thần cũng hơi kinh hãi khủng bố sát ý, phóng lên cao, mà Lâm Nhã Cầm một đầu tóc dài đen, cũng ở đây ngay tức thì biến thành đỏ tươi vẻ. Không chỉ là kinh khủng kia sát khí, một đạo huyết khí nồng nặc từ Lâm Nhã Cầm trong cơ thể tản ra, hóa thành một đạo cuồn cuộn chảy máu. Vây quanh Lâm Nhã Cầm quanh người không ngừng lưu chuyển. Trong chốc lát, Lâm Nhã Cầm thân thể mềm mại bên trong, lại là bộc phát ra một cổ cường đại thần tính, cả người nhìn như giống như biển máu bên trong, xinh đẹp cực kỳ băng sơn nữ thần vậy. Diệp Thần cặp mắt híp lại, xem ra cái này đàn bà điên lai lịch vậy không đơn giản, có thể đem thần tính lực phát huy đến như vậy tình cảnh, xem hơi thở dung mạo lại cùng Lâm Nhã Cầm ngày đó sau lưng hiện ra cô gái hư ảnh, có mấy phần tương tự. Vậy nhưng vào lúc này, vậy mây mù long chảo vậy rốt cuộc đã tới Lâm Nhã Cầm đỉnh đầu, hung hăng trấn áp xuống. Lâm Nhã Cầm hừ lạnh một tiếng,
Trường kiếm chỉ một cái, vậy đạo vây quanh quanh người lưu động chảy máu, bơm vào trường kiếm bên trong, nguyên bản khiết trắng như tuyết trường kiếm, nháy mắt tức thì hóa là đỏ tươi vẻ, sắc bén vô cùng, phảng phất trên 9 tầng trời phủ xuống khủng bố kiếm ý, từ trên trường kiếm, kích động ra. Lâm Nhã cầm múa trường kiếm, hướng về phía vậy mây mù long chảo, hung hăng chém một cái, trong miệng thanh quát một tiếng, phá. Kiếm khí hoành tiêu, gào thét ra, hóa thành một đạo phảng phất từ suối vàng bên trong, rót ngược lên khủng bố sông máu, lôi cuốn vạn quân lực, điên cuồng lăn lộn, hung hăng đụng vào vậy mây mù long chảo bên trên. Ầm một tiếng vang thật lớn. Thung lũng chấn động, cho dù có ngày đó sương mù gia trì, vậy mây mù long chảo lại vẫn bị màu máu sông dài sông phá, mặc dù màu máu sông dài vậy tiêu hao hơn nửa lực lượng, nhìn như chỉ còn lại 10% uy lực, nhưng vẫn hướng thiên vụ yêu, cuồng dũng tới. Diệp thần ánh mắt lóe lên, Lâm Nhã cầm một kích này, coi là thật khủng bố, nếu như ban đầu nàng đuổi giết mình lúc đó, sử dụng huyết sắc này sợi tóc, sợ rằng mình cũng không sống tới thiên dẫn ven núi. Mặc dù ước chừng chỉ còn lại 10% uy lực, nhưng huyết sắc này sông dài nhưng là giống vậy không thể khinh thường. Nhưng mà vậy thiên vụ yêu thấy vậy nhưng là chút nào vẻ kinh hoàng không có, nhìn sông về phía mình sông máu, trong miệng nó phát ra một tiếng long ngâm, cuồn cuộn thiên sương mù tràn vào trong cơ thể. Hạ cái ngay tức thì, nguyên bản nhìn như vô cùng rõ ràng thiên vụ yêu bóng người, lại là nhanh chóng đạm bạc, làm sông máu kia bay tới trước mặt lúc đó, thiên vụ yêu đã hoàn toàn biến thành một đạo nhàn nhạt sương mù ảnh, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được hắn đường danh thôi. Ầm một tiếng. Sông máu không trở ngại chút nào xuyên thủng thiên vụ yêu biến thành sương mù ảnh, đập vào sau lưng vách núi bên trên, mặt đất lại là một hồi lay động, phi thạch văng khắp nơi, vách núi rạn nứt. Có thể vậy thiên vụ yêu trong miệng, nhưng là phát ra một hồi quỷ dị tiếng cười, tựa hồ đang giễu cợt đối thủ mình ngu xuẩn, nó thân hình biến đổi, lần nữa ngưng tụ, lần nữa hóa là thật thể. Mặc dù biến hóa sương mù ảnh sau đó bị sông máu kia xuyên thủng mà qua, nhưng là... Cái này thiên vụ yêu nhìn như lại giống như là không có bị tổn thương chút nào hình dáng. Diệp thần cặp mắt trợn tròn, ngưng mắt nhìn thiên vụ yêu, hắn kinh hãi. Cho dù hắn làm xong chuẩn bị tâm tư, biết sương mù này hóa thần thông vô cùng được, nhưng là nhưng không nghĩ tới sương mù này hóa thần thông lại nghịch thiên đến như vậy bước à. Đây chính là Lâm Nhã cầm nhất kích 10% uy lực à. Đừng xem nhẹ cái này 10%. Bị qua Lâm Nhã cầm kiếm mang Diệp Thần, vô cùng rõ ràng kiếm này mang uy lực có bao kinh khủng. Huống chi, bây giờ Lâm Nhã cầm thực lực ít nhất là tăng mấy lần. Lấy Diệp Thần biến thái thể chất, cũng không dám nói có thể vác qua vượt qua 10 lần. Mà thiên vụ yêu đâu? Nhận chịu nhất kích, không chút tổn hao nào. Cái này phòng ngự, trừ biến thái, không khác biệt ngôn ngữ có thể hình dung. Quá khủng bố, cũng quá mê người. Diệp thần cặp mắt bên trong, lóe lên khát vọng mãnh liệt vẻ. Sương mù hóa thần thông, hắn nhất định phải đạt được. Lâm Nhã cầm thấy vậy cũng là mắt đẹp trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, trường kiếm chuyển động, vậy quanh người chảy máu nhưng là theo trường kiếm xoay tròn, không ngừng phóng đại, mấy cái hô hấp sau đó, lại là hóa thành một đạo thủy thiên tiếp đất mãnh liệt sông máu. Lâm Nhã cầm một người một kiếm mang cái này sông máu, vừa người lên. Cho dù trước vậy kinh thiên nhất kích không có hiệu quả, nàng cũng là không có chút nào ý lùi bước, chủ động công kích. Vậy thiên vụ yêu một đôi thụ mục bên trong, hiện lên vẻ trào phúng, cũng là điên cuồng hét lên một tiếng, không sợ chút nào, về phía trước nghênh kích. Sông máu lăn lộn, sương mù ngút trời, một bên là tóc đỏ tung bay tay cầm trường kiếm tu la nữ thần, một bên là khuôn mặt dữ tợn biến hóa vạn đoan hung ác yêu ma. Hai người tới một cái một đi. Đấu cái không thể tách rời ra. Cái này giao thủ một cái, lại là chiến ước chừng nửa giờ. Mặc dù Lâm Nhã cầm kiếm pháp mạnh, vẫn còn ở thiên vụ yêu thao túng thiên sương mù tiến hành công kích bên trên, có thể làm sao cái này thiên vụ yêu sương mù hóa thần thông quá mức quỷ dị. Lâm Nhã cầm màu máu kiếm quang mỗi lần muốn chạm đến thiên vụ yêu lúc đó, cũng sẽ bị nó sử dụng sương mù hóa thần thông tránh thoát. Mà Lâm Nhã cầm sắc mặt vậy càng ngày càng tái nhợt. Cả người khiết lụa trắng quần, cũng bị vết máu nhiễm đỏ. Mặc dù nàng kiếm quang so với thiên vụ yêu pháp mạnh hơn, cơ hồ có thể áp chế hoàn toàn đối phương, nhưng là, về lâu về dài, vậy khó tránh khỏi bị liền một ít tổn thương. Lâm Nhã cầm mắt đẹp bên trong,
hàn mang lóe lên, nàng ở các loại, cùng cái đó có thể nhất kích chế thắng, tuyệt sát đối phương thời cơ đến. Lúc này Thiên Vũ Yêu, cũng là thở hổn hển liên liên, lại cũng không giống lúc bắt đầu như vậy thành thạo, trên người của nó vậy mang theo từng đạo vết thương, hơi thở vậy suy yếu một ít, hơn nữa thi triển sương mù hóa thần thông lúc đó, cũng có một ít chậm chạp. Sương mù hóa thần thông mặc dù thần kỳ, nhưng là tiêu hao cũng không nhỏ, cao cường như vậy độ chiến đấu bên trong, tiếp liền thi triển sương mù hóa thần thông, Thiên Vũ Yêu vậy mơ hồ có chút chịu không nổi. Hơn nữa, sương mù hóa mặc dù có thể triệt tiêu phần lớn thì tổn hương trên người, nhưng cũng không phải là hoàn toàn miễn dịch, lâu dài tích lũy xuống, vậy dần dần bắt đầu ảnh hưởng nó thân thể. Nó hung tợn nhìn chằm chằm trước mặt Lâm Nhã Cầm, làm sao cũng không nghĩ ra cái này nhân loại nhỏ bé, lại có kinh khủng như vậy thực lực. Lâm Nhã Cầm không cam lòng yếu thế, hồi coi Thiên Vũ Yêu, hơi thở cùng nhau, chính là lần nữa quơ vậy tia máu hà giết hướng Thiên Vũ Yêu. Trong chốc lát, dường như ư đem Thiên Vũ Yêu áp chế. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, ngưng mắt nhìn trong chiến đấu hai bên, hắn biết hiện tại hai người tình huống cũng không tốt, mà phải nói phương đó hỏng bét hơn cao một ít. Là Lâm Nhã Cầm. Đừng xem hiện tại Lâm Nhã Cầm, áp chế Thiên Vũ Yêu, nhưng là, Lâm Nhã Cầm nhưng mà lấy bí pháp nào đó, tăng lên thực lực. Diệp Thần mơ hồ phát hiện Lâm Nhã Cầm hơi thở đã có chút không yên, một khi Lâm Nhã Cầm bí pháp mất đi hiệu lực, lập trường sẽ ngay tức thì xoay ngược lại. Chớ nói chi là, bí pháp này hiển nhiên đối với Lâm Nhã Cầm thân thể, có không nhỏ gánh vác. Mặc dù, bây giờ tình huống chính là Diệp Thần muốn thấy nhất, nhưng là, dù vậy Diệp Thần rõ ràng, phải đến có thể để cho hắn lật bàn trình độ, còn rất kém xa. Hiện ở cái trạng thái này Lâm Nhã Cầm và Thiên Vũ Yêu, đều không phải là hắn có thể đối phó. Ầm một tiếng, Lâm Nhã Cầm và Thiên Vũ Yêu bóng người, vừa chạm vào liền phân ra, thiên sương mù hóa thành một con rắn lớn, ở Lâm Nhã Cầm màu máu kiếm quang vặn cổ dưới, bị phân là đếm đoạn. Còn sót lại kiếm quang, hướng Thiên Vũ Yêu vặn cổ đi, Thiên Vũ Yêu một song long mâu bên trong, đột nhiên phát hiện ra vẻ kinh hoàng. Diệp Thần trong mắt, sạch bóng chớp mắt. Trước, Thiên Vũ Yêu đối mặt đánh tới kiếm quang, cũng có thể dễ dàng thi triển sương mù hóa thuật tiến hành né tránh, nhưng lần này, Thiên Vũ Yêu chậm. Xem ra, tiếp liền thi triển sương mù hóa thuật, Thiên Vũ Yêu thân thể vậy mau đến cực hạn. Nhưng là, rất nhanh Thiên Vũ Yêu thân thể bên trên, vẫn là toát ra tí ti sương mù, nó khuôn mặt bên trên vậy toát ra một chút an tâm vẻ, bây giờ nhìn lại ở kiếm mang chém chúng mình trước, nó sương mù hóa thần thông, vẫn là tới kịp có hiệu lực. Nhưng vào lúc này, Lâm Nhã Cầm chợt nhắc tới trường kiếm, không để ý mới vừa thi triển kinh thiên nhất kích, cả người hơi thở còn có chút không yên, cưỡng ép vận chuyển đan điền. Khóe miệng của nàng tràn ra một chút máu tươi, Lâm Nhã Cầm lại tựa hồ như không thèm để ý chút nào, một đạo huyết diễm, ở trường kiếm của nàng bên trên giấy lên, tản ra làm người ta sợ hãi hơi thở, liền bốn phía không gian, đều bị đốt thành hư không. Hiển nhiên, Lâm Nhã Cầm muốn thi triển chí cường một kích. Nàng là người nào, thần huyền tông thiên tài thánh nữ à, cơ hồ trong nháy mắt, liền phát giác Thiên Vũ Yêu thần thông chậm chạp. Lâm Nhã Cầm mắt đẹp bên trong, hàn mang chớp động. Tự nhiên không thể nào bỏ qua như vậy tốt cơ hội. Mà Thiên Vũ Yêu chỉ là mặt lộ cười nhạt, thi triển chí cường nhất kích. Vậy thì thế nào, mình, chỉ cần duy trì sương mù hóa cũng được. Lúc này, Lâm Nhã Cầm đột nhiên hét lớn một tiếng nói, chính là hiện tại, động thủ. Nàng muốn Diệp Thần thi triển thần hồn công kích, quấy nhiễu Thiên Vũ Yêu thi triển sương mù hóa thần thông. Nàng có tự tin, chỉ cần 0,1% cái hô hấp chậm chạp. Nàng thì có 100% chắc chắn chém chết Thiên Vũ Yêu. Nhưng mà, đáp lại Lâm Nhã Cầm, nhưng chỉ là yên lặng, chỉ có chết vắng vẻ. Diệp Thần lại là hoàn toàn không có phối hợp Lâm Nhã Cầm ý kiến. Lâm Nhã Cầm sắc mặt biến đổi, mặt đẹp bên trên, tràn đầy lửa giận cùng sát ý, một đôi mắt đẹp cũng hoàn toàn ứ máu, nhìn như rét lạnh vô cùng. Nàng phẫn nộ quát, vô liêm sỉ, ngươi cái này hèn hạ đồ, ngươi chẳng lẽ không biết. Nếu như ta giết không chết cái này Thiên Vũ Yêu, người vậy được chết sao? Mà lúc này Diệp Thần, nhưng chỉ là mặt lộ vẻ cười nhạt, ánh mắt chớp động ngưng mắt nhìn Lâm Nhã Cầm, ha ha, hèn hạ đồ. Vốn là, hắn sẽ đáp ứng Lâm Nhã Cầm liên thủ, chính là Lâm Nhã Cầm lấy tự bạo bức bách,
hắn người này cho tới bây giờ sẽ không ngoan ngoãn bị người khác uy hiếp, không phải sao? Diệp Thần biết, Lâm Nhã Cầm quyết định một chút vấn đề không có, nếu như mình lúc này thi triển hồn kiếm thuật công kích Thiên Vũ Yêu, hắn có thể xác định, Lâm Nhã Cầm tuyệt đối có thể đánh chết Thiên Vũ Yêu. Nhưng là, đây cũng không phải hắn kết quả mong muốn à. Bây giờ Lâm Nhã Cầm, mặc dù đã mau đến cực hạn, nhưng còn không phải là mình có thể đối phó được. Cho nên, hắn chỉ có thể đánh cuộc. Đánh cuộc Lâm Nhã Cầm, sẽ không cứ như vậy bị Thiên Vũ Yêu giết chết. Đánh cuộc Lâm Nhã Cầm ở tuyệt cảnh bên trong, còn có lật bàn thủ đoạn, còn có không thi triển lá bài tẩy. Đánh cuộc Lâm Nhã Cầm, phải bỏ ra giá lớn hơn. Như thế đánh cuộc, nguy hiểm quả thật đặc biệt to lớn. Một cái không tốt, thì phải rơi được bị Thiên Vũ Yêu giết kết quả, nhưng là, dù vậy, Diệp Thần vậy vẫn là phải đánh cuộc. Hắn cố nhiên đi sát đạo, nhưng là đối diện nguy cơ, chỉ sẽ không so bình tĩnh. Con đường võ đạo, nếu không phải sẽ cân nhắc thiệt hơn, chỉ sẽ chết nhanh hơn. Hắn tình nguyện bởi vì mình đánh cuộc thua, bởi vì mình quyết định mà chết, cũng không phải đem tánh mạng giao đến trên tay người khác, để cho người khác tới nắm trong tay mình sống chết. Coi như phải chết, hắn cũng phải bởi vì mình ý chí mà chết. Vận mạng hắn, chỉ có mình có thể nắm trong tay, người bất kỳ đều không cách nào can thiệp. Cái này, chính là Diệp Thần ngạo. Lúc này Lâm Nhã Cầm mặc dù hận được cắn răng nghiến lợi, nhưng mà, nàng nhưng không dừng lại được. Nàng cầm trường kiếm hai tay, bắt đầu run rẩy, hơi thở vậy rung chuyển, lấy nàng trạng thái bây giờ, thi triển kinh khủng như vậy nhất kích, vốn là hết sức miễn cưỡng, nếu như lại không chém ra một kiếm này, nàng đều phải điều khiển không ở vậy cuồng bạo năng lượng, bị kiếm của mình mang cắn nuốt. Nhưng mà, lúc này Thiên Vũ Yêu, đã hoàn toàn sương mù hóa, trước kia kiếm mang từ trên người xuyên thủng mà qua. Thiên Vũ Yêu quỷ dị kia tiếng kêu lạ, ở nơi này thiên dẫn ven núi đáy vực quanh quẩn, tựa hồ là đang cười nhạo Lâm Nhã Cầm, nó không có giải trừ sương mù hóa, cứ như vậy qua lại trôi giạt. Nó không phải người ngu, nhìn ra được Lâm Nhã Cầm một kiếm này muốn không cầm được, nó cũng biết Lâm Nhã Cầm chém ra một kiếm này sau đó, liền muốn bắt đầu yếu ớt, khi đó chính là mình xoay ngược lại cục diện thời khắc. A! À, Lâm Nhã Cầm hét lớn một tiếng. Hay là đem một kiếm này chém ra, cho dù Thiên Vũ Yêu sương mù hóa, một kiếm kinh khủng như vậy nhiều ít vẫn có thể tạo thành một ít tổn thương. Thiêu đốt huyết quang hóa thành phi hồng, nhắm thẳng vào Thiên Vũ Yêu, huyết quang ngay tức thì xuyên thủng Thiên Vũ Yêu biến thành mây mù, vậy sương mù hóa Thiên Vũ Yêu, lại là phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Thiên Vũ Yêu biến thành vậy đoàn sương mù dày đặc bên trên, toát ra đằng đằng huyết diễm, lại thiêu đốt. Mặc dù máu kia diễm rất nhanh liền dập tắt, nhưng là, làm Thiên Vũ Yêu hiện ra thân hình lúc đó, trên mình vậy bất chấp tia luồng khói xanh, nám đen một phiến, hiển nhiên mới vừa rồi kinh khủng kia một kiếm uy lực, vẫn là thương tổn tới Thiên Vũ Yêu. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, xem ra sương mù hóa thần thông cũng không phải vạn năng. Mà lúc này, Thiên Vũ Yêu nhìn nám đen thân thể, nhưng là ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hét giận dữ, toàn thân ra đốt trọi, cực kỳ thống khổ. Nó một song long mâu sắc bén lớn thả, sắc mặt vô cùng dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nhã Cầm, lúc này Lâm Nhã Cầm khí tức trên người, đã bắt đầu suy yếu. Thiên Vũ Yêu mặt hiện cười nhạt, cái này loài người đáng chết, lại dám để cho mình như vậy đau đớn. Nó nhất định phải đem loài người này toàn thân bóp vỡ, lại bỏ vào trong miệng, miễn cưỡng nhai thành thịt nát. Thiên Vũ Yêu thân hình động một cái, liền hướng Lâm Nhã Cầm đi tới. Mà Diệp Thần, nhìn Lâm Nhã Cầm cũng không khỏi được có chút khẩn trương, nếu như Lâm Nhã Cầm không có những hậu thủ khác mà nói, không chỉ là Lâm Nhã Cầm phải chết, liền hắn cũng sẽ chết à. Sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, hơi thở suy nhược Lâm Nhã Cầm, mắt đẹp nhìn trời sương mù yêu đi tới bóng người, nhưng vẫn duy trì bình tĩnh. Sau đó, Lâm Nhã Cầm lại là than thở một tiếng, nhìn trời sương mù yêu hai tròng mắt, chợt lóng lánh dậy một hồi chói lọi. Lâm Nhã Cầm tay trắng động một cái, một tấm màu máu đỏ phù lục, xuất hiện ở nàng hai ngón tay bây giờ, nàng kẹp cái này cái lá bùa, sau một hồi trầm mặc, bỗng nhiên quát lên. Sát thần ấn, rõ ràng. Tiếng nói vừa dứt, nàng đem vậy lá bùa, chợt vỗ vào mình ngực, cái này lá bùa bên trên, lại là bốc lên một cổ huyết diễm, tự cháy đứng lên. Diệp Thần híp đôi mắt một cái,
thấy rõ ràng, lá bùa tự cháy đồng thời, Lâm Nhã cầm ngực một đạo màu máu dấu vết, lại là ánh sáng lớn thả, đồng thời dần dần tan rã đứng lên. Mà theo màu máu còn dấu tan rã, Lâm Nhã cầm hai tròng mắt, ngay tức thì hóa là đỏ tươi vẻ, còn người bên trong, tựa hồ còn lóe lên vô số phù văn. Nguyên bản suy yếu đi xuống hơi thở, lại là nhanh chóng cao tăng. Cao tăng được, còn không phải là một chút xíu, lại là thành bội tăng trưởng. Diệp Thần thấy vậy, mặt hiện mừng rỡ vẻ, quả nhiên, Lâm Nhã Cầm còn có hậu thủ. Hắn, đánh cuộc đúng. Mà lúc này, Lâm Nhã Cầm lại là đem che mặt lụa trắng xé ra, thấy Lâm Nhã Cầm hình dáng, liền liền Diệp Thần, cũng là không khỏi được hơi thất thần. Đẹp, sát ý đẹp, coi như là chư thiên thần ma, vậy sẽ là Lâm Nhã Cầm dung mạo nơi ái mộ chứ. Lại phối hợp vậy vô cùng là chọc giận, cao gầy gầy nhỏ. Nhưng lại hiện ra hết đầy đặn vóc người, đơn giản là người đàn ông khắc tinh, đối phó người đàn ông trung cực sát khí à. Như và Hạ Nhược Tuyết, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh các người so sánh, cũng là không phân cao thấp. Cũng khó trách, Lâm Nhã Cầm luôn là mang cái khăn che mặt, như vậy dung nhan tùy ý hiển lộ nói, đi tới chỗ nào cũng là muốn đưa tới hỗn loạn. Thậm chí, Lâm Nhã Cầm vậy sát thần vậy lạnh như băng khí chất, người hấp dẫn hơn nữa. Dẫu sao, càng ưu việt cô gái, càng có thể kích thích người đàn ông chinh phục nàng dục vọng, đặc biệt là Lâm Nhã Cầm cái này loại băng sơn người đẹp. Để cho thế gian người đàn ông, cũng muốn leo trên đó. Nhưng là, Lâm Nhã Cầm vậy mặt tuyệt mỹ bàng bên trên, lại là hiển lộ ra một cổ cùng nàng dung mạo hoàn toàn ngược lại cuồng bạo vẻ. Trong miệng, lại là phát ra giống như dã thú tiếng gầm gừ. Diệp Thần hai tròng mắt bên trong. Thoáng qua một vẻ vui mừng nói, cuồng hóa. Nếu như Lâm Nhã Cầm thật cuồng hóa, dĩ nhiên là tốt nhất biết bao, cuồng hóa là sẽ mất lý trí, như vậy há chẳng phải là dễ dàng hơn hắn ra tay đánh lén. Phong Thanh Dương cười nói, thằng nhóc, người vận khí rất tốt, đây không phải là cuồng hóa, loại bí pháp này uy lực, không phải cuồng hóa có thể so sánh được. Không phải cuồng hóa. Diệp Thần nghe vậy, có chút thất lạc, không phải cuồng hóa. Vậy còn có cái gì vận khí không tệ? Phong Thanh Dương tiếp tục nói, nó không phải cuồng hóa, so với cuồng hóa hơn nữa có thể chết người, tác dụng phụ cũng lớn hơn. Cô gái này tu luyện công phết thù, hơn nữa lúc mới sinh ra hẳn mang theo một cổ tiên thiên sát khí, nàng nơi công pháp tu hành, chính là lợi dụng cái này tiên thiên sát khí, có thể nói đối với nàng mà nói, lại không quá thích hợp. Nhưng đồng thời, môn công pháp này, cũng đem tiên thiên sát khí lực lượng, bộ phận phong ấn, dẫu sao, tiên thiên sát khí mặc dù cực mạnh, nhưng uy lực cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận, hoàn toàn bùng nổ nói, là rất dễ dàng để cho người sử dụng bị tâm ma cắn nuốt. Cô gái này, mới vừa chính là mở ra một đạo phong ấn. Diệp Thần nghe vậy, hơn nữa mừng rỡ, nếu như phổ thông cuồng hóa, có lẽ còn có khôi phục chấn định biện pháp, nhưng cái này tiên thiên sát khí rõ ràng thả mang tới tác dụng phụ, hiển nhiên là không có tốt như vậy chân áp. Một cái mất lý trí Lâm Nhã Cầm, lại là trọng thương trạng thái, không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn đối phó. Diệp Thần khóe miệng không khỏi nâng lên một nụ cười châm biếm, tiếp theo, chỉ cần cùng Lâm Nhã Cầm cùng Thiên Vũ Yêu đại chiến, đến lưỡng bại câu thương lúc đó, mình tìm lại cơ hội sẽ xuất thủ chính là. Lâm Nhã Cầm, quả thật rất đẹp, nhưng là hiện tại cũng không phải là thương hương tiếc ngọc thời điểm. Tháo ra sát thần ấn Lâm Nhã Cầm, bề mặt bên trên. Lại là hiện lên một tầng hừng hực thiêu đốt huyết diễm, chuôi này khiết trắng trường kiếm, vậy biến thành huyết diễm kiếm. Mà vậy mặt tuyệt mỹ bàng bên trên, vậy hiện ra đạo đạo đường vân, nàng điên cuồng gào thét, huyết mâu bên trong, chỉ còn lại đậm đà sát ý, phải đem trong mắt hết thảy vật còn sống, cũng tiêu diệt hầu như không còn. Thiên Vũ Yêu bị Lâm Nhã Cầm hơi thở áp chế, lại là không nhịn được lùi lại một bước. Lâm Nhã Cầm thân hình thoát một cái. Trong thoáng qua đã xuất hiện tại Thiên Vũ Yêu sau lưng, hai tay cầm huyết diễm trường kiếm, giơ cao khỏi đầu, toàn lực chém xuống, huyết diễm bùng nổ, ngay tức thì đem hư không cũng đốt được mất đi. Tháo ra sát thần ấn sau Lâm Nhã Cầm, lại là mơ hồ có nhập ma dấu hiệu, ra tay bây giờ, chỉ cầu giết địch, hoàn toàn không để ý tự thân. Vậy Thiên Vũ Yêu đôi mắt trợn tròn, lại là hiện ra vẻ hoảng sợ, thân hình động một cái, lại là không có trực tiếp sương mù hóa. Mà là hướng một bên né tránh đi, đồng thời cuồn cuộn thiên sương mù hội tụ sau lưng,
ngăn cản hướng Lâm Nhã Cầm chém ra huyết diễm kiếm mang. Ầm một tiếng vang thật lớn, nồng nặc kia thiên sương mù bị chém được tứ tán bốc hơi, mà Thiên Vũ Yêu nhưng là bắt được cái này ngay lập tức cơ hội, thi triển sương mù hóa thần thông, ở huyết diễm phủ xuống một khắc trước, thân hình đạm bạc, hóa là một hồi sương mù. Nhưng là, dù vậy, Thiên Vũ Yêu vẫn bị vậy sương mù đốt được một hồi kêu to, mà Lâm Nhã Cầm một kiếm đánh ra sau này, lại là hoàn toàn không để ý thân thể gánh vác, liền chốc lát dừng lại cũng không có, lần nữa nhắc tới trường kiếm, tiếp tục chém xuống. Nàng lại là bất kể cái này Thiên Vũ Yêu phải chăng sương mù hóa, không để ý hết thảy tiến hành công kích. Huyết diễm ngút trời, giống như biển máu bên trong chìm nổi ma long, mang khí tức hủy diệt lần nữa từ Thiên Vũ Yêu biến thành sương mù bên trong, xuyên thủng mà qua. Thiên Vũ Yêu lại là một hồi kêu thảm thiết, mà lúc này, cái này yêu vật vậy phát động tàn nhẫn tới, lại là trực tiếp hiện ra thân hình, lúc này nó, cả người hơn nữa nám đen, thậm chí bắp thịt đều bị đốt được có chút héo rút. Nó mắt rồng lồi ra hốc mắt, thụ mục bên trong, là vô cùng hận ý. Yêu vật từ trước đến giờ cũng là tàn bạo, cái này Thiên Vũ Yêu liên tục bị đốt hai lần, lại cũng nếu không cố hết thảy công kích, cùng Lâm Nhã Cầm liều mạng. Diệp Thần thấy vậy, âm thầm khen ngợi, Thiên Vũ Yêu cùng Lâm Nhã Cầm càng lẫn nhau tổn thương, mình phần thắng, lại càng cao. Nhưng đồng thời, hắn ánh mắt, cũng có chút lóe lên không chừng đứng lên, Lâm Nhã Cầm nữ nhân này thật đúng là khủng bố. Hắn hôm nay, vậy đụng phải không thiếu đối thủ, liền đem hắn cơ hồ giết chết, cũng có không thiếu, nhưng là, xem Lâm Nhã Cầm như vậy điên cuồng, cố chấp, thực lực cường hãn, lại có rất nhiều hậu thủ, chiến lực nghịch thiên kẻ địch, còn thật không nhiều. Trừ cái đó Thiên Hàn Sơn thiếu nữ khăn che mặt, liền ra hai kiếm Lâm Nhã Cầm, mặc dù vẫn còn ở điên cuồng hét lên, còn muốn giơ kiếm đánh tới, nhưng là nàng hai cánh tay, nhưng đã làm trọng thương. Máu bắn tung phiêu vũ, hiển nhiên, thân thể có chút siêu gánh vác. Thiên Vũ Yêu đôi mắt sáng lên, sao sẽ bỏ qua cho báo thù tốt cơ hội, lúc này điên cuồng hét lên một tiếng, màu đen móng to bên trên thiên sương mù ngưng tụ, hung hăng hướng Lâm Nhã Cầm một chảo đi. Ai biết, đối mặt chộp tới móng to, Lâm Nhã Cầm lại là dĩ nhiên không sợ. Nàng cả người huyết diễm đằng đằng. Đồng thời trên mình một kiện hộ thân thần khí tản mát ra một tia sáng trắng đem nàng quanh thân bảo vệ, liền giơ trường kiếm, không lùi mà tiến tới, liền người mang kiếm hóa thành một đạo màu máu cầu vòng hướng vậy đen nhánh móng to chém tới. Ầm một tiếng vang thật lớn. Lâm Nhã Cầm thân thể, bị Thiên Vũ Yêu chụp được bay ngược, đụng vào trên vách đá, đem vách đá đập ra một cái to lớn vô cùng trong cái hố sâu, đồng thời nàng bụng máu tươi cuồn cuộn. Lại là bị Thiên Vũ Yêu đen nhánh móng nhọn chảo mang xuyên thủng. Bị thương không nhẹ, nhưng Thiên Vũ Yêu nhưng là phát ra một tiếng kịch liệt kêu thảm thiết. Vậy một đôi nhìn như vô địch, cứng rắn vô cùng móng nhọn, lại là bị Lâm Nhã Cầm trực tiếp chém ra một cái lỗ thủng to. Không chỉ có như vậy, vô cùng huyết diễm phảng phất phụ cốt chi thư vậy, dính ở móng to bên trên hừng hực cháy. Ngọn lửa này một khi dính lên, cho dù Thiên Vũ Yêu kịp thời sương mù hóa, nhưng vẫn không cách nào tiêu diệt, trực tiếp đem Thiên Vũ Yêu một cánh tay, hoàn toàn đốt thành bụi bẩm, mới dần dần tiêu tán ở trong không khí. Mà bị đốt nhưng một cánh tay Thiên Vũ Yêu, hơi thở điên cuồng suy yếu, thân hình ở sương mù bên trong, cũng là chợt ẩn chợt hiện, tựa như trong nháy mắt, liền sương mù hóa đều không thể thật tốt duy trì. Lúc này Lâm Nhã Cầm, mặc dù vậy đã bị thương, nhưng giống như là không biết đau đớn vậy, trực tiếp từ trong cái hố sâu bên trong nhảy lên, tay cầm huyết diễm trường kiếm, hướng về phía Thiên Vũ Yêu chém điên cuồng đi, trong miệng còn không ngừng gào thét. Chết, chết, chết! Cho dù Thiên Vũ Yêu không ngừng né tránh chạy trốn, nhưng vẫn bị Lâm Nhã Cầm giết được kêu thảm thiết liền liền, sương mù hóa thần thông không cách nào hoàn toàn thi triển sau này, cho dù là sương mù hóa trạng thái, Thiên Vũ Yêu thừa bị thương, vậy tăng cao không thiếu. Lâm Nhã Cầm chém liên tục mấy chục kiếm sau đó, vậy Thiên Vũ Yêu biến thành sương mù ảnh cuồng tránh mấy cái, rốt cuộc không cách nào duy trì nữa sương mù hóa hình trạng thái, hiện ra nguyên thân, đột nhiên ngã quỵ trên đất, trên người bốc lên khói xanh, liền bắp thịt đều bị đốt tồi tệ, cả người hơi thở như có như không, lại là đã rơi vào trọng thương sắp chết. Mà Lâm Nhã Cầm cũng là thân hình một cái lay động, cả người huyết diễm lúc sáng lúc tối, tựa hồ cũng có tắt dấu hiệu, hiển nhiên. Nàng thân thể cũng phải đến cực hạn. Nhưng là,
cơ hồ thì phải nhập ma lâm nhã cầm, vẫn còn là gào thét, giết. Sách trường kiếm, chậm rãi hướng Thiên Vũ Yêu đi tới, tựa hồ lúc này trong đầu nàng, chỉ có giết chết Thiên Vũ Yêu cái này một chuyện, không có những thứ khác. Núp ở sương mù bên trong Diệp Thần, trong mắt chợt bộc phát ra một hồi tinh hoa, thú hủ kiếm rơi vào trong tay, dưới chân phong thần hoa phát ra nhàn nhạt thanh quang, quanh thân phong lôi phun trào, thì phải thi triển phong lôi chớp mắt. Hắn biết, hắn cơ hội sẽ đến, rốt cuộc bị hắn đến lúc. Một khắc sau, Diệp Thần thân hình chớp mắt, liền ngay tức thì xuất hiện ở Lâm Nhã Cầm sau lưng, cả người linh lực gấp trăm ngàn lần tốc độ vận chuyển, sát ý gào thét ra, thần thông tất cả đều thi triển. Cả người cự lực bùng nổ, trong tay đen nhánh trên trường kiếm, lóng lánh trình độ cao nhất rét lạnh kiếm mang, hướng về phía Lâm Nhã Cầm ngay đầu chém xuống. Mà lúc này, đưa lưng về phía Diệp Thần Lâm Nhã Cầm, khẽ cúi đầu, xinh đẹp kia khóe miệng, nhưng là dương lên một chút lạnh như băng nụ cười. Không tốt, Diệp tiểu tử, mau tránh. Ngay tại Diệp Thần lấy vì mình thì phải thuận lợi lúc đó, phong thanh dương thanh âm, nhưng chợt ở hắn đầu óc bên trong vang lên. Diệp Thần sắc mặt biến đổi, theo bản năng thì phải thay đổi thân hình, có thể đây là, nguyên bản còn từng bước một đi về phía Thiên Vũ Yêu Lâm Nhã Cầm, lại là quỷ dị xoay người lại, đối mặt với Diệp Thần, vậy hiện đầy màu tím đen đường vân, xinh đẹp yêu dị gương mặt bên trên, hiện ra một cái rét lạnh cực kỳ nụ cười. Nụ cười này, liền Diệp Thần nhìn, đều cảm thấy một chút sợ hãi. Nhưng là, càng làm cho hắn sợ hãi là Lâm Nhã Cầm nhe răng mà cười lúc đó, một viên đan dược, in vào Diệp Thần trong mắt. Lâm Nhã Cầm trong miệng, lại là một mực ngậm một viên thuốc. Hơn nữa viên thuốc này, hiển nhiên không phải đan dược thông thường, thậm chí không phải thánh dược. Mà là một quả chân chính thần dược à. Liền liền luân hồi mộ địa bên trong vẫn không có động tĩnh thương cổ y thần mộ bia, vậy phát ra một tiếng cực kỳ thanh âm cổ quái. Cô gái nhỏ này, có chút cổ quái. Đan dược này không phải lão phu ngàn năm trước luyện chế thất bại đan dược sao? Làm sao sẽ rơi vào trong tay của nàng? Kỳ quái! Diệp Thần nghe được thương cổ y thần thanh âm, vội vàng nói, tiền bối, nếu là ngươi luyện chế đan dược, ngươi là có nên hay không ra tay? Nhưng mà thương cổ y thần nghe được câu này, hừ lạnh một tiếng, cửa này lão phu chuyện gì, người có bản lãnh đi thần quốc hỏi thăm một chút, lão phu là nổi danh thấy chết mà không cứu. Cứu ngươi, không có hứng thú. Thương cổ y thần vẫn là như vậy cao ngạo. Mà giờ khắc này Lâm Nhã Cầm mắt đẹp bên trong, điên cuồng và lý trí vẻ thay nhau lóe lên, nàng trước khi sát ý nhập não, điên cuồng mất trí, cũng không phải là giả vờ, nàng biết gắn là không gạt được Diệp Thần. Chỉ là, Diệp Thần cũng không biết Lâm Nhã Cầm, trừ là tu võ thiên tài trở ra, vẫn là một người chiến đấu thiên tài. Lâm Nhã Cầm đang chiến đấu lên, có vô cùng cường đại suy diễn năng lực. Nếu không phải Diệp Thần như vậy biến thái nghịch thiên đến hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường đối đãi người, Lâm Nhã Cầm cơ hồ có thể đem quá trình chiến đấu, hoàn toàn suy diễn ra. Nàng đang mở ra sát thần ấn trước, liền đối với mình cùng Thiên Vũ Yêu chiến đấu. Tiến hành vô cùng chính xác suy diễn, nàng đoán được mình lúc nào sẽ đánh bại Thiên Vũ Yêu, lúc nào sẽ hao hết khí lực, lúc nào Diệp Thần sẽ xuất thủ tập sát mình. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, dẫu sao quá trình chiến đấu bên trong, luôn là tràn đầy bất ngờ, một cái nhỏ xíu sai số, liền có thể đem kết quả hoàn toàn lật đổ. Lâm Nhã Cầm suy diễn, cũng không phải nhất định thành công, cũng có nhất định sai số, nhưng là lần này nàng làm được. Nàng trên căn bản chuẩn xác đem hết thảy cũng dự đoán được, mà Lâm Nhã Cầm dưới lưỡi thường năm qua cũng ngậm một viên thuốc. Năm đó thương cổ y thần luyện chế thất bại trong đó một viên thương cổ định thần đan. Cố nhiên là thất bại vật, vẫn bị ngoài ý người bình thường đạt được. Lại là ở một tràng buổi đấu giá vỗ ra giá trên trời. Bị nàng sư phụ nơi vỗ xuống. Hơn nữa ở 18 tuổi năm ấy, sư phụ đưa cho mình. Nàng biết. Nếu như vạn bất đắc dĩ tháo ra sát thần ấn sau này, mình rất có thể sẽ bị sát ý hoàn toàn chiếm đoạt mà ẩu hỏa nhập ma, cho nên, nàng vẫn luôn ngậm cái này cái có thể tiêu trừ tâm ma nghĩ bậy, khôi phục thần trí, vô cùng quý trọng thần dược. Nàng biết, chân chính sống chết trước mắt, nàng có thể liền lấy ra đan dược cơ hội, cũng không có. Cho nên, nàng liền một mực ngậm, hơn nữa ăn một loại đặc thù dược tề, khiến cho nàng nước miếng có niêm phong dược lực công hiệu.
Mà trước khi bắt đầu chiến đấu, Lâm Nhã Cầm liền lặng lẽ đem một miếng nhỏ thương cổ định thần đan cắn, nuốt vào trong bụng. Nếu như nàng suy diễn không sai, cái này một miếng nhỏ thương cổ định thần đan dược lực tan ra lúc đó, có thể ở Diệp Thần tập sát mình ngay tức thì, khôi phục một chút thần trí, nhiều dễ dàng bị Diệp Thần phát hiện sơ hở. Chỉ cần một chút thần trí, là đủ rồi, một chút để cho nàng đủ để hoàn toàn cắn nát thương cổ định thần đan thần trí. Mà thương cổ định thần đan sau khi ăn vào, nàng sẽ thoát khỏi phong ma vậy trạng thái, tiên thiên sát ý đem lần nữa bị phong ấn. Mà nàng, đem ở phía trước thiên sát ý mang tới lực lượng hoàn toàn biến mất trước, đem toàn bức tâm thần đặt ở đánh chết mình Diệp Thần trên mình. Sắc sắc một tiếng, Lâm Nhã Cầm đem hàm răng bây giờ ngậm viên đan dược kia, hoàn toàn cắn nát, nuốt vào trong bụng. Đúng viên sức thuốc tan ra, Lâm Nhã Cầm mắt đẹp bên trong, điên cuồng ý nhanh chóng biến mất, lần nữa lóe lên liền lý trí chói lọi. Nàng nhìn tựa hồ có phát giác, muốn tránh né Diệp Thần, cười lạnh nói. Ha ha, bây giờ muốn chạy, chưa thấy được đã quá muộn sao? Dứt lời, nàng nghiêm túc quát một tiếng, chợt ngẩng đầu lên, đem trường kiếm giống như là phi kiếm vậy ném ra, trong tay vẫn thiêu đốt huyết diễm trường kiếm, rời tay bay ra, giống như viên đạn vậy hướng Diệp Thần tim bắn nhanh đi. Diệp Thần sắc mặt cuồng biến, lại là cảm thấy một chút hơi thở tử vong, khoảng cách gần như vậy dưới, né tránh đã là hoàn toàn không thể nào. Hắn điên cuồng hét lên, đem còn dư lại tất cả linh lực kích hoạt xích trần thần mạch. Đồng thời, trong tay thú hủ kiếm hướng về phía chuôi phi kiếm này điên cuồng chém tới. Dị biến nổi lên, Diệp Thần trong cơ thể vô số điều kim long lại đang trước người hắn hiển hóa ra. Vậy ở càn khôn sát vực bên trong vào bên trong cơ thể khí vận kim long. Ầm một tiếng, một chuôi đen nhánh trường kiếm ở trên trời lật qua lật lại, cắm ở trên mặt đất, Diệp Thần trong tay thú hủ kiếm lại rời tay bay ra. Mà ngăn ở chuôi này huyết diễm trường kiếm trước khi kim long, cũng là ngay tức thì hóa là nghiền, Diệp Thần sắc mặt bỗng nhiên động lại, phốc thử một tiếng, nện xuống đất. Nếu như đổi thành người khác, sớm liền trực tiếp hóa thành hư vô. Cũng may thời khắc mấu chốt, xích trần thần mạch và càn khôn sát vực hấp thu kim long hư ảnh xuất hiện. Lâm Nhã Cầm phun ra búng máu tươi lớn, hơi thở vậy nhanh chóng yếu bớt, cả người huyết diễm hoàn toàn tiêu tán, nhưng là nàng ngưng mắt nhìn hấp hối Diệp Thần, mắt đẹp bên trong, nhưng là sâu đậm kinh hãi. Cái này kinh hãi thậm chí biến thành sợ hãi. Như vậy nhất kích đều không chết. Cái này người thanh niên rốt cuộc lai lịch ra sao? Những cái kia kim long là thứ gì? Người này ở linh võ đại lục tu luyện, tài nguyên xa không bằng thần quốc. Nếu là ở thần quốc, như vậy người thanh niên tồn tại tuyệt đối có thể uy hiếp nàng. Cũng may, thanh niên này chỉ là tinh khiếu cảnh, hơn nữa đã làm trọng thương. Nếu như mới vừa rồi trễ nữa dù là một giây, nàng cũng không có đem cầm một kích này có thể thiệt hại nặng Diệp Thần. Nhưng hiện tại, nàng biết thắng là mình. Lâm Nhã Cầm lúc này thương thế, thật ra thì đã vô cùng nghiêm trọng, thậm chí liền động một cái, cũng không có so đau đớn, nhưng là, nàng vẫn là kéo thân thể trọng thương, hướng Diệp Thần từng bước một đi tới. Diệp Thần hiện tại, ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Hắn tầm mắt mơ hồ, trong phảng phất thấy một cô gái bóng người, đang hướng mình đi tới, nhiệt độ chung quanh đang nhanh chóng hạ xuống, hắn cảm thấy rất lạnh, vô cùng được lạnh. Diệp Thần gương mặt bên trên, lộ ra một nụ cười khổ, đây chính là cảm giác tử vong sao. Không nghĩ tới, hắn lại thua ở như thế cái điên tay của nữ nhân lên. Bất quá, Diệp Thần cảm giác được mình chết ở Lâm Nhã Cầm trong tay, cũng không coi là quá oan đi. Nữ nhân này chân thực quá biến thái. Nàng điên cuồng, nàng mạnh mẽ, nàng chấp niệm, đều đã đủ để cho Diệp Thần động dung, cơ hồ là Diệp Thần đời người mới thấy. Trừ cái này ra, nữ nhân này lại vẫn bình tĩnh đến liền làm người ta giận sôi bước, tâm cơ thâm trầm làm cho người khác sợ hãi. Đây cũng là thần quốc thiên tài chân chính sao? Diệp Thần mặc dù không biết Lâm Nhã Cầm cụ thể là làm sao làm được, nhưng là cũng có thể đoán ra đại khái, liền liền hắn cũng không thể không bội phục Lâm Nhã Cầm tự tin cùng tính táo. Lâm Nhã Cầm lúc này vậy đang nhìn Diệp Thần, trong lòng nàng, giống vậy đối với Diệp Thần dâng lên một chút kinh ý. Không nói khác, chính là Diệp Thần ngạo, Diệp Thần đem mình vận mệnh nắm ở trong tay mình thái độ, liền đủ để cho nàng tôn kính. Đổi thành người bình thường,
cho dù là nửa bước thái hư tồn tại, giao dịch đất chỗ mà nói, sợ rằng cũng đã sớm hướng mình cầu xin tha thứ chứ. Nhưng mà, Diệp Thần đến cuối cùng nghĩ vẫn là như thế nào lật bàn. Mặc dù, trước mắt nam tử chẳng qua là một người tinh khiếu tồn tại, nhưng là, Lâm Nhã Cầm nhưng cho rằng, hắn là một người mạnh mẽ lại đáng tôn kính đối thủ. Lâm Nhã Cầm đi tới Diệp Thần trước mặt, không để ý đã mình đầy thương tích kinh mạch gánh vác, cưỡng ép vận chuyển trong cơ thể sau cùng linh lực, một đóa huyết diễm hiện lên ở tay trắng bên trong, huyết diễm chung quanh hư không, lại ngay tức thì bị đốt thành hư không, vô cùng kinh khủng. Lấy Diệp Thần trạng thái bây giờ, cho dù sinh mệnh lực của hắn nghịch thiên, nếu là bị máu lửa này rơi vào trên mình, chỉ sợ cũng chỉ có thể rơi được hình thần câu diệt kết quả. Có thể nhưng vào lúc này, Lâm Nhã Cầm mặt đẹp bên trên, thần sắc biến, trong tay huyết diễm, vậy lập tức lúc sáng lúc tối đứng lên. Cho tới nay giống như vạn cổ không thay đổi cực hàn băng núi giống vậy Lâm Nhã Cầm, lại hiện ra vô cùng là thần sắc kinh hoàng. Đây là, phong thanh dương thanh âm ở Diệp Thần đầu óc bên trong vang lên, tiểu tử. Có cổ quái. Nguyên bản ý thức đều phải tiêu tán Diệp Thần, chợt giật mình một cái, ánh mắt lần nữa ngưng tụ, nhìn về phía trước mặt Lâm Nhã Cầm. Chỉ gặp Lâm Nhã Cầm sắc mặt âm trầm, hét lớn một tiếng, chợt cầm trong tay huyết diễm, hướng Diệp Thần đánh tới. Ngay tại huyết diễm sắp đụng vào Diệp Thần trên đầu lúc đó, âm cả người nổ vang, vậy đoàn huyết diễm, lại cũng duy trì không ở, bạo tán ra. Mà Lâm Nhã Cầm khạc ra một ngụm máu tươi sau đó, lại là phát ra một tiếng thét điên cuồng, mắt đẹp lần nữa hóa là một phiến đỏ thẫm vẻ, không lý trí chút nào dáng vẻ. Diệp Thần có chút ngây ngốc nhìn trước mắt một màn, đây là thế nào? Nữ nhân này, không phải mới vừa khôi phục thần trí sao? Làm sao lại biến thành cái này sắp nhập ma trạng thái? Đây là, Phong Thanh Dương trầm giọng nói, thằng nhóc, nàng nhập ma. Nhập ma, nàng mới vừa rồi, không phải khôi phục thần trí liền sao? Hiển nhiên, nàng đánh giá thấp vậy trước thiên sát khí khủng bố, bất quá, nàng đổ chưa tính là hoàn toàn nhập ma. Nếu như ta đoán không lầm. Còn không cùng Phong Thanh Dương nói xong, Lâm Nhã Cầm lại là đôi giơ tay lên một cái, đem cả người quần áo xé thành nghiền. Diệp Thần sững sốt một chút, ánh mắt nhỏ tránh nhìn chăm chú cảnh đẹp trước mắt. Vậy cái giống như bạch ngọc, đẹp tính cảm thấy cực hạn thân thể, cứ như vậy bại lộ ở trong không khí. Bại lộ ở Diệp Thần trước mắt. Hắn đôi mắt híp lại, vậy trắng nõn như nõn nà giống vậy da thịt bên trên sáng bóng, có chút chói mắt. Mặc dù, hắn trong lòng cực hận cái này điên cuồng người phụ nữ, nhưng là, còn chưa do được nuốt ngụm nước miếng, không thể không nói, thân thể này chân thực quá động lòng người. Phong Thanh Dương cười ha ha một tiếng nói, thằng nhóc, coi là người vận khí tốt, nữ nhân này nhập ma sau đó, nhất định phải đem đáy lòng một mực kiềm chế, bài xích tâm trạng bộc phát ra, mới có thể vượt qua một kiếp này. Mà đây vị băng sơn nữ thần nhất kháng cự, vừa vặn chính là tình dục. Sợ rằng ngươi là thế gian duy nhất một thấy nàng thân thể người đàn ông. Diệp Thần mới vừa muốn nói cái gì, liền phát hiện Lâm Nhã Cầm ngã xuống mình bên người. Mà hắn coi như muốn làm cái gì, vậy không gánh nổi thân thể cực hạn, đã hôn mê. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mở mắt ra. Khi phát hiện bên người trọng thương thêm thẳng thắn gặp nhau cô gái. Hắn cười lạnh một tiếng. Diệp Thần ngược lại là không có chiếm tiện nghi dự định. Nếu như bản thân có động tác, đối phương tất nhiên sẽ phát hiện. Diệp Thần từ dưới đất nhặt lên một quả lệnh bài, đó là Lâm Nhã Cầm ở Thần Huyền Tông tượng trưng thân phận, trên đó viết Lâm Nhã Cầm tên chữ. Lâm Nhã Cầm sao? Diệp Thần lẩm bẩm một câu, nhìn Lâm Nhã Cầm ánh mắt, dần dần băng lạnh xuống. Hắn năm ngón tay nắm chặt. Thú hủ kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay, vừa định chém xuống, một đạo đỏ thẫm ánh sáng lại trùm lên Lâm Nhã Cầm trên mình. Phong Thanh Dương mở miệng nói, đồ nhi, xem ra có đại năng ở Lâm Nhã Cầm trên mình bảo vệ một đạo máu tươi lực, người bây giờ muốn giết, không quá có thể. Bất quá, nàng thành tựu thánh nữ, bị ngươi thấy hết hết thảy, sợ rằng cũng không chịu nổi. Ta đã mơ hồ đoán được cô gái này thân phận. Cái đầu tiên thấy cô gái này thân thể người, đối với nàng vậy phong ấn mà nói, rất mơ hồ. Diệp Thần có chút không rõ ràng, sư tôn, người rốt cuộc là ý gì? Thiên cơ bất khả lậu, Phong Thanh Dương nhàn nhạt nói. Sau hồi lâu, Diệp Thần than thở một tiếng,
buông xuống trường kiếm trong tay, đồng thời lấy ra một bộ quần áo, khoác ở Lâm Nhã Cầm trên mình, nhàn nhạt nói ta kêu Diệp Thần, nhớ ta tên chữ. Phong Thanh Dương cười trêu nói, thằng nhóc, ngươi liền không sợ. Lấy nữ nhân này thực lực, tương lai có thể sẽ cho ngươi tạo thành phiền toái không nhỏ nha. Diệp Thần thờ ơ cười một tiếng, trong mắt cực kỳ kiên định nói, à. Phải không, chỉ cần ta so nàng mạnh, phiền toái cũng sẽ không coi là phiền toái. Phong Thanh Dương cười to nói, ha ha ha, không tệ, ngươi nghĩ ngược lại là rất rõ ràng mà, tiểu tử cầm Thiên Vũ yêu thi thể thu đi, sau đó đi sương mù dày đặc chỗ sâu đi tới, nơi đó chắc là đi thông chân chính luân hồi huyền bi cất giấu chi địa. Tìm được người bảo vệ sau đó, nơi đó cổng vào, liền sẽ đóng cửa. Diệp Thần gật đầu một cái, thần sắc có chút hưng phấn, vậy sương mù hóa thần thông hắn có thể thấy thèm đã lâu. Lúc này, hắn đi tới Thiên Vũ yêu thi thể trước, vung tay lên, liền đem đúng cổ thi thể bỏ vào trong túi, sau đó căn cứ Phong Thanh Dương chỉ thị, hướng biển sương mù chỗ sâu đi tới. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một cái ánh sáng màu trắng động, vượt qua cái này quang động, thì có thể đến truyền thừa sở tại. Một nơi có Thiên Vũ yêu bảo vệ truyền thừa, không khỏi cũng để cho Diệp Thần sinh ra mong đợi. Hắn cuối cùng quay đầu, nhìn một cái đã bị sương mù dày đặc che đỡ Lâm Nhã Cầm, lắc đầu một cái, xoay người bước, bước chân vào màu trắng kia quang động bên trong. Mà ở Diệp Thần tiến vào quang động ngay tức thì, cái này ánh sáng màu trắng động vậy hoàn toàn mất đi không có để lại một chút dấu vết. Một khắc sau, thiên địa xoay tròn, Diệp Thần cảm thấy một hồi hơi choáng váng sau đó, lại mở mắt lúc liền xuất hiện ở một phiến trong cung điện. Mà ở cung điện chung quanh, chính là trắng ngần mây trắng. Không phải sương mù, mà là chân tránh mây trắng. Cái này phiến toàn thân cũng không biết tên không có xây xong cung điện, lại trôi lơ lửng ở trên không biển mây bên trong. Diệp Thần nhìn lướt qua bốn phía, mơ hồ cảm giác ở cung điện chỗ sâu, truyền đến một cổ khí tức vô hình. Hắn ánh mắt đông lại một cái, lại không có lập tức liền hướng cung điện chỗ sâu đi tới, mà là đối với Phong Thanh Dương hỏi, sư tôn, ta ở cái này trong cung điện, có thể đợi thời gian bao lâu? Phong Thanh Dương trầm ngâm chốc lát sau đó, đáp không xác thực định. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn tính toán và linh vận một năm ước hẹn, bất quá dưới mắt xem ra, hắn không xác thực định có thể hay không gặp phải. Chỉ có thể ngồi xếp bằng xuống bắt đầu chữa thương, hắn chi cho nên trực tiếp tiến vào cái này truyền thừa chi địa, chủ yếu là vì tránh Lâm Nhã Cầm. Hiện tại nếu phải tiếp nhận cái này lai lịch bất phàm truyền thừa, dĩ nhiên trước phải khôi phục thực lực, để ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Nửa ngày sau, Diệp Thần mở ra đôi mắt, trong con ngươi tử mang bạo tránh, trên gương mặt hiện lên vẻ mỉm cười, lấy hắn kinh khủng kia sinh mệnh lực, cho dù trước đã trọng thương sắp chết, hiện tại cũng đã hoàn toàn khôi phục. Hắn đứng dậy, hướng cung điện chỗ sâu đi tới. Rất nhanh, hắn liền đi tới một miếng cao lớn xích kim trước cửa. Diệp Thần ngưng mắt nhìn trước mắt cửa, hai cánh tay động một cái, cả người cự lực bùng nổ, liền đem cửa này hoàn toàn đẩy ra. Mà đang ở cửa mở ra ngay tức thì, một đạo vô cùng cường hãn thần niệm, tràn vào Diệp Thần đầu óc bên trong. Diệp Thần cả kinh, vừa định muốn chống cự, Phong Thanh Dương thanh âm liền ở trong đầu vang lên nói, thằng nhóc, đừng chống cự, đây là vậy bảo vệ luân hồi huyền bi người lưu lại truyền thừa. Diệp Thần hơi do dự một chút. Vẫn là buông ra thần hồn phòng ngự, để cho vậy thần niệm tràn vào thức hải bên trong. Trong phảng phất, ở hắn trước mắt, hiện lên một người tướng mạo vô cùng là anh tuấn, ánh mắt, nhưng luôn là mang một chút sầu bi nam tử bóng người. Nam kia tử nhìn Diệp Thần, nhàn nhạt mở miệng nói. Tên ta làm hãnh diện hồn gió, xuất thân thượng cổ, đời 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 bảo vệ khối này luân hồi huyền bi. Hôm nay đem không lâu tại nhân thế. Ta không hy vọng luân hồi huyền bi rơi vào người khác trong tay. Ta một mực chờ đợi. Đất luân hồi, cuối cùng sẽ trở lại lục đạo đứng đầu trong tay. Bây giờ nhìn lại, ta cuối cùng là đến lúc luân hồi mộ chủ. Cái thế giới này, đã khuôn mặt khác hoàn toàn. Những người đó nắm trong tay quy tắc, nắm trong tay người khác sống chết. Bọn họ tự xưng là thần, nhưng không biết, thần vốn nên thương hại mọi người. Mà không phải là để cho quy tắc gieo họa mọi người. Vô tận luân hồi. Hôm nay gặp lại, đây là Diệp gia lớn may mắn. Diệp Thần hơi ngẩn ra. Hắn lần nữa nghe được Diệp gia.
Cái này Diệp gia tuyệt đối không phải Ninh Ba Diệp gia, càng không phải là Côn Lôn Hư Diệp gia, mà là kinh khủng hơn Diệp gia. Thậm chí có thể cái này Diệp gia sẽ ở đó mở ảo thần quốc. Gia gia bày cục điểm cuối. Ngươi biết ta. Nam kia tử cười một tiếng, tự nhiên biết. Ngươi ánh mắt và vị kia quá giống. Diệp thần có chút bối rối, tiền bối, vị kia kết quả là người phương nào. Người đàn ông kia không nói gì, mà là điểm ngón tay một cái, người ta gặp nhau cũng là minh minh bên trong đã định trước chuyện. Thành tựu quy củ, ta tự nhiên muốn đưa ngươi một đạo đồ. Vũ kỹ và kiếm ý ngươi hẳn không cần. Hiện đem ta tự ngộ hồn rèn thuật, truyền thụ cho ngươi. Dứt lời, vậy chàng trai bóng người, chợt hóa thành một đoàn ánh sáng trắng bạo tán ra, ánh sáng trắng bên trong, là vô số minh văn, trong nháy mắt, liền tràn đầy Diệp thần thức hải, cho dù lấy Diệp thần thần hồn mạnh, cũng là hơi cau mày, cảm thấy một chút thống khổ. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ước chừng ba ngày sau, Diệp thần mới chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Mà lúc này hắn, trong mắt, nhưng tràn đầy khó mà hình dung vẻ mừng rỡ như điên. Hắn trước mắt, là một phiến kiếm biển. Phát. Hoàn toàn phát. Cái này xích cửa kim loại sau đó vô cùng là rộng rãi, trên mặt đất, lại là lít nhít cắm ước chừng mấy chục ngàn cầm, nhìn như luyện chế được vô cùng là sần sùi trường kiếm. Phong Thanh Dương mở miệng nói, cái này ngạo hồn gió, ngược lại cũng thật coi như là một người kỳ tài, bất quá, vậy thật may tiến vào cái này truyền thừa người, là ngươi, đổi thành những người khác nói, coi như là cái đó Lâm Nhã Cầm. Sợ rằng, vậy không cách nào có được cái này truyền thừa. Diệp thần cũng không khỏi tràn đầy khâm phục gật đầu một cái, không nhịn được cười lớn một tiếng nói, được cái này hồn rèn thuật, ngược lại là có thể để cho ta hồn kỹ cường đại hơn. Cái này hồn rèn thuật kết quả là cái gì, lại để cho Diệp thần nói ra như vậy. Đơn giản mà nói, cái này hồn rèn thuật, chính là một loại đem mình thần hồn công kích, nhốt vào dụng cụ chi trung thần thông. Tương tự ngàn binh bảo. Mà vậy cung điện trên mặt đất mấy chục ngàn thanh trường kiếm, thật ra thì cũng không phải chân chánh kiếm khí, mà là khí phôi. Cái gì là khí phôi đâu? Chính là còn không có đi qua hoàn toàn luyện hóa thành hình linh khí, như vậy khí phôi, là dễ dàng nhất dùng để dành thần hồn lực, mà trong đó lại lấy hồn thiết là tài liệu khí phôi, nhất là dùng thích hợp. Hồn thiết cũng là một loại linh tài, bất quá dùng để chế tạo linh khí nói, chỉ thuộc về sơ đẳng linh tài. Bởi vì hồn thiết, mặc dù có thể đối với thần hồn của địch nhân tạo thành một ít ảnh hưởng, bất quá hiệu quả nhưng là cực kỳ bé nhỏ, nhưng hồn thiết bản thân bền bỉ, sắc bén các phương diện, nhưng chỉ có thể cùng hạ đẳng linh tài so sánh. Cứ như vậy, hồn đồ sắt phôi vậy cơ hồ không việc gì thợ rèn sử dụng, dẫu sao, so hồn thiết tính giá cả cao hơn khí phôi, nơi nơi. Nhưng là, cái này mấy chục ngàn chuôi thả ở bên ngoài, người khác có thể phải cũng không muốn hồn đồ sắt phôi. Đối với Diệp thần mà nói liền là chân chánh bảo bối à. Tại sao? Bởi vì, chỉ cần Diệp thần lấy hồn rèn thuật, đem mình thần hồn công kích, nhốt vào hồn thiết bên trong, thành công chế tạo là hồn khí, như vậy, cái này hồn đồ sắt phôi giá trị liền sẽ bay lên vô số lần. Diệp thần thần hồn lực, cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, Diệp thần còn nắm giữ tỏa hồn giết, thiên hồn chấn động, như vậy truyền từ thần quốc hồn kỹ. Nếu như tu luyện đại thành sau đó, lại có máu thần, linh thú máu, thiên ma máu cùng hơi thở gia trì, cùng với đối với thần hồn công kích, có cực lớn gia trì niệm ma thân thể. Có thể tưởng tượng được, Diệp thần chế tạo ra hồn khí, có kinh khủng dường nào. Diệp thần đối mặt địch nhân càng mạnh, hắn liền phát hiện ngàn binh bạo có chút bị giới hạn, lúc này mới để cho thần hỏa học viện Ngô Lão sửa đổi. Hơn nữa. Ngàn binh bạo sau này có thể để cho hắn cần càng nhiều hơn thần khí, chân thần khí thậm chí còn thánh binh mới có thể đối kháng như vậy mạnh hơn tồn tại. Nhưng là loại vũ khí này cuối cùng không nhiều à. Mà ở Diệp thần trước mắt, có nhiều ít chuôi hồn đồ sắt phôi, mấy chục ngàn chuôi. Nếu là Diệp thần có thể đem cái này hồn đồ sắt phôi toàn bộ luyện chế xong thành, cầm đi bán ra cũng hoặc là sử dụng. Chỉ là suy nghĩ một chút, Diệp thần mình đều có chút kinh sợ. Bất quá, nghĩ thì nghĩ, Diệp thần cũng không có lúc này liền bắt đầu luyện chế hồn khí dự định. Hồn khí luyện chế cơ sở yêu cầu, một, là thần hồn phải cường đại dị thường, dựa theo ngạo hồn gió truyền thừa nơi ghi lại, cho dù là lấy thần hồn lực mà xưng thế lực, thái hư tồn tại,
luyện chế hồn khí tỷ lệ thành công, cũng không bằng 3%, thông thường phong môn cường giả, thậm chí có thể đều không đáng 0,01%. Nhưng là, một điểm này, đối với Diệp Thần mà nói, nhưng không quan trọng, niệm ma thân thể là trong truyền thuyết khủng bố thể chất, đối với thần hồn có toàn phương vị tăng lên. Bây giờ Diệp Thần, bất luận là thần hồn tinh độ, cường độ, các phương diện, đều phải vượt qua phong môn cảnh hồn tộc cường giả rất nhiều lần, giữ Diệp Thần phỏng đoán, tự mình luyện chế hồn khí tỷ lệ thành công, mặc dù không có thể đạt tới quá cao, nhưng là 8/9, vẫn có thể bảo đảm. Thứ hai, là chế tạo năng lực, một điểm này cũng không cần phải lo lắng, đi qua Ngô lão chỉ điểm, Diệp Thần ở chế tạo một đạo bên trên, cũng coi là nhập môn, mặc dù vẫn không thể chế tạo cao đẳng thánh binh loại, nhưng là, chế tạo hồn đồ sắt phôi, nhưng là dư sức có thừa. Cuối cùng, chính là hồn kỹ, mặc dù hiện tại, Diệp Thần cũng có thể đem tự nghĩ ra hồn kiếm thuật nhốt vào hồn khí bên trong, nhưng là, hồn kiếm thuật dẫu sao còn không tính là chân chánh hồn kỹ, Diệp Thần cũng không hài lòng. Nếu phải làm, tự nhiên phải làm tốt nhất, đây là Diệp Thần nguyên tắc. Trầm ngâm chốc lát sau đó, Diệp Thần quyết định trước hiểu được từ Mục Giã vậy hai môn hồn kỹ, đem tỏa hồn giết cùng với thiên hồn chấn động hoàn toàn luyện thành, thậm chí dung nhập vào mình năng lực, đối hắn tiến hành cải tiến. Nghĩ đến hồn kỹ đại thành sau đó, luyện chế ra hồn khí có uy lực kinh khủng, Diệp Thần không khỏi có chút nhao nhao muốn thử đứng lên. Bất quá trước lúc này, Diệp Thần còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Hắn lạnh như băng con người đột nhiên rơi vào trung ương chi địa, một nơi tràn ngập phù văn cổ xưa tế đàn. Trên tế đàn, là một khối cổ xưa thê lương bia đá. Luân hồi huyền bi. Diệp Thần hướng vậy luân hồi huyền bi đi tới, trong cung điện vô tận gió lớn phun trào. Gió lớn giống như lưỡi dao sắc bén xé Diệp Thần ra thịt. Diệp Thần hoàn toàn bỏ mặc, bởi vì hắn luân hồi huyết mạch đang sôi trào. Hắn xích trần thần mạch vậy đang sôi trào. Khối thứ hai, luân hồi huyền bi, cuối cùng bị hắn thu hoạch. Chỉ là không biết khối này luân hồi huyền bi lại là như thế nào thuộc tính. Ở Diệp Thần tiến vào truyền thừa chi địa mấy ngày sau đó, Lâm Nhã Cầm rốt cuộc yếu ớt tỉnh lại, nàng thật dài lông mi mao rung một chút, chậm rãi mở ra vậy huyền như tinh thần vậy mắt đẹp bên trong đã khôi phục như cũ lạnh như băng, nhưng lúc này, trừ lạnh như băng ra, còn có mê mang cùng không rõ ràng. Nhưng là rất nhanh, Lâm Nhã Cầm liền nhớ ra rồi, đem phát sinh hết thảy, toàn bộ nhớ ra rồi. Ngay tức thì, vậy phảng phất tác phẩm nghệ thuật giống vậy trắng nõn mặt đẹp bên trên, liền giống như là bị đốt vậy. Đỏ au một phiến. Nàng xấu hổ cực kỳ. Nàng cho tới nay, đều là một cái một lòng tu hành đem tình cảm ném ra sau ót cô gái, thậm chí nàng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua gả loại người vấn đề. Mà hiện tại, mình trong sạch khu, cứ như vậy không giải thích được bị một cái tinh khiếu cảnh tiểu tử thấy hết. Đây đối với nàng mà nói, chính là cực lớn làm nhục. Lấy nàng kiêu ngạo cùng tự ái, như thế nào có thể chịu được được. Nàng lúc này thân hình động một cái, ngay tức thì đứng dậy, có thể Lâm Nhã Cầm ngước mắt nhìn chung quanh, tự nhiên không tìm được Diệp Thần tung tích. Đáng chết, nàng nổi giận mắng, khốn kiếp, ngươi một ngày nào đó, sẽ chết ở ta trong tay. Nếu là bị thần huyền tông đệ tử thấy được, khẳng định khó có thể tưởng tượng, gần đây băng sơn vậy thánh nữ, lại sẽ như vậy thất thố. Mấy hơi thở sau này, Lâm Nhã Cầm mới rốt cục bình tĩnh lại. Xoay người bắt đầu tìm rời đi ngày này dẫn ven núi lối ra. Bất quá, làm nàng chú ý tới mình trên mình Diệp Thần quần áo lúc đó, nhưng không khỏi hơi cau mày. Quanh năm đóng băng nội tâm bên trong, xuất hiện một chút khác thường cảm tình. Nàng mặc dù trầm mặc, nhưng rõ ràng cái đó khó dây dưa vô cùng tinh khiếu cảnh người, buông tham mình. Đồng thời, một cái có chút thanh âm mơ hồ, ở nàng đầu óc bên trong vang vọng. Ta kêu Diệp Thần. Nhớ ta tên chữ. Lâm Nhã Cầm dùng sức lắc đầu một cái, đem trong lòng vậy tơ mình cũng không cách nào hiểu tâm trạng, cưỡng ép chặt đứt, trong mắt, chỉ còn lại có thuần túy sát ý lạnh như băng. Cô gái này bóng người, dần dần biến mất ở sương mù dày đặc bên trong. Mặc dù đáp ứng mọi người bảo đảm không thấp hơn 6 càng, nhưng là tận lực viết nhiều, hôm nay lại là 8 càng, một tuần lễ mới cầu phiếu hàng tháng. Phiếu đề cử nha, chấm than. Cái này gió lớn chi địa, Diệp Thần không biết đi bao lâu,
rốt cuộc đã tới khối kia cổ xưa luân hồi huyền bi trước. Không biết, Diệp Thần trên mình lại là vết máu. Bất quá, bị người nữ kia thánh nữ như vậy đuổi giết, hắn cũng còn sống. Những khí lưu này sát ý tự nhiên không thể để cho hắn như thế nào. Diệp Thần ngưng mắt nhìn trước mắt luân hồi huyền bi, hô hấp nặng nề. Trần bia kích hoạt luân hồi huyết mạch xích trần thần mạch, chủ phòng ngự, thì có như vậy kinh người hiệu quả. Cũng không biết khối này luân hồi huyền bi ý vị như thế nào. Chỉ sợ rằng muốn luyện hóa không đơn giản như vậy. Luân hồi mộ địa phong thanh dương nói, đồ nhi, người bình thường đạt được luân hồi huyền bi, nhất định là không cách nào luyện hóa. Bất quá, có luân hồi huyền bi, vẫn có thể để cho những người đó tu luyện tăng nhanh. Người có luân hồi huyết mạch, liền tương đương với có mở luân hồi huyền bi chìa khóa. Đây là ngươi cơ duyên lớn nhất. 10 khối luân hồi huyền bi ngươi như cũng luyện hóa, sợ rằng ngày hôm đó, vậy thần quốc thiên đạo cung, cũng sẽ sợ hãi ngươi. Chỉ bất quá, muốn góp đủ, quá khó khăn. Hơn nữa, nếu như ta không đoán sai, một khối cực kỳ đặc thù thuộc tính luân hồi huyền bi ngay tại thần quốc thiên đạo cung bên trong. Diệp Thần hơi ngẩn ra. Hiện tại hắn biết không thiếu luân hồi huyền bi tung tích. Tử ngưng trong cơ thể, thần hỏa học viện, cùng với cái khác. Nếu nói là khó khăn nhất, không ai bằng cái này thần quốc thiên đạo cung. Nắm trong tay thiên đạo lực lượng, mình như thế nào dung chuyển. Đoạt thức ăn trước miệng cọp, tất nhiên một con đường chết. Phong Thanh Dương cười một tiếng, khối kia luân hồi huyền bi cách ngươi còn rất xa, ngươi vẫn là thử có thể hay không luyện hóa trước mắt khối này đi. Nếu như luyện hóa kết thúc, chắc đủ tư cách phó một năm kia ước hẹn. Bắt đầu đi. Diệp Thần gật đầu một cái, bước ra một giọt máu tươi, nhỏ vào đến luân hồi huyền bi bên trong. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy một hồi choáng váng đầu hoa mắt, vô số cổ xưa phù văn ở luân hồi huyền bi bên trong phun trào. Phù văn tràn ngập cả thế giới. Một lần nữa mở mắt ra, Diệp Thần phát hiện mình thần thức tiến vào luân hồi huyền bi bên trong không gian. Hắn mở mắt trong nháy mắt, chỉ cảm thấy gió lớn ở gào thét. Toàn bộ bên trong không gian, tràn đầy gió thế giới. Mỗi một khối luân hồi huyền bi cũng không có cùng thuộc tính, khối này luân hồi huyền bi, rất rõ ràng cho thấy phong thuộc tính. Vô tận gió lạnh, điên cuồng biến dạng Diệp Thần thân thể, dường như muốn cầm hắn thân thể, biến dạng thành bụi phấn. Cái này gió lạnh so ngoại giới còn khủng bố. À, lâu như vậy, lại có thể tới một người. Vẫn là một cái căn cốt trẻ tuổi như vậy người. Một giọng già nua đột nhiên vang lên. Diệp Thần bị gió lạnh thổi không cách nào mở mắt ra, mơ hồ bây giờ, hắn thấy một cái ông già. Cái đó ông già cả người áo bào đen, khô thân thể thon gầy chỉ như vậy đứng ở gió lạnh bên trên. Hắn áo khoác không có bất kỳ múa. Tựa như hắn vị trí đứng, nắm trong tay cái thế giới này gió. Diệp Thần một cặp tròng mắt tràn đầy thần sắc kiên định, bước ra một bước, đón gió lạnh từng bước một chật vật đi. Lão kia người con ngươi ngưng trọng. Hồi lâu mới mở miệng nói, thằng nhóc, đã vạn năm không có ai tiến vào. Luyện hóa luân hồi huyền bi, đối với người bất kỳ mà nói, chỉ có một con đường chết. Cái thế giới này quy luật, không phải người có thể dung chuyển. Luân hồi huyền bi bí mật, cũng không phải có luân hồi huyết mạch liền có thể biết. 10 bia bảo vệ một cái thời đại. Thời đại kia đã kết thúc. Người đi bây giờ, vẫn còn kịp. Nếu như thất bại, chính là kết thúc. Ngươi như không tin, nhìn về phía bên trái. Diệp Thần hơi ngẩn ra, chịu đựng vậy gió lớn như kiếm ý vậy đâm thủng toàn thân, ánh mắt rơi vào cách đó không xa. Đó là một phiến máu loãng và hài cốt. Thậm chí hài cốt bên trên lại lộ ra cực mạnh uy áp. Lại có nhiều người như vậy đã thử luyện hóa khối này luân hồi huyền bi. Hơn nữa, cuối cùng đều chết hết. Xem ở ngươi có luân hồi huyết mạch mặt mũi, ngươi có thể đổi ý, đi thôi. Ta chẳng ngờ đối với ngươi ra tay. Ông già hời hợt nói. Nhưng mà, Diệp Thần nhưng là cười. Hắn một bước bước ra, lại là tăng nhanh nhịp bước. Hướng ông già đi. Hắn biết, như muốn hoàn toàn hấp thu luân hồi huyền bi lực lượng, liền phải hoàn thành cái này ông lão khảo nghiệm. Tí tách, máu loãng theo hắn thân thể lưu tại không gian bên trong, vô tận gió lạnh, để cho hắn cất bước khó khăn. Mỗi đi một bước, cũng cảm giác mình thân thể sắp bị xé vỡ thành hai mảnh. Đâm,
Một đạo gió lớn rơi vào Diệp Thần trên gương mặt mặt, một dấu máu nhất thời chảy ra máu loãng. Ở trên gò má của hắn mặt, hàn băng hơi thở không ngừng lan truyền. Mặt hắn gò má, phủ đầy băng xương. Những thứ này gió lớn bên trong, xen lẫn hàn băng lực, hắn hai chân đã bị đông thành nước đá. Cục băng ngừng tụ ở trên hai chân của hắn mặt, muốn ngăn cản hắn tiếp tục đi tới trước. Diệp Thần bất hủ thần thể bộc phát ra kim quang, oanh phá cục băng, hướng phía trước đi tới trước. Gió lạnh lực cản càng ngày càng lớn mạnh, hắn mới vừa bước ra một bước, ngay tức thì bị thổi bay ra ngoài. Tại không gian bên trong bay rớt ra ngoài, từng cổ một gió lạnh tấn công tới, cầm hắn cả người đông thành tượng đá. Diệp Thần thân thể khắp nơi phiêu tán, vô tận gió lớn bay lượn khắp nơi, bất hủ thần thể kim quang bùng nổ, toàn bộ tượng đá truyền tới rắc rắc thanh âm, chia năm xẻ bảy. T. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy cả người thân thể run lẩy bẩy. Trước mắt hắn thân xác, đã rất khó để cho hắn cảm nhận được giá rét, chỉ bất quá luân hồi huyền bi bên trong khí lạnh, chân thực quá khủng bố. Khí lạnh xen lẫn ở gió lớn bên trong, hơn nữa để cho hắn liên tiếp gặp tai nạn. Hắn có thể cảm giác đến, trong cơ thể máu lưu động dần dần chậm chạp, vượt tiếp tục kéo dài đối với hắn thân thể, càng bất lợi. Hắn hai tay, đã bắt đầu đổi được cứng ngắc, gió lạnh thổi qua, thân thể truyền tới đau đớn kịch liệt. Diệp Thần nghĩ tới điều gì, cầm ra một mực không sử dụng càn khôn lò, ngọn lửa không ngừng phun tràn ra. Đồng thời lòng bàn tay phun trào ra huyền diễm. Hai đạo chí dương lực hội tụ toàn thân. Ngọn lửa chiếu sáng ở Diệp Thần trên thân thể mặt, rốt cuộc để cho hắn cảm nhận được một chút nhiệt độ. Truyền tới một chút nhiệt lượng, mặc dù có một ít tác dụng, chẳng qua là như muối bỏ biển. Không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục đi. Một bước, hai bước, ở bước ra bước thứ ba thời điểm, từng trận gió lớn một lần nữa tấn công tới, cả người bóng người, khắp nơi phiêu tán. Diệp Thần cau mày, nếu như một mực tiếp tục như vậy mà nói, đừng nói có thể hay không đi, sợ rằng lại hao phí một ít thời gian, gió lớn cũng có thể đem mình thân thể, biến dạng thành phấn vụn. Xích Trần thần mạch hoàn toàn bộc phát ra, luân hồi huyết mạch hơi thở, không ngừng phiêu động. Ở luân hồi huyền bi bên trong, hắn vậy không cần sợ huyết mạch của mình bại lộ. Lần này, Diệp Thần tốc độ chạy mặc dù chậm chạp, bất quá tóm lại không cần lo lắng bị gió lớn đánh bay. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Diệp Thần mình cũng không biết đi lại dài hơn thời gian. Hắn lông mi mau đã phủ đầy băng xương, cuồng gió thổi qua, để cho hắn thân thể không ngừng xuất hiện vết rách. Từng đạo vết thương ở hắn mặt ngoài thân thể, mỗi một lần vết thương sắp khép lại thời điểm, cuồng gió thổi tới lại một lần nữa nứt ra, không chỉ có như vậy, gió lớn vẫn có thể thấm vào xương tủy mặt. Hắn xương mơ hồ bây giờ cũng có một chút không đỡ được. Thật may có ma khu, hắn xương cùng trước kia xưa không bằng nay, nếu không cũng sớm đã nứt ra. Ở đầy trời trong cuồng phong đi, Diệp Thần thân thể đã biến thành một cái người máu, vết thương trên người mới vừa đọng lại sẽ rách bể. Liên tiếp loại chuyện này, đã để cho hắn thân thể dần dần sinh ra một chút chết lặng. Càng ngày càng đến gần phía trước, Diệp Thần nhận ra được một chút hơi thở, hắn tiếp tục đi, phát hiện khoảng cách vậy ông già áo bào đen bất quá 10 mét. Gần trong gang tấc, ông già áo bào đen không thấy rõ gương mặt, cả người thân thể, sừng sững ở gió lớn bên trong. Diệp Thần không dám khinh thường, trong tay thú hủ kiếm và chu thiên thần ma thương lấy ra, bất hủ thần thể bộc phát ra kinh khủng kim quang. Ông già áo bào đen hơi có chút bất ngờ, có thể như vậy đến gần ta, người cái thằng nhóc này ngược lại là thú vị. Người đạo tâm, so với kia chút thái hư cường giả đều phải bền bỉ không thiếu. Nhưng là, cái này còn không đủ. Đánh bại ta, chỉ có đánh bại ông già áo bào đen, mới có thể hoàn toàn luyện hóa luân hồi huyền bi. Diệp Thần cưỡng ép chịu đựng gió lực cản, bước ra bước chân, cả người bóng người bỗng nhiên xông tới. Làm hắn xông tới trong nháy mắt, ông già áo bào đen vung tay lên, chung quanh gió lớn đột nhiên bây giờ, hướng hắn thân thể trào lên đi. Ông già áo bào đen cả người bề ngoài, tràn đầy gió lớn, Diệp Thần trong tay chu thiên thần ma thương, một nhát thương đâm đi ra ngoài. Ở đâm đi ra trong nháy mắt kia, gió lớn phun trào, Diệp Thần thân thể, hoàn toàn không bị khống chế nghịch chuyển. Ông già áo bào đen đưa ra một chưởng, rơi vào Diệp Thần phía trên ngực. Phốc suy,
Diệp Thần cả người thân thể bay rớt ra ngoài, trong miệng khạc ra một búng máu. Ngực hắn lõm xuống, trên người xương sườn không biết cắt mất nhiều ít cây. Ngươi cũng muốn luyện hóa luân hồi huyền bi, buồn cười. Ông già áo bào đen nổi giận gầm lên một tiếng, mặt ngoài thân thể gió lớn, khoảnh khắc bây giờ liền hướng Diệp Thần xông tới. Gió lớn tấn công tới, Diệp Thần lần nữa ngắn ngủi kích hoạt xích trần thần mạch. Trong tay thú hủ kiếm, một kiếm bỗng nhiên quơ múa đi ra ngoài. Ở quơ múa đi ra trong nháy mắt kia, thú hủ kiếm thân kiếm, kinh khủng à khí điên cuồng bộc phát ra. Làm ma khí phun trào, kiếm quang phóng lên cao, một đạo kiếm quang sáng chói, tựa như chiếu sáng toàn bộ không gian. Không gian bên trong tràn ngập kiếm ý, kiếm quang bỗng nhiên bắn ra. Gió lớn và kiếm quang hai người lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra kinh khủng nổ. Nổ dư âm, để cho Diệp Thần thân thể không ngừng lui về phía sau. Ở hắn lui về phía sau ở một chớp mắt kia, ông già áo bào đen cả người bóng người, đi tới Diệp Thần trước mặt. Ở hắn đi tới Diệp Thần trước mặt thời điểm, trong tay hắn gió lớn ngưng tụ, bỗng nhiên biến thành một cái gió kiếm. Gió kiếm hướng Diệp Thần thân thể đã đâm đi. Ở đâm lúc tới, Diệp Thần chỉ cảm thấy áo khoác đang không ngừng vang dội. Chung quanh gió lớn phong tỏa lại Diệp Thần thân thể, để cho hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích. Khắp nơi gió lớn, để cho hắn không thể lui được nữa. Gió kiếm đánh tới, Diệp Thần cầm chặt Chu Thiên Thần Ma Thương, nâng lên cánh tay trong nháy mắt, Chu Thiên Thần Ma Thương đầu thương, toát ra sắc bén. Một nhát thương đâm đi ra ngoài. Oanh! Một tiếng rên, Diệp Thần cả người bóng người bay rớt ra ngoài. Gió lớn tùy ý, kinh khủng gió lạnh, ở trong nháy mắt, cầm hắn thân thể đông thành tượng đá. Ở đông thành tượng đá một khắc kia, Diệp Thần cặp mắt đỏ tươi, cả người trên dưới, tràn đầy màu đen ma khí. Ma khí phun trào ở hắn mặt ngoài thân thể, đánh văng ra cục băng. Làm hắn đánh văng ra cục băng trong nháy mắt, một đạo gió lốc đã bỗng nhiên đánh tới. Gió lốc, cuốn lên trước Diệp Thần cả người, tốc độ gió đạt tới một cái trình độ cao nhất, hắn muốn từ gió lốc bên trong tránh thoát được, cũng không dễ dàng. Những thứ này gió lốc xem lưỡi dao sắc bén như nhau, lôi xé hắn thân thể. Trên thân thể mặt, không ngừng toát ra vết máu, máu tràn ngập ở gió lốc bên trong. Ông già áo bào đen đảo mắt bây giờ, xông vào gió lốc bên trong. Gió lốc đối với hắn mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Xông vào gió lốc bên trong, thấy Diệp Thần bóng người lúc đó, hắn hai tay hướng về phía Diệp Thần, đột nhiên ngưng tụ thành một cổ gió lớn. Gió lớn bên trong xen lẫn kinh khủng hơi thở, Diệp Thần cau mày, ma khí điên cuồng phun trào. Ma khu bộc phát ra ánh sáng sáng chói, tránh thoát gió lốc khống chế, ngay tức thì chạy khỏi. Nhưng mà ông già áo bào đen gió lớn đã ngưng tụ xong thành, rơi xuống trong nháy mắt, hướng Diệp Thần bóng người xông tới. Vạn cổ kinh lôi kiếm. Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, lục đạo kiếm thần hơi thở, từ hắn trong thân thể, điên cuồng tràn ra. Một kiếm bỗng nhiên rơi xuống, kiếm quang liều chết xung phong đi, đang cùng gió lớn tiếp xúc trong nháy mắt. Lại thoáng rằng co. Đây là cơ hội, Diệp Thần cả người bóng người, vậy bỗng nhiên xông về ông già áo bào đen. Ở hắn xông tới trong nháy mắt, một kiếm chém ở ông già áo bào đen trên mình. Nhưng mà thú hủ kiếm từ áo bào đen thân thể của lão giả phía trên xuyên thấu đi qua, cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Diệp Thần cả người nhướng mày một cái, đây là tình huống gì? Áo bào đen thân thể của lão giả tựa như vô hình, căn bản không có bất kỳ thật thể. Gió không chỗ nào không có mặt, người thì như thế nào giết ta? Thằng nhóc, người cuối cùng là lịch luyện quá thiếu. Cường giả chân chính có thể nấp trong hư không? Cũng có thể nấp trong trước mắt người không khí. Bọn họ có thể giết người tại vô hình bên trong. Nếu không phải người có xích trần thần mạch, người có thể sớm thì trở thành những cái kia hài cốt. Ông già áo bào đen khóe miệng truyền tới một chút khinh thường, chỉ cần có gió tồn tại, hắn chính là vĩnh hằng bất diệt, ở gió bên trong không gian, hắn chính là thân bất tử. Nghe gặp lời của hắc bào lão giả, Diệp Thần cũng không có mở miệng, ngược lại đang suy tư. Nếu thật xem hắn nói như vậy, Diệp Thần trừ phi cầm toàn bộ không gian gió, toàn bộ đều tiêu diệt hết. Ở hắn suy tính trong nháy mắt, áo bào đen thân thể của lão giả đã tới Diệp Thần bên cạnh.
chỉ gặp hắn vung tay lên, một cổ gió lớn hướng Diệp Thần thân thể xông tới. Gió lớn phun trào, Diệp Thần bụng bị gió lớn biến dạng ra máu nước, cả người bóng người, không ngừng lui về phía sau. Ở hắn lui về phía sau thời điểm, ông già áo bào đen không ngừng theo sát, Diệp Thần sau lưng, Bạch Hổ, Kỳ Lân hư ảnh xuất hiện ở hắn phía sau. Minh! Hống! Từng tiếng gầm thét, hướng ông già áo bào đen xông lên đi giết. Ở thần thú hư ảnh xông tới trong nháy mắt, một cổ gió lớn tấn công tới, trực tiếp đem bọn họ thân thể, biến dạng thành phấn vụn. Diệp Thần thần sắc hơi có một ít ảm đạm, chẳng lẽ ông già áo bào đen ở gió bên trong không gian, thật sự là vô địch. Hắn không tin, bất kỳ sự vật đều có nhược điểm, nơi nào có chân chính vô địch vừa nói như vậy. Nhất định có biện pháp. Cái gọi là vô địch, vậy chẳng qua là giả tưởng mà thôi. Toái tinh. Diệp Thần nâng lên Chu Thiên Thần Ma Thương, trên cánh tay mặt nổi gân xanh, một thương trực tiếp rơi xuống. Khuấy bể áo bào đen thân thể của lão giả. Hô! Diệp Thần thật sâu thở ra một hơi, nhìn áo bào đen thân thể của lão giả bể tan tành, luôn có một có loại cảm giác không thật, chẳng lẽ như vậy thì chết. Ở hắn có một ít mê hoặc thời điểm, sau lưng truyền tới một đạo kinh khủng hơi thở, một cổ cảm giác nguy cơ, ở Diệp Thần trong lòng tự nhiên nảy sinh. Oanh! Ông già áo bào đen một đấm rơi xuống, trực tiếp để cho Diệp Thần khạc ra một búng máu. Đồng thời cả người thân thể đổ tại không gian bên trong. Làm hắn ngã xuống thời điểm, ông già áo bào đen sau lưng ngưng tụ ra mấy chục ngàn chuôi gió kiếm. Gió kiếm gào thét, truyền tới kinh khủng hơi thở. Tốc độ đạt tới một cái trình độ cao nhất, uyển như sấm diệt thế oai, thanh thế thật lớn. Vèo vèo vèo. Từng chuôi gió kiếm, bỗng nhiên đâm về phía Diệp Thần thân thể. Gió kiếm chân thực quá nhiều, dựa vào Diệp Thần trước mắt tốc độ, căn bản không có biện pháp né tránh. Cái này ý định giết người vượt qua xa thánh nữ. Hơn nữa, rất rõ ràng, cái này ông già áo bào đen coi thường Diệp Thần thân phận, thật nổi lên sát tâm. CMN. Ngay tại lúc này, dị biến lần nữa lên. Diệp Thần đan điền kim quang sáng chói. Cửu trảo kim long từ Diệp Thần trong thân thể tràn ra. Lại là càn khôn sát vực lấy được cửu trảo kim long. Chẳng lẽ cửu trảo kim long nấp trong đan điền, chính là đến khi thời khắc nguy cơ hộ chủ. Đáng tiếc như cũ chỉ có một lần tính, như thế nhiều kim long, sợ rằng cái này ẩn núp lá bài tẩy vậy phải biến mất. Một cái kim long quanh quẩn ở Diệp Thần bề ngoài, phát ra từng cơn gầm thét. Oanh oanh oanh. Gió kiếm rơi xuống một khắc kia, bỗng nhiên nổ. Phạm vi nổ, giống như một mảnh hỗn độn, không thấy rõ bên trong tình trạng. Diệp Thần từ phạm vi nổ bên trong phóng lên cao, bất quá hiện tại hắn trạng thái cũng không tốt. Trên mình xuất hiện tất cả lớn nhỏ lỗ thủng, chảy máu loãng, tán lạc tại không gian bên trong. Ta đây là lại một lần nữa đánh giá thấp ngươi. Ngược lại có chút ý kiến. Đáng tiếc, ngươi vẫn là không có tư cách nắm trong tay khối này luân hồi huyền bi. Cũng nên kết thúc, ngươi tác dụng duy nhất liền để cho ta ở nơi này trong năm tháng vô tận hưởng thụ một chút thú vị. Một giây kế tiếp, giữa trời đất, sát cơ lạnh như băng phong tỏa Diệp Thần. Vậy vô tận gió lớn giống như một con cự thú phải chiếm đoạt Diệp Thần. Diệp Thần tay run run, đột nhiên hắn nghe được ấn đường truyền đến thanh âm, hắn lựa chọn nhắm mắt lại. Nháy mắt bây giờ, trong mắt mở ra. Khóe miệng phác họa một đạo độ cong. Hắn con người hiện lên một chút lạnh như băng, tựa như chiếu ngược huyết nguyệt. Vô tận ma khí hội tụ. Đồng thời, hắn ấn đường tản ra một đạo cửu u ánh sáng. Ma đế, cảm ơn. Dứt lời. Diệp Thần một cặp tròng mắt nhìn chằm chằm ông già áo bào đen, hắn bước ra một bước, một đóa do ma khí ngưng tụ mà thành màu đen hoa sen, rơi vào dưới chân. Ở hắn bên người, một đóa đóa màu đen hoa sen, không ngừng tách thả ra. Cánh hoa dương lên một khắc kia, kinh khủng à khí không ngừng phun tràn ra. Ma khí phun trào, Diệp Thần sau lưng xuất hiện vô số ma thần hư ảnh. Những thứ này ma thần hư ảnh, một cái tên hung thần ác sát, phát ra gầm thét, toàn bộ bên trong không gian tràn đầy vô cùng vô tận ma khí. Đi! Diệp Thần khẽ quát một tiếng, ma thần hư ảnh và màu đen hoa sen, hướng ông già áo bào đen xông tới. Làm xông tới trong nháy mắt, lấy ông già áo bào đen là trung ương,
bốn phương tám hướng gió lớn, không ngừng hướng hắn thân thể lưu động. Lấy gió tạo thành một cái bảo vệ che chở. Ma thần hư ảnh và màu đen hoa sen xông tới ngay tức thì, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Oanh, oanh, oanh. Nổ tiếng vang truyền tới, toàn bộ không gian cũng ở run rẩy không ngừng. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một mắt, phát hiện ông già áo bào đen hoàn hảo không tổn hao gì, đừng nói bị thương tổn, liền một chút da lông cũng không có đánh mất. Cái này làm cho Diệp Thần trái tim, dần dần chìm xuống. Ma đế vì trợ giúp hắn giải quyết trước mắt tình huống, vận dụng một chút lực lượng. Lại còn không đủ. Ông già áo bào đen so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn, trừ một ít lá bài tẩy không có dùng, trên căn bản đã dùng hết toàn lực. Cái này tựa như giống như là không thấy được hy vọng chiến đấu. Gió lớn tùy ý bay lượn, Diệp Thần trên mình phủ đầy hàn sương. Ông già áo bào đen khóe miệng một chút nhàn nhạt giễu cợt thần sắc. Hắn ở nơi này luân hồi huyền bi là bất tử bất diệt tồn tại, Diệp Thần như thế nào có thể giết? Chuẩn bị xong nghênh đón tử vong sao? Ông già áo bào đen tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, nâng lên cánh tay, hướng về phía không gian phía trên, đưa ra chỉ một cái. Chỉ một cái khuấy động mưa gió, chung quanh gió lớn, không ngừng tại không gian phía trên ngưng tụ. Gió lớn dần dần ngưng tụ thành một cái màu đen gió bão, kinh khủng hấp lực truyền tới. Diệp Thần thân thể, không khống chế được hướng tâm gió bão bay đi. Tốc độ gió quá mức khủng bố, Diệp Thần căn bản cũng không có bất kỳ ngăn cản năng lực. Thân thể xông vào trong gió bão mặt, kinh khủng gió lớn giống như lưỡi dao sắc bén, xé nát trước Diệp Thần thân thể. Không tới ba hơi thở thời gian, hắn cả người trên dưới đã không có một nơi là hoàn hảo, giống như một cái người máu. Gió bão vẫn còn tiếp tục lưu động. Diệp Thần trong mắt đã không mở ra được, chỉ có thể nhắm mắt lại. Gió lớn ở hắn bên tai gào thét, đau đớn kịch liệt, đã để cho Diệp Thần thân thể mơ hồ có chút không chịu nổi. Vèo, vèo, vèo. Diệp Thần cánh tay xuất hiện xương trắng, màu trắng xương còn kèm theo huyết dịch đỏ thắm. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, hắn khí tức trên người như có như không. Phốc suy. Một búng máu từ Diệp Thần trong miệng phun ra. Nhưng là hắn chẳng ngó ngàng gì tới, không ngừng cảm ngộ gió lớn. Ông già áo bào đen nếu nói mình là bất tử bất diệt tồn tại, không đại biểu thật không có bất kỳ nhược điểm. Muốn mở khối này luân hồi huyền bi, cũng không phải chân tránh ý nghĩa lên đánh bại ông già áo bào đen. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Thần phát hiện mình ý nghĩ chính là một cái sai lầm. Nếu không thể ngăn cản gió lớn, vậy thì hấp thu vào trong thân thể. Diệp Thần khiếu huyệt dương ra. Vô cùng vô tận gió lớn, không ngừng tràn vào đến trong cơ thể hắn. Những thứ này gió lớn từ bốn phương tám hướng, chiếm đoạt đi vào. Làm gió lớn tiến vào trong cơ thể thời điểm, Diệp Thần vận dụng luân hồi huyết mạch, không ngừng luyện hóa. Gió lớn tràn vào, chung quanh gió bão dần dần dừng lại, Diệp Thần một cặp tròng mắt mở ra, ở hắn trong con ngươi mặt, tựa hồ thấy một cổ cuồng gió thổi qua. Ông già áo bào đen bóng người càng ngày càng ảm đạm. Diệp Thần mở miệng nói, chân chính bất tử bất diệt, người còn không làm được. Không có ai sẽ không có nhược điểm, chỉ là từ vừa mới bắt đầu, cũng không có phát hiện. Diệp Thần bước ra một bước, hắn hai chân ngưng tụ gió lớn, hướng ông già áo bào đen, bay bắn qua. Ở hắn đi qua trong nháy mắt, giang hai cánh tay, trực tiếp nắm ông già áo bào đen. Làm đụng chạm một khắc kia, khiếu huyệt điên cuồng hấp thu ông già áo bào đen. Thần ma luân hồi quyết không ngừng vận chuyển. Diệp Thần tâm vô bàng vụ. Oanh! Luân hồi huyết mạch không ngừng luyện hóa, giờ khắc này ở Diệp Thần trong cơ thể phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Khiếu huyệt bên trong, tràn đầy gió lớn, trong kinh mạch mặt, phảng phất có một cổ khí lưu đang lưu động. Hắn ở một khắc cuối cùng, lại đốn ngộ cái gì? Hắn dùng chiến lực căn bản không có thể thắng được ông già áo bào đen. Hắn cơ hồ không có ưu thế. Duy nhất ưu thế chính là trong cơ thể còn chưa lớn lên huyết mạch. Luân hồi huyết mạch. Ông già một mực ở nói gạt Diệp Thần, để cho Diệp Thần dùng thực lực đánh bại hắn. Chính là bởi vì ông già thật ra thì sợ hãi Diệp Thần luân hồi huyết mạch. Thời gian tựa như ngừng. Diệp Thần ở gió lớn bên trong trôi lơ lửng. Không có ai biết chuyện gì xảy ra. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mở mắt ra. Khóe miệng phác họa một đạo nụ cười.
Nguyên lai lần này huyết mạch, tên là Lăng Phong Thần Mạch. Chỉ bất quá cái này Lăng Phong Thần Mạch tựa hồ còn thiếu chút vật gì, muốn kích hoạt, còn có một chút độ khó. Còn có khối này gió bia năng lượng quá cổ quái, ta rõ ràng trải qua khảo nghiệm, vì sao không hấp thu được bên trong năng lực đột phá. Không muốn, hơn thử mấy lần có lẽ liền nắm trong tay. Làm Diệp Thần lần nữa mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng ở tế đàn trung ương. Hắn mới vừa rồi lao thẳng đến sự chú ý đặt ở luân hồi huyền bi bên trên, ngược lại là hoàn toàn không có chú ý tới chung quanh tế đàn còn có bích họa. Bích họa bên trên tràn đầy vết kiếm, ngược lại để cho hình ảnh có chút mơ hồ không chịu nổi. Bất quá cẩn thận phân biệt, vẫn có thể phát hiện một ít đồ hữu dụng. Thứ nhất phó bích họa, chính là một vị đứng ở trên thần long người đàn ông ngự long mà chiến, đánh đâu thắng đó. Mà hắn phía dưới, là vô số thần phục con dân. Tựa như đại biểu chúng sinh đối với quy tắc sợ hãi. Bức thứ hai họa, càng quỷ dị. Đó là một miếng cực kỳ phong cách cổ xưa thêm xa hoa cửa. Cửa bên trong, một người thanh niên tay cầm trường kiếm, hắn dưới chân đạp một tấm bảng. Bảng hiệu viết Thiên Đạo Cung. Xem tới nơi này, Diệp Thần con ngươi co rúm một cái, lại có người dám cầm Thiên Đạo Cung bảng hiệu dẫm ở dưới chân. Điên rồi phải không? Đáng tiếc thanh niên bên ngoài bị rậm rạp chằng chịt vết kiếm che đậy, xem không thấy cụ thể. Bức họa thứ ba, vết kiếm tối thiểu. Đó là một cái đỏ thẫm thần môn. Thần môn bên trên, lại có cửu thiên thần long ngưng tụ. Thiên địa vẻ bị thần long chi ảnh bao trùm. Hơn nữa mỗi một đạo long ảnh, trong mắt bên trong tràn đầy cao nhất cao ngạo. Diệp Thần tầm mắt hơi lên rời. Hắn con người phóng đại. Cái này đỏ thẫm thần môn bên trên, lại có khắc năm chữ. Cửu thiên thần long điện. Ban đầu trong cơ thể huyết long hư ảnh cắn nuốt linh tiên đế cung bách thú đồ, chính là hoàn toàn biến mất. Diệp Thần duy nhất biết được tung tích chính là huyết long đi một cái kêu là cửu thiên thần long điện địa phương. Nhưng là chỗ này, hỏi rất nhiều người, đều không từng biết. Phảng phất là cấm địa. Hắn không tin huyết long sẽ một đi không trở lại. Huyết long là hắn uẩn dục, đại biểu Diệp Thần sát đạo. Hơn nữa hai người bây giờ còn có phân linh thú liên lạc. Hắn mơ hồ đoán được, huyết long đi 9 tầng trời thần điện là chuẩn bị cái gì. Vừa tựa hồ có cái gì khó nói tri ân. Diệp Thần ánh mắt rơi vào bức thứ tư, cũng chính là một bức cuối cùng bích họa. Cái này bức bích họa rất đơn giản. Chỉ có một thanh niên. Cố nhiên thanh niên mặt mũi bị vết kiếm che phủ, nhưng là Diệp Thần rất khẳng định, cái này bích họa ở giữa thanh niên chính là mình. Chỉ là, mình lại bị một thanh kiếm xuyên thấu thân thể. Hơn nữa trong hình, còn có một cái mảnh khảnh tay. Tay cầm kiếm lạnh lẽo. Hẳn là một người cô gái. Chẳng lẽ đây là vị kia thánh nữ? Diệp Thần lắc đầu một cái, không giống. Vậy đem kiếm đâm vào thân thể mình rốt cuộc là ai? Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ sâu xa lúc đó, tế đàn chấn động. Diệp Thần vội vàng trở lại đất bằng phẳng bên trên. Tế đàn ầm ầm sụp đổ. Hết thảy biến mất. Toàn bộ bát ngát chi địa, duy chỉ có Diệp Thần một người. Sư tôn, khoảng cách một năm ước hẹn, còn bao lâu? Phong Thanh Dương mở miệng nói, còn có 5 ngày. Đồ nhi, khối này luân hồi huyền bi có chút cổ quái, người thật ra thì đã luyện hóa thành công. Nhưng là hắn năng lượng nhưng toàn bộ nấp trong người đan điền bên trong, không có phóng thích. Diệp Thần nhìn lướt qua đan điền. Cố nhiên cảm giác được khối kia luân hồi huyền bi tồn tại. Hơn nữa khối này luân hồi huyền bi bị một cổ cực mạnh năng lượng khắc chế. Sư phụ, lần trước Trần Bia ta là duy nhất hấp thu, vì sao lần này sẽ như vậy? Chấm, Diệp Thần có chút nghi ngờ. Phong Thanh Dương trầm tư chốc lát, mở miệng nói, chỉ sợ là cái này gió bia đang sợ cái gì? Nó sợ chủ nhân nó chết. Luân hồi huyền bi cảm giác năng lực hẳn cực mạnh. Thậm chí có thể nói là có linh. Lần trước ngươi luyện hóa Trần Bia, chính là đưa đến thiên đạo lực đối với ngươi ra tay. Nếu là không có ta và ma đế, ngươi đã sớm bị thiên đạo cung người mang đi. Lần này, mặc dù thuộc về di tích này bên trong, nhưng là ngươi như hấp thu năng lượng đột phá, di tích dị tượng tất nhiên sẽ bị những tên kia phát hiện. Thôi, điều này có thể tính trước nấp trong bên trong cơ thể ngươi cũng tốt. Ngươi mới vừa đột phá tinh khiếu cảnh,
nếu như lại đột phá, căn cơ liền không yên. 5 ngày sau 1 năm ước hẹn, Hạ Linh Thu muốn giết ngươi, tất nhiên sẽ che đậy hết thảy hơi thở, đến lúc đó như có cơ hội, ngươi lại đột phá ngược lại cũng không dễ dàng. Hơn nữa, vậy Hạ Linh Thu ta gặp qua, người này lòng dạ cực sâu, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cho Linh Vận thắng. Ngươi giữ lại cái này luân hồi huyền bi năng lượng, ngược lại cũng coi là hậu thủ. Diệp Thần gật đầu một cái, con ngươi ngưng trọng, sợ rằng 5 ngày sau không ta nghĩ đơn giản như vậy, một cái hậu thủ xa xa không đủ. Ta nghĩ biện pháp lợi dụng những ngày qua đem hồn kỹ tu luyện đại thành. Hơn nữa luyện chế một ít hồn khí đối phó tình huống đặc biệt. Nói xong Diệp Thần chính là liều mạng hiểu, thôi diễn được từ mục dã hồn kỹ. Dòng dã 2 ngày sau, Diệp Thần rốt cuộc lần nữa mở ra 2 hàng lông mày, lúc này trong mắt, đã biến thành hoàn toàn đen nhánh vẻ, đây là niệm ma thân thể, kích thích đến mình biểu hiện. Hắn miệng to thở hào hển, gương mặt có chút trắng bệch, lộ vẻ được rất mệt mỏi, liên tục đem niệm ma thân thể cực hạn vận chuyển, chấm dứt mạnh thần hồn, hiểu hồn kỹ, cho dù là hắn cũng có chút chịu không nổi. Bất quá, thành quả giống vậy làm người ta hài lòng. Diệp Thần cười một tiếng, đột nhiên bây giờ, không gian bên trong, vô hình chập chờn tách thả ra, một chuôi tản ra thần lực cùng ma sát vô hình kiếm, vây quanh hắn thân thể, không ngừng chớp động. Diệp Thần không chỉ có hoàn toàn lĩnh ngộ tỏa hồn giết, thiên hồn chấn động, lại là đem mình lực lượng dung hợp trong đó, ở vốn là trên căn bản, sáng tạo ra mạnh hơn hồn kỹ. Diệp Thần vẫn mà chống đỡ địch một mình tạo thành công kích hồn kiếm thuật, cùng với đối với trong phạm vi nhất định tạo thành công kích thần sát biển tới đặt tên, mặc dù tên chữ vẫn là như nhau, uy lực, nhưng là khác biệt một trời. Bây giờ Diệp Thần, có lòng tin bằng vào hồn kỹ, liền có thể cùng phong môn cảnh tầng 7 trời, địa vị ngang nhau. Thu hồn kỹ, Diệp Thần xếp bằng ngồi dưới đất, điều tức, lại qua 2 giờ, hắn lần nữa mở ra đôi mắt, đã khôi phục trạng thái tột cùng. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt hồn đồ sắt phôi, ánh mắt trịnh trọng, vung tay lên, lại là đồng thời đem 3 chuôi hồn đồ sắt phôi, lấy vào tay bên trong. Tại sao là 3 chuôi? Cho dù là hồn tộc thái hư cường giả, cũng là một chuôi luyện chế à? 3 chuôi, chỉ có thể lãng phí vật liệu, lãng phí tinh lực thôi. Nhưng là, Diệp Thần không cùng, thật ra thì, cho dù không có niệm ma thân thể, dựa theo Diệp Thần thần hồn mạnh mẽ, cùng với tất cả loại lá bài tẩy gia trì, hắn liền có không kém gì hồn tộc hồn lực, nhưng là, có niệm ma thân thể Diệp Thần, chỉ có thể dùng 2 chữ để hình dung. Biến thái. Hoàn toàn biến thái. Dựa theo Diệp Thần và Phong Thanh Dương tính toán, Diệp Thần có thể đang bảo đảm giống nhau tỷ lệ thành công dưới tình huống, lợi dụng niệm ma thân thể nghịch thiên kia thần niệm bả khống, đồng thời xử lý 3 chuôi hồn khí. Mặc dù, thời gian lên so đơn độc chế tạo 1 chuôi hồn khí, muốn lâu một chút, tân đắng một chút, nhưng là, so với chế tạo 3 chuôi thời gian, mau hơn rất nhiều. Lúc này, Diệp Thần liền hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, một lát sau, chợt quát to một tiếng, mạnh mẽ thần niệm chút xuống ra, bơm vào ở 3 chuôi hồn đồ sắt phôi bên trên. Dựa theo hồn rèn thuật ghi lại, bắt đầu lợi dụng thần hồn lực, mài cái này 3 chuôi khí phôi. Đến lúc đó dùng vật này giết Linh Vận, có lẽ có hiệu quả không tưởng được. Thời gian chỉ như vậy, từng giây từng phút trôi qua. Lần đầu tiên thử nghiệm, để cho Diệp Thần có chút thất vọng chính là cái này 3 chuôi hồn khí, đều đang bởi vì hắn làm việc lên một cái sai lầm nhỏ, đồng thời thất bại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 110.